bạn chuẩn bị xem xuyên qua có hệ thống, đính hôn chuyển thế nữ đế tập 61, bởi vì chúng ta đặt trước qua thông gia từ bé. Vương Lâm nửa đùa nửa thật nói. Lãnh Hy Nguyệt há to miệng, muốn nói lại thôi. Thông gia từ bé. Loại này phụ mẫu chi mệnh, tại lấy võ vi tôn tu tiên giới, rất khó để cho người ta thản nhiên tiếp nhận. Cuối cùng, cầu tiên vấn đạo mục đích cuối cùng nhất, thường thường là vô câu vô thúc, thọ cùng trời đất, càng về sau cảnh giới. Thọ nguyên càng dài rằng giặc, phàm tục trăm năm kinh lịch như thoảng qua như mây khói thoáng qua liền mất nếu như là bởi vì thông gia từ bé nguyên nhân mà đối với nàng phá lệ quan tâm nên nói tiểu ca ở sâu trong nội tâm cực kỳ truyền thống thủ cựu vẫn là có khác ý khác đơn thuần thông gia từ bé tự nhiên trói buộc không được lựa chọn của ta tự hồ nhìn ra lãnh hy nguyệt không hiểu vương lâm cười nói bổ sung Như ngươi thân là băng hoàng dị tượng người sáng tạo nhất định có bất phàm chỗ ta còn có thể ăn thiệt thòi không thành có đúng không nghe vậy Lãnh Hi Nguyệt méo một chút đầu, cười như không cười hỏi lại, nguyên lai tiểu ca là nghĩ ép khô trên người ta chỗ tốt sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Vương Lâm ngữ khí dừng lại, nhìn chăm chú bên người thiếu nữ con ngươi, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, truy cầu lợi ích cũng tốt, giảng cứu tình hoài cũng được, ta hy vọng kết cục không phải tiếc núi. Nhân sinh từ từ, tri âm khó cầu. Đang cầu xin tiên hỏi đầu này long đong trên đường, có một vị cùng mình sóng vai mà đi người, chẳng lẽ còn có thể là một chuyện xấu không thành. Tiểu ca nói phải. Lãnh hy nguyệt nhãn tình sáng lên, chỉ cảm thấy rộng mở trong sáng. Đạo hữu, ta hiểu. Hai người đều người mang bí mật, có thể lẫn nhau trong non, lại thêm kia cùng thôn cùng ngày vi diệu duyên phận, dọc theo con đường giống nhau đi xuống, có gì không thể. Nghĩ như thế, ngược lại là nàng lấy tướng. Thế nào lại là đạo hữu đâu? Vương Lâm gãi đầu một cái, ra vẻ nghi hoặc, chân chính hiểu, nên gọi đạo lữ mới đối. Hừ, nhìn ra tiểu ca đang nhạo báng mình lãnh hy nguyệt hừ nhẹ một tiếng ngươi biết vì cái gì không phải đạo lữ sao vì cái gì bởi vì tiểu ca ngươi dạy thật tốt lãnh hy nguyệt đem hắn đã nói lặp lại lần nữa đơn thuần thông ra từ bé tự nhiên trói buộc không được lựa chọn của ta ngươi cái này ai vương lâm thở dài chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cái tốt không học chỉ toàn học cái xấu hai người một bên nói chuyện trời đất một bên chẳng có mục đích đi trên đường phố quan hệ thân cận rất nhiều. Thanh Xuân à, cổ long giới bên trong, phong lăng trần bùi ngùi mãi thôi. Trên đường đi, Vương Lâm bé nhạy cảm giác được rất nhiều ánh mắt vờn quanh tự thân, nhưng cũng không biểu hiện được bất luận cái gì nặng nề. Hắn cũng không có cảm thấy bất ngờ. Đã toàn bộ đông hoang tứ đại đỉnh tiêm tông môn tuyên bố treo thưởng, một khi tung tích của hắn bại lộ, tất nhiên sẽ không lại cho hắn thoát ly ánh mắt cơ hội. Tiểu ca, ngươi sợ hãi sao? Lãnh Hy Nguyệt có ý riêng, rất nhanh, ngươi liền sẽ gặp vĩnh vô chỉ cảnh truy sát. Nàng có khốn cảnh, Vương Lâm cũng thế. Thậm chí, Vương Lâm áp lực so với nàng càng lớn. Làm sao lại vĩnh vô chỉ cảnh? Vương Lâm thản nhiên nói, chỉ cần ta so đông hoang bất luận kẻ nào đều mạnh, hết thảy khó khăn giải quyết dễ dàng. Luyện hồn cảnh phía trên, liền phi thiên. Cái gọi là truy sát, có thể cho đến mấy phần áp lực, duy trì bao lâu, hắn cũng phải hảo hảo nhìn một cái. Lãnh Hy Nguyệt Hiếu Kỳ hỏi, xương bá đông hoang, Ngươi cho là mình cần bao lâu? Cái này sao? Vương Lâm thật sâu lường nàng một chút, cười nói. Ngươi muốn thoát khỏi tuyệt tiên cốc cốc chủ, nhất định phải chiến thắng. Kỳ thật cùng xưng bá đông hoang khác biệt không lớn, ngươi cảm thấy mình cần bao lâu? Ta hỏi trước. Lãnh Hy Nguyệt lòng háo thắng mãnh liệt. Đại khái hai năm rưỡi. Vương Lâm quyết định ít cho chút áp lực. Mỗi ngày một trăm vạn tu luyện điểm, hắn cái gì đều không làm. Trong vòng mấy tháng sông lên phi thiên cảnh đều là chuyện chắc như đinh đóng cột càng đừng đề cập còn muốn thu hoạch càng nhiều tài nguyên kia tiểu ca ngươi cố lên nha lãnh hy nguyệt mấp máy môi đắc ý nói lại cho ta hai năm đông hoang không ai cản nổi ta chuyển thế trùng tu càng về sau đi con đường của nàng ngược lại càng đơn giản hú chi luyện hồn cảnh đối nàng bản thân không có áp lực chút nào bởi vì đột phá tới luyện hồn cảnh sau nàng ngạc nhiên phát hiện kiếp trước bản mệnh pháp khí bị nàng trong lúc vô tình đưa đến kiếp này nói cách khác không cần nàng đi ôn dưỡng bản mệnh pháp khí ngược lại là cái sau gia tốc tốc độ tu luyện của nàng, hiệu quả phi thường khoa trương. Cuối cùng đột phá tới phi thiên cảnh sử dụng thời gian xa so với 2 năm ngắn, nhưng nàng không nghĩ cho đến Vương Lâm áp lực quá lớn, cho nên chỉ nói 2 năm. Vương Lâm kinh nghi bất định, thật hay giả? Cũng có thể là ta quá lạc quan. Lãnh Hi Nguyệt coi là Vương Lâm lòng tự tin bị đả kích, vội vàng bổ sung. Đừng hiểu lầm. Vương Lâm lắc đầu bật cười, thực không dám giấu giếm, ta một năm rưỡi liền có thể xưng bá đông hoang, vừa mới là lừa người. Có đúng không? Minh Bạch đối phương cũng tại khiêm tốn, lãnh hy nguyệt tiếu dung không giảm. Trung thực nói cho ngươi đi, ta một năm liền có thể xưng bá đông hoang, vừa mới ta cũng là lừa người. Tốt à, ta thẳng thắn, thực tế chỉ cần 10 tháng. Trung thực cùng ngươi nói à, cho ta 6 tháng, dư xài. Ngươi xác định. Lần này, Vương Lâm thiết thiết thực thực bị kinh đến. Xem ra nàng so với mình trong tưởng tượng lợi hại hơn, khó trách 4 năm sau gặp lại, đã nhập luyện hồn cảnh thiên chân vạn xác lãnh hy nguyệt mở mày mở mặt tiểu ca nhân sinh của ta kinh lịch rất đặc thù cùng bình thường tu sĩ không thể so sánh ngươi có khác áp lực quá lớn mình trùng tu một thế nếu như cảnh giới tăng lên vẫn còn so sánh người khác chậm tính cái gì sự tình dứt khoát tìm khối đậu hũ đâm chết tính toán vậy chúng ta định vị ước định như thế nào vương lâm nghiêm trang nói nửa năm sau hai người chúng ta chúa tể đông hoang lãnh hy nguyệt ánh mắt tạo nên gợn sóng Lời nói này ý tứ, tiểu ca đã ở cho thấy tiến độ tu luyện của mình cũng không so với nàng chậm. Ghê tởm. Bại bởi ta một lần sẽ như thế bên nào? Tốt. Nàng nặng nề mà gật đầu. Chúng ta vỗ tay vì hẹn. Vương Lâm xòe bàn tay ra. Ba. Thiếu nữ không chút do so dự vỗ một cái, dơ lên tuyết trắng cái cổ trắng ngọc, giống một con kiêu ngạo thiên nga. Ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ta sẽ không thua ngươi. Cái này liền đủ. Vương Lâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Một màn này, Phong Lăng Trần nhìn ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ. Cái miệng này đầu ước định, đã là đốc xúc song phương cố gắng tu luyện, cũng là nhắc nhở hai phương diện lâm khốn cảnh, nhiều nhất kiên trì nửa năm. Không cần nhiều lời, thiếu nữ cũng nghe ra ý ở ngoài lời. Như vậy, nên phân biệt. Vương đột nhiên bước dừng lại. Nên nói, đều đã nói. Trước mắt hắn, dừng lại tại hy nguyệt bên người càng lâu, càng dễ dàng cho đối phương đưa tới nguy hiểm. Vân vân. Lãnh hy nguyệt quay lại qua thân, hướng trong ngực hắn lấp một quyển sách, đeo cái này vào, đối ngươi hữu dụng. Dù là nàng mất đi hướng tung hoành thiên hạ thần thông, chân chính tài phú vẫn như cũ là chuyển thế trí nhớ lúc trước. Tu sĩ tầm thường liều mạng tranh đoạt công pháp, bí thuật, đối với nàng mà nói, chẳng thèm ngó tới. Ngươi nhìn, cái này chẳng phải có thể hiện ra cùng ngươi định ra thông ra từ bé chỗ tốt sao, cảm ơn ta tốt đạo lữ. Vương Lâm thu hồi thư tịch, đầu tiên là nhị không được trêu chọc, sau đó trầm giọng nói, hy nguyệt, nửa năm sau gặp lại bang huyền hỏa kiếm phá không mà ra rơi vào thiếu niên dưới chân hắn nhảy lên tại vô số dân chúng ánh mắt kính sợ bên trong ngự kiếm phi thiên tiểu ca đang lúc vương lâm chuẩn bị rời đi lúc phía dưới chuyển đến kêu gọi hắn cúi đầu nhìn lại chỉ gặp lãnh hy nguyệt đã giải khai mạng che mặt tuổi vừa mới 13 thiếu nữ đại mi núi xanh song đồng cắt nước nàng thắt lưng thon thon dáng điệu uyển chuyển đen bóng như thác nước tóc dài đơn giản quán ở sau lưng hơn tuyết băng cơ ngọc cốt dưới ánh mặt trời, phảng phất một khối oánh oánh bạch ngọc, đẹp như tranh. Bên cạnh phàm nhân, nhất thời ánh mắt chiếu tới, lộ ra có sai lầm hình tượng si mê. Dù là vương lâm từ trước đến nay định lực 10 phần, cũng không khỏi cảm thấy một trận hoa mắt. Khó trách nha đầu che mặt, tuổi còn trẻ, dáng dấp hại nước hại dân, lại lớn lên một chút còn phải. Lãnh hy nguyệt vẫy tay, lúng đồng tiền cười yếu ớt, nửa năm sau, chúng ta ở nơi đó gặp mặt. Ở đâu là cuối cùng chiến trường, nơi đó chính là chúng ta gặp lại địa phương. Bạn chuẩn bị xem xuyên qua có hệ thống, đính hôn chuyển thế nữ đế tập 62, lãnh hy nguyệt tâm như gương sáng, lập tức lý giải trong lời nói thâm ý. Chúa tể Đông Hoang cũng không phải là ngoài miệng nói một chút liền có thể làm được, chỉ có dựa vào tuyệt đối lực lượng mới có thể đem nó biến thành sự thật. Đương Tiểu Ca không cần tạm thời tránh mũi nhọn, mà là lựa chọn đối kháng chính diện tuyên bố treo thưởng đỉnh tiêm tông môn thế lực, cuối cùng rồi sẽ đem một phiến khu vực hóa thành chiến trường giờ phút này phân biệt tương lai chiến trường gặp nhau nàng ánh mắt liếc nhìn xung quanh chỉ gặp rất nhiều tu sĩ lần theo vương lâm rời đi phương hướng đuổi theo trong con người sắn lạn tán đi hóa thành một vũng hàn đàm quay người nhẹ lướt đi không có phi thiên cảnh thực lực bất quá tự tìm đường chết rời đi thiên phong thành vương lâm trèo đèo lội suối đi vào một mảnh khe núi từ túi chữ vật bên trong một lần nữa lấy ra lãnh hy nguyệt tặng cho thư tịch cẩn thận xem lưu tinh hỏa một môn trong thời gian ngắn bộc phát thức gia tăng di tốc pháp thuật trước mắt liền có thể tu luyện tổng cộng tam trọng phân biệt đối ứng tam giai tứ giai ngũ giai tam giai đối ứng luyện hồn cảnh tứ giai đối ứng phi thiên cảnh ngũ giai đã là phi thiên cảnh phía trên vương lâm âm thầm cảm khái quả nhiên khi người xuất ra đồ vật liền không có tranh lệch qua lạch cạch đọc qua trang sách quá trình bên trong một mảnh giấy rơi xuống vương lâm tay mắt lanh lẹ đưa tay tiếp nhận nhìn xem phía trên Hi nguyệt lưu cho hắn một đoạn văn đầu tiên là sững sờ lập tức con mắt đột nhiên sáng đúng là nhanh chóng thu hoạch tài nguyên biện pháp tốt ba ba bá ngay tại hắn xem xét thư tịch thời điểm nơi xa hai vị trúc nguyên cảnh tu sĩ bay tới bốn phía dò xét danh con chạy thật đúng là nhanh hoàng tân toàn hùng hùng hổ hổ lưu cường cười lạnh nói ta đã thông biết tông môn trưởng lão tin tưởng bọn họ rất nhanh liền sẽ chạy đến lấy bọn hắn điều tra năng lực vương lâm tất nhiên không chỗ trốn chạy liên quan tới vương lâm treo thưởng, người có công đều có thể có sở hoạch đến. Bọn hắn cáo chi tin tức, cũng có thể phân đến rất nhiều lợi ích, mà đỉnh tiêm tông môn cực nhỏ lợi nhỏ, đối với tu sĩ tầm thường mà nói, đủ để hưởng thụ trung thân. Có đúng không? Băng lãnh thanh âm tại phía sau bọn họ vang lên. Hai người kia giật nảy mình, liền vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ gặp thiếu niên mặt không biểu tình, chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau chú ý bọn hắn, không khỏi sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Bị phát hiện không cần kinh hoàng. Hoàng Tân Toàn như lâm đại địch, lấy ra linh khí trận địa sẵn sàng, thực lực của hắn chưa hẳn rất mạnh. Thiên Phong Thành phát xuống sinh sự tình, không người biết được, mà Vương Lâm tự thân cảnh giới, tại vô cực liễm khí thuật che lấp lại, không có phi thiên cảnh thực lực, căn bản là không có cách xem thấu. Duy nhất có thể để nghiệm chứng Vương Lâm thực lực tin tức là phần hỏa tông bị cái sau hủy diệt. Để bọn hắn tin tưởng 8 tuổi tiểu hài bằng thực lực hủy diệt phần hỏa tông. Làm sao có thể? Đúng, bên cạnh lưu cường rất tán thành ngươi nói không sai bành vương lâm phi thân giết ra hỏa kỳ lân tý phát động hai tay thiếu đốt lửa cháy hừng hực trực tiếp liền người mang thuẫn cùng nhau oanh sát đinh hệ thống nhắc nhở ngài thành công đánh giết lưu cường chúc nguyên cảnh hậu kỳ tu luyện điểm 20 vạn vương lâm bản thân chiến lược liền không là bình thường luyện hồn cảnh sơ kỳ có thể so sánh lại thêm đại cảnh giới áp chế miểu sát chúc nguyên cảnh hậu kỳ cũng không khó khăn mắt thấy đồng bạn hóa thành thi thể rơi xuống đồng thời ở trên đường bị ngọn lửa thiêu cháy thành cho bụi. Hoàng Tân Toàn con mắt trừng trừng, vừa mới dấy lên chiến ý không còn sót lại chút gì, phục dụng bảo mệnh đan dược sau, quay người liền chạy. Sớm biết như thế, liền không nên dựa vào đến gần như vậy. Hưu, mắt thấy đối phương cấp tốc bay khỏi, tốc độ kinh người, hình như có pháp thuật cùng đan dược song trọng gia trì, khó mà lập tức đuổi kịp Vương Lâm có chút kinh ngạc. Bởi vì cái gọi là thiên hạ võ công, không gì không phá, duy khoái bất phá, chỉ cần tốc độ rất nhanh, dù là không pháp lực địch cũng có thể bảo hộ tự thân an toàn. Hy Nguyệt tặng cho bí thuật quá trọng yếu. Tại mình bị treo thưởng ngay sau đó, phát huy thỏa đáng, có thể giải khẩn cấp. Đạo hữu xin dừng bước. Vương Lâm cao giọng nói, ta không giết ngươi, hy vọng ngươi giúp ta mang câu nói. Lời, lời gì? Hoàng Tân Toàn căng cứng tiếng lòng không khỏi buông lòng, phảng phất đạt được mạng sống hy vọng, kết quả mang kinh hỉ cảm xúc quay đầu lại, liền thấy một thanh lợi kiếm bay lượn mà đến, trực tiếp đâm vào mi tâm. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngài thành công đánh giết Hoàng Tân Toàn, chúc nguyên cảnh đỉnh phong, tu luyện điểm 25 vạn. Thật có lỗi, lừa ngươi. Vương Lâm thu hồi vũ khí, thu hoạch chiến lợi phẩm cũng đốt thi. Tiểu tử ngươi. Phong Lăng Trần giờ khóc giờ cười. Cái này mê hoặc nhân tâm phương pháp chiến đấu, ai dạy ngươi. Người bình thường không đều sẽ sao. Vương Lâm nhíu mày, ngay sau đó trở lại chuyện chính. Tử Vân Tông ở nơi nào, làm phiền tiền bối ngài chỉ cái đường. Bây giờ, trạng thái thân thể đã tới đỉnh phong, hạ phẩm linh mạch tình thế bắt buộc. Tốt. Phong Lăng Trần tinh thần đại trấn, chỉ hướng tây nam phương hướng, hướng bên kia đi. Lúc đầu, hắn đối với Vương Lâm có thể hay không chiến thắng Trương Thiên Bằng còn ôm lấy mấy phần hoài nghi, có thể thấy được biết qua Vương Lâm đánh giết đỏ yêu hổ vương tràng diện, lại không lo lắng. Về sau, Vương Lâm ngự kiếm phi hành, thẳng đến Tử Vân Tông mà đi. Tử Vân Tông dù sao cũng là lão phu tâm huyết, còn xin tiểu hữu giải quyết trương thiên bằng cùng một đám dư nghiệt liền có thể chớ khó xử phổ thông đệ tử phong lăng trần nhịn không được nói nhiều một câu tuy nói thiếu niên tâm tư cẩn thận tuyệt không phải lạm sát kẻ vô tội người nhưng chân chính động thủ sát phạt cực kỳ quả quyết sẽ không lo trước lo sau khó vương lâm lắc đầu nói rõ sự thật tử vân tông phổ thông đệ tử đồng dạng tu tập huyết yêu thuật tâm thuật bất chính ban đầu ở thạch cây cỏ nguyên hết thảy đều là hắn tận mắt nhìn thấy vô luận ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử tu thành huyết yêu thuật về sau đều mừng rỡ như điên loại kia hưng phấn là không làm được giả ngươi nói cái gì phong lăng trần sắc mặt tối sầm tức rùi bọt mép nghịch đồ lại đem lão phu tử vân tông triệt để kéo vào vực sâu tiền bối bớt giận nếu có bị ép gia nhập người ta tự sẽ vì bọn họ lấy lại công đạo vương lâm trần an nói đa tạ tiểu hữu căn cứ phong lăng trần chỉ thị vương lâm chạy tới tử vân tông trên đường đi, hắn không quên tu tập lưu tinh hỏa, cùng thái nhất quyết ghi chép hai loại tam giai pháp thuật. Theo thứ tự là hỏa kỳ lân tí tiến giai bản, song nguyên cánh tay kỳ lân, cùng một môn chuyên môn công kích địch nhân thức hải pháp thuật, thủy hỏa đồng. Đáng nhắc tới chính là, thái nhất quyết không có đem pháp thuật thuộc tính định chết, nếu như người tu luyện vì mộc linh thể, tự nhiên cũng có mộc cánh tay kỳ lân, cùng cùng loại chiêu số. Ba ngày sau, hắn đi ngang qua rất nhiều dãy núi cùng thành thị, tới mục đích, đập vào mi mắt là một mảnh âm u đầy từ khí kiến trúc tựa hồ nhiều năm chưa từng quét dọn cho bụi trồng chất rất nhiều chạy vương lâm không thể làm gì nhưng cũng đoán được sẽ có loại kết cục này khả năng hàn đánh giết tử vân tông nội môn đệ tử đối phương mệnh bài vỡ vụn tự nhiên sẽ gây nên tông môn cao tầng chú ý sợ tu tập huyết yêu thuật tin tức tiết lộ trốn cũng là bình thường phong lăng trần cho mày ngữ khí không cam lòng lần này coi là thật không tìm thật kỹ hắn chỗ đi đông hoang sao mà chi lớn một khi mất đi dấu chân manh mối, muốn tìm ra luyện hồn cảnh cường giả, không khác mò kim đáy biển. Việc đã đến nước này, chỉ có tạm thời coi như thôi. Vương Lâm quay người rời đi, dự định trước tiên đem tam giai pháp thuật hoàn toàn nắm giữ, sau đó đột phá tới luyện hồn cảnh trung kỳ, dạng này mình tại thăm dò lăng tiêu tàn đồ chỉ tàng bảo địa thời điểm, nắm chắc càng lớn. Tiểu hữu chậm đã rời đi. Phong Lăng Trần nhắc nhở, ta tại tử vân tông bên trong còn có một bảo, giấu 10 phần ẩn nấp, hẳn là không bị lấy đi a à, vương lâm kinh ngạc bảo vật gì một kiện phi thường chân quý đặc thù bảo vật thậm chí siêu việt pháp khí gọi là bạn chuẩn bị xem xuyên qua có hệ thống đính hôn chuyển thế nữ đế tập 63. một kiện phi thường chân quý đặc thù bảo vật thậm chí siêu việt pháp khí gọi là lăng trần thạch phong lăng trần thẳng thắn kia là ta lúc tuổi còn trẻ ngẫu nhiên tại một mảnh trong cổ mộ đạt được biết được có bảo chưa lấy vương lâm phi thân trở về tiến vào tử vân tông di chỉ kính yêu phong tiền bối ngài chỉ cái đường đi, hướng bên kia đi. Nghe Vương Lâm đột nhiên ngôn từ khách khí, Phong Lăng Trần cho ra phương hướng đồng thời, cười mắng, giống ngươi như thế tôn lão danh con không thấy nhiều. Mang mấy phần lòng cảnh giác, Vương Lâm đi vào một chỗ núi đá trước mặt, căn cứ Phong Lăng Trần chỉ thị thôi động linh khí kích hoạt pháp trận. Ông, đột nhiên, núi đá kịch liệt rung động, ngay sau đó ở giữa bộ phận biến mất, đường phía trước thông suốt. Cái này trong động bảo bối giấu thật là gấp. Vương Lâm con mắt có chút nheo lại, trực tiếp phát động thái nhất vong ngã cảnh toàn thân khí cơ kéo lên đến đỉnh phong sau đó nếm thử tính hướng trong đó nhập vào linh thạch liên tục mấy viên mang bộc phát ra tiếng oanh minh thanh thế khá lớn không thấy bất luận cái gì cơ quan khởi động hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào sơn động như thế ổn phong lăng trần khóe miệng co giật xuống rất hiển nhiên tiểu tử này không tin được mình sợ trong đó có trá lâm vào cái bẫy cẩn thận chạy được vạn năm thuyền vương lâm giải thích nói có lẽ Trương Thiên Bằng sớm đã phát hiện nơi đây cấm chế, lấy đi bảo vật cũng lưu lại cơ quan đánh lén. Thì ra là thế. Phong Lăng Trần giật mình. Ta còn tưởng rằng ngươi hoài nghi ta đâu. Làm sao có thể? Vương Lâm liền vội vàng lắc đầu. Ngài không có giả hoạt như vậy. Phong Lăng Trần. Đây là khen ta vẫn là tổn hại ta. Đi vào sơn động chỗ sâu nhất, Vương Lâm xác nhận không có nguy hiểm, đưa tay thi triển pháp thuật, liền để sơn động rực rỡ hẳn lên, đồng thời sáng ngời chiếu lượt tứ phương. Trên thực tế, như là trừ trần thuật, thanh khiết thuật, chiếu minh thuật, vân vân, nhập môn pháp thuật, hắn tại người khác trong túi chữ vật phát hiện không ít. Có chút có thể phái được công dụng thủ đoạn, học tập độ khó lại không lớn, tự nhiên muốn nắm giữ toàn bộ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Y theo phong lăng trần chỉ thị, vương lâm đẩy ra bày ra tại nơi hẻo lánh tảng đá, tập trung nhìn vào, có thể thấy được một khối to bằng đầu nắm tay màu ngà sữa tảng đá. Đây là... Vương Lâm đưa tay đem tảng đá đặt vào trong tay, nhưng lại chưa cảm nhận được bất kỳ khác thường gì chỗ. May mà, hắn có hệ thống có thể giúp một tay giám định bảo vật cấp bậc cùng tục danh. Đinh! Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài thu hoạch được đặc thù bảo vật thiên huyền hộ mệnh thạch, hạ phẩm linh bảo. Hạ phẩm linh bảo. Vương Lâm trong lòng run lên, có chút kinh hỉ. Linh khí, pháp khí, linh bảo, pháp bảo, đây là tu tiên giới bảo vật cấp bậc phân chia. Chính như Phong Lăng Trần nói tới, bảo vật này xác thực siêu việt cực phẩm pháp khí trí bảo lăng trần thạch phong lăng trần một bên vuốt râu một bên cười ha hả giải thích hiệu quả là phát động sau nhưng tại tự thân xung quanh hình thành toàn phương vị vòng bảo hộ trong thời gian ngắn cho dù phi thiên cảnh cường giả đều không làm gì được bất quá tiêu hao lượng linh khí rất lớn điểm ấy ngươi cần thiết phải chú ý ngài xác định nó gọi lăng trần thạch vương lâm nhíu mày vừa mới hệ thống nói đến rõ ràng cái đồ chơi này gọi là thiên huyền hộ mệnh thạch phong lăng trần nghiêm mặt nói ta là trước tiên phát hiện nó người ta gọi nó cái gì, nó liền kêu cái đó. Vậy ngài lại vì sao không đem hắn mang trên thân? Vương Lâm lời nói xoay chuyển. Dựa theo lối nói của hắn, mình là bị đệ tử phản bội, đánh lén trí tử, nhưng hắn dù sao cũng là phi thiên cảnh cường giả. Chẳng lẽ liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có, thậm chí không kịp kích hoạt thiên huyền hộ mệnh thạch. Tổng cộng hai khối, trên người ta mang theo một khối. Phong lăng trần thần sắc hậm hực, thời khắc nguy cấp dùng, làm sao cuối cùng độc phát thân vong hạ phẩm linh bảo chống cự năng lực mạnh hơn, đó cũng là ngăn cản ngoại giới công kích, đến từ trong cơ thể nộ độc tố không cách nào thanh trừ. Về phần còn lại một khối, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, khẳng định rơi vào chương thiên bằng chi thủ. Tốt à! Vương Lâm yên lặng thu hồi thiên huyền hộ mệnh thạch, trong lòng không hiểu yên ổn không ít. Có bảo vật này tại, luôn cảm giác nhiều nhất trọng bảo hiểm biện pháp. Sau đó, hắn đem cửa đá cấm chế một lần nữa mở ra, an tâm nghiên cứu xong nguyên cánh tay kỳ lân phương pháp vận dụng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn nhất định phải tăng lên chiến lực, không phải lăng tiêu tàn đầu mở ra về sau, tự thân chưa hẳn có thể tại các lộ người cạnh tranh bên trong chiếm được đến chỗ tốt. Sau 5 ngày, tử vân tông bên ngoài, tám vị tu sĩ vội vàng chạy đến, phảng phất sớm biết được Vương Lâm hạ lạc. Vương Lâm, cút ra đây cho ta. Ngươi khi sư diệt tổ, đồ diệt phần hỏa tông, đã bị chính đạo chỗ không dung, còn không mau mau đền tội. Ngươi tại thiên phong thành trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đối phàm nhân ra tay đánh nhau, đối mặt chúng ta cũng không dám hiện thân sao. Bọn hắn không ngừng chửi rủa, tìm kiếm khắp nơi vương lâm tung tích, lại không thu hoạch được gì. Núi đá bên trong quá mức ẩn nấp, tu sĩ tầm thường căn bản không thể nào phát hiện. Hắn nhất định có đầu rút cổ ở chỗ này, chúng ta dứt khoát phá hủy tử vân tông di chỉ, buộc hắn hiện thân. Có tu sĩ đề nghị. Tốt. Tu sĩ khác nhau nhau đồng ý. Không cần. Vương Lâm thanh âm từ nơi không xa chuyển đến. Trong lòng mọi người giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hoàn hảo không chút tổn hại núi đá đột nhiên xuất hiện lỗ hồng, ngay sau đó thiếu niên áo trắng từ trong đó cất bước đi ra. Không nghĩ tới hắn cách đám người gần như vậy, thế mà còn không người có thể phát giác. Vương Lâm hờ hững nhìn quanh một vòng. Một vị luyện hồn cảnh trung kỳ, ba vị luyện hồn cảnh sơ kỳ, còn có năm vị trúc nguyên cảnh đỉnh phong. Cái này xa hoa trận thế, so với phần hỏa tông chỉ có hơn chứ không kém. Nhanh, bày trận. Cầm đầu luyện hồn cảnh trung kỳ tu sĩ phương chiết, dáng người gầy gò, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn thấy vương lâm trong nháy mắt trong mắt phun ra tham lam quang huy vội vàng lớn tiếng cảnh cáo đồng môn câu câu âm vàng hôm nay ta tinh khôi tông liền muốn trừ ma vệ đạo giữ gìn chính đạo thanh danh hắn dùng thủ đoạn đặc thù nắm giữ vương lâm tung tích cử tông đến đây truy sát vì chính là cầm xuống kết xù treo thưởng ban thưởng là tại bên cạnh hắn một đám tu sĩ lập tức kết ấn quay chung quanh phương chiết cấu thành trận pháp hưu gặp này vương lâm không chút do dự giết ra ngồi nhìn đối phương bày trận thành công cũng không phải phong cách của hắn bạch ngân khôi lỗi cho ta đi vì phòng ngừa trận pháp bố trí trong lúc đó lọt vào quấy nhiễu hai vị không có tham dự bày trận luyện hồn cảnh sơ kỳ tu sĩ tranh thủ thời gian xuất thủ ngăn cản từ túi chữ vật bên trong riêng phần mình lấy ra ba con hình sói cơ quan khôi lỗi thôi động khôi lỗi đánh giết mà ra xong nguyên cánh tay kỳ lân vương lâm lập tức phát động vừa học thành tam giai pháp thuật bồng lập tức hai cánh tay của hắn phân biệt nổi lên nồng đậm sóng nước cùng hỏa diễm, mãnh liệt uy áp hạo đãng mà ra, khiến cho tới gần khôi lỗi hành động dừng lại. Không trần chờ, Vương Lâm uốn gối nhảy ra, đối đứng mũi chịu xào khôi lỗi đột nhiên ra quyền, uy thế cương mãnh, nặng như vạn quân. Đại thông minh, hai vị luyện hồn cảnh tu sĩ liếc nhau, nhếch miệng lên cười lạnh. Thân là tu sĩ, không phát triển viễn trình tác chiến bản lĩnh, ngược lại đối thân thể cấu tạo cứng rắn vô cùng khôi lỗi phát động cận chiến, như thế cách làm, không khác tự mình chuốc lấy cực khổ bành 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 nước lửa khuấy động song nguyên cánh tay kỳ lân uy lực so với hỏa kỳ lân tý càng tăng lên điệp ra tu luyện thái nhất quyết có cường hoành nhục thân vương lâm một quyền oanh bạo một con khôi lỗi sói như là chém dưa thái rau trong lúc nhất thời vô số linh kiện bay ngược làm sao có thể tinh khôi tông sở hữu tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối hưu ngắn ngủi hai giây vương lâm liền tới đến một vị luyện hồn cảnh sơ kỳ tu sĩ trước mặt lão nhị cẩn thận tông chủ phương chết lên tiếng cũng đã muộn một bước vương lâm bạo lực oanh ra nhẹ nhõm nghiền nát phòng ngự của hắn pháp khí đem hắn đánh bay ra ngoài giữa không trung thổ huyết không chỉ đại não chống không đánh mất năng lực suy tính đối mặt bốn phía gào thét mà đến công kích vương lâm bay vọt lên tránh đi đồng thời gắt gao khống ở kia luyện hồn cảnh tu sĩ hai chân tự thân hướng lên trên đối phương hướng xuống lưng eo phát lực phảng phất như con quay tả hữu xoay tròn lấy hướng xuống lao xuống bành nhìn thấy mà giật mình hình tượng, khiến tất cả tu sĩ không đành lòng nhìn thẳng. Kiểu chết này, quá khốc liệt. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngài thành công đánh giết cổ cần, luyện hồn cảnh sơ kỳ, tu luyện điểm 300 vạn. Chết cho ta. Đồng bạn thê thảm kiểu chết, khiến bên cạnh luyện hồn cảnh tu sĩ sắc mặt tái xanh, một hơi thôi động hơn 10 thanh linh khí cùng hai thanh pháp khí thẳng hướng vương lâm. Đinh đinh đinh. Như là hoàn toàn dựa vào như sắt thép hai tay, nhẹ nhõm ngăn lại tất cả công kích hai tay cường độ đã tiếp cận hạ phẩm pháp khí. Phong lăng trần âm thầm líu lưỡi, cái này pháp thuật hảo hảo khoa trương. Đánh bay đối phương viễn trình ngự sử binh khí, vương lâm cấp tốc giết gần, tay phải đập vào bộ mặt của hắn, đem hắn oanh ra vài trăm mét xa, rơi thất điên bát đảo, đầu óc choáng váng. Ngao! Ngay tại hắn dự định thừa thắng xông lên thời điểm, một tiếng long ngâm truyền đến, tinh khôi tông tông chủ phương chết bày trận hoàn tất. Tự thân cùng một đám đệ tử khống chế tại một đầu khôi lỗi cự long đỉnh đầu, khí thế hung hùng. Vương Lâm thần sắc lạnh nhạt, thôi động cổ long giới, ngưng tụ ra một đầu hỏa nguyên tố ngưng tụ cự long chống lại. Dù sao cũng là cực phẩm pháp khí, không chỉ có riêng là chứa đựng đơn giản như vậy. Rầm rầm rầm, hai đầu cự long tương hỗ cắn xé chém giết, nhất thời khó phân cao thấp. Gia hỏa này trên thân lại có nhiều như vậy bảo vật. Vốn cho rằng xuất ra át chủ bài có thể trực tiếp đánh bại đối phương phương chiết sắc mặt xám ngoét, chỉ có trơ mắt nhìn đối phương phóng tới tông môn trưởng lão cách xa nhau hơn 10 mét, Vương Lâm ngự kiếm bay vào giữa không trung, cầm trong tay lôi viêm kiếm hướng phía phía trước hư không chém xuống. Xoẹt. Tấm lụa kiếm khí ngang qua mà ra, thủy hỏa hai cỗ năng lượng ngưng tụ trong đó, vậy mà kỳ diệu không xâm phạm lẫn nhau, lẫn nhau điệp ra, rơi vào kia tông môn trưởng lão trên thân, khoảnh khắc tan rã phòng ngự, khiến cho hình thần câu diệt. Đương dư uy tán đi, mặt đất đã bị ném ra dài trăm thước quỹ tích, tính cả kiến trúc hóa thành phế tích, bụi đất tung bay giải quyết hết hai phiền phức sau vương lâm nhìn xem còn đang cùng hỏa long năng lượng thể rằng co khôi lỗi cự long lớn thêm tán thưởng tốt đưa hắn sau đó phải kế hoạch đi làm sự tình nhu cầu cấp bách đại lượng tài nguyên mà lại tu thành song nguyên cánh tay kỳ lân cũng thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến tại thời gian này điểm tinh khôi tông toàn thể xuất kích nhất định có hắn thầm ý phương chiết bạn chuẩn bị xem xuyên qua có hệ thống đính hôn chuyển thế nữ đế tập 64. tiểu xúc sinh ngươi chớ đắc ý ổn định chúng ta có thể thắng chỉ cần tông chủ tại liền không có không giải quyết được khó khăn phảng phất nhìn ra địch nhân uy hiếp cực lớn những cái kia nội môn đệ tử cùng còn lại hai vị luyện hồn cảnh tu sĩ nhao nhao phát ra ngoan thoại cho mình bên này để trấn sĩ khí mặc dù khối này xương cứng rất khó gặm nhưng mình bên này cũng không phải ăn chay nghe bọn hắn phát ngôn bừa bãi vương lâm mặt không biểu tình ngự kiếm tới gần sát na phát động mạch động cùng thái nhất vòng ngã cảnh thực lực liên tục tăng lên song nguyên cánh tay kỳ lân oanh ra chấn động đến khôi lỗi cự long chật vật rút lui đại lượng linh kiện chóc ra trên thực tế vừa mới chỉ là song nguyên cánh tay kỳ lân theo một chút luyện tập hắn cũng còn không chơi thật trơ mắt nhìn xem thiếu niên đột nhiên bộc phát so với mới có qua mà không bằng những cái kia tinh khôi tông tu sĩ sắc mặt càng thêm khó coi rõ ràng song phương thắng bại chưa phân đột nhiên có một phương bắt đầu bạo loại đây là nhất làm cho người không chịu được tình huống tông chủ tình thế tràn ngập nguy hiểm chúng ta nên làm cái gì bọn hắn đem hy vọng cuối cùng ký thác vào sắc mặt âm trầm như nước phương chiết trên thân tông chủ mang theo bọn hắn tới đây truy sát vương lâm nhất định làm xong hoàn toàn chuẩn bị trầm mặc không nói phương chiết quay đầu ý vị thâm trường nhìn về phía nhìn thẳng mình đông đảo nội môn đệ tử cùng trường lão chậm rãi mở miệng các huynh đệ gia nhập tinh khôi tông các ngươi hối hận không nghe vậy đám người trầm mặc hai giây lập tức tựa hồ lý giải thâm ý trong lời nói sắc mặt đột nhiên biến sắc tại chỗ hối hận nhưng mà khi bọn hắn ý đồ thoát đi lại phát hiện thân hình không cách nào di động không khỏi trong miệng hùng hùng hổ hổ không hề nghi ngờ phương chiết âm thầm chơi lừa gạt cưỡng ép đem bọn hắn khóa tại trong trận phương chiết ta là cha ngươi lão tử sợ nhất chính là như ngươi loại này lại đồ ăn lại yêu đưa hối hận lúc trước không có đem ngươi bắn tung tóe ở trên tường mắt thấy trước đó còn một lòng đoàn kết tinh khôi tông trong nháy mắt vạch mặt vương lâm không biết nên khóc hay cười hưu để đám người ngắn ngủi duy trì khôi lỗi cự long không hỏng ngăn cản hỏa long năng lượng thể cùng vương lâm công kích phương chiết một mình hướng phía nơi xa chạy trốn mặt mũi tràn đầy vẻ âm tàn tử đạo hữu bất tử bần đạo các vị huynh đệ không đối ở các vị thê tử ta nuôi dưỡng vương lâm đang chuẩn bị phấn khởi tiến lên ý đồ dẫn đầu cầm xuống luyện hồn cảnh trung kỳ cường giả kết quả khiến người bất ngờ chính là khôi lỗi cự long đối với hỏa long năng lượng thể không quan tâm hung tượng cắn phương chết đùi cưỡng ép đem hắn chặn đứng các ngươi, Phương Chiết khuôn mặt dữ tợn, hai mắt bốc hỏa, mau buông ta ra. Tình huống này, hắn bất ngờ. Hắn rời đi trận pháp, quyền khống chế xác thực sẽ chuyển rời đến tu sĩ khác trong tay. Muốn chết cùng chết. Bị hắn hố đến không có đường sống đám người hoàn toàn trở mặt, tự giết lẫn nhau. Vương Lâm, không thể không thừa nhận, Tinh Khôi Tông giữa các tu sĩ có một loại đặc biệt tình thâm nghĩa trọng. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài thành công đánh giết Phương Chiết, luyện hồn cảnh trung kỳ tu luyện điểm 400 vạn. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài thành công đánh giết Phạm Thống, luyện hồn cảnh sơ kỳ, tu luyện điểm 300 vạn. Quá trình rất thuận lợi. Vương Lâm thu hoạch hơn ngàn vạn tu luyện điểm, còn có 3 vạn hạ phẩm linh thạch, 400 trung phẩm linh thạch, nhìn xem đến chết đều gắt gao cắn phương trích khôi lỗi cự long, lắc đầu, không lời nào để nói. Vốn cho rằng là đánh chín cục, không nghĩ tới cuối cùng là 7 đánh 3. Sau đó, hắn hủy thi diệt tích, tiến vào trong thạch động tiếp tục nghiên cứu chưa nắm giữ lưu tinh lửa cùng thủy hỏa đồng tu luyện không tuế nguyệt nửa tháng thoáng qua liền mất trong lúc đó vương lâm ngồi xếp bằng nửa bước không rời cho đến đối hai loại pháp thuật có chỗ tâm đắc ngược lại đem mục tiêu đặt ở cảnh giới đột phá bên trên đinh hệ thống nhắc nhở phải trang tiêu hao năm nghìn vạn tu luyện điểm tiến hành đột phá là cốt cốt thoáng chốc trong thạch động trồng chất đại lượng linh thạch toàn bộ ở vào bị sử dụng trạng thái linh khí như nước thủy triều tuôn hướng vương lâm bị cái sau hoặc thổ nạp thôn phệ hoặc lỗ chân lông hấp thu dọc theo gân mạch cùng ngũ tạng lục phủ đồng thể bên trong lưu chuyển linh khí tụ hợp cùng nhau tiến vào đan điền sau đó tại vương lâm có ý thức không chế hạ không ngừng tiến hành áp xúc chiết xuất hóa thành của mình vương lâm gân mạch căng đau cho dù sớm chạm đến ràng buộc vẫn như cũ khó mà lập tức đánh vỡ lặp đi lặp lại chu thiên tuần hoàn hơn 10 ngày hắn sắc mặt đỏ bừng cảm giác như ngồi bàn trông thể nội kinh mạch vận hành bị ngăn trở, nhưng vẫn như cũ cắn răng xung kích tác điểm. Nói thật, lần đột phá này chỗ thời gian hao phí phá lệ dài rằng dặc. Oanh. 13 ngày lẻ 5 giờ, Vương Lâm miễn cưỡng thuận lợi xông quan. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài thành công đột phá tới luyện hồn cảnh trung kỳ. Không dễ dàng. Vương Lâm nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, như chút được gánh nặng. Kỳ quái. Phong lăng trần linh hồn thể từ cổ long giới bên trong trôi nổi mà ra, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ngài cảm thấy có gì chỗ không ổn sao? Vương Lâm hỏi. Lấy tuổi của ngươi, có thể đặt chân đạt tới luyện hồn cảnh, đủ để chứng minh tư chất nghịch thiên, vì sao tại đột phá điểm mấu chốt, ngược lại chậm một bước. Phong lăng trần trăm mối vẫn không có cách giải. Theo lý tới nói, lấy thiếu niên tư chất, chỉ cần đột phá thời cơ chín mùi, không cần hơn 10 ngày, một, hai ngày hẳn là dư sải Vương Lâm không nói gì, rõ ràng chính mình đột phá độ khó tăng nhiều nguyên nhân. Tư chất, dựa theo lẽ thường tới nói hạ phẩm hỏa linh thể cuối cùng cả đời nhiều nhất cũng liền đạt tới trúc nguyên cảnh tiêu chuẩn cùng luyện hồn cảnh vô duyên mà hắn dựa vào hệ thống đã đánh vỡ hạ phẩm hỏa linh thể cực hạn càng đừng đề cập vẫn là lấy 13 tuổi tuổi tác nói cho cùng hệ thống có thể giúp hắn cực lớn biên độ áp xúc quá trình tu luyện lại sẽ không chuyện đương nhiên trợ hắn đột phá thành công suy nghĩ kỹ một chút nếu như đột phá tỷ lệ thành công là trăm phần trăm hệ thống không cần thiết lại đột phá sau còn muốn biểu thị chúc mừng có cơ hội, phải đi làm một chút có thể tăng lên tư chất bảo vật. Vương Lâm trong lòng tính toán. Tuy nói tư chất là trời sinh, nhưng hậu thiên chưa hẳn không cách nào sửa đổi, chỉ là có thể cải biến tư chất bảo vật, cấp bậc thường thường cao hơn, mà lại giá trị liên thành. Không có suy nghĩ lung tung, hắn tùy tiện mượn cớ qua loa phong lăng trần, sau đó đứng dậy rời đi hang đá, tiến về phụ cận tu tiên giới phường thị. Còn lại thời gian không nhiều, nên vì lăng tiêu tàn đồ làm chuẩn bị. Sau một ngày, cải trang cách ăn mặc vương lâm đến tên là cao thăng phường thị địa phương trong phường thị người đông nghỉ nghịt chất ních các lộ tu sĩ nhất là cột công cáo phụ cận càng là tiếng người huyên náo vương lâm đi ngang qua lúc còn có thể nghe được rất nhiều tin tức liên quan tới chính mình treo thưởng lại tăng giá cả bốn đại tông môn bảo vệ chính đạo chi tâm chứng giám nhật nguyệt à vương lâm thực lực không thể coi thường chúng ta những này ngương khí cảnh trúc nguyên cảnh đừng bị người ta tìm phiền toái cũng không tệ rồi rất nhiều người chú ý treo thưởng tiền thưởng cùng trọng bảo, riêng phần mình cùng đồng bạn giao lưu ý kiến. Chợt, một vị nam nhân tiến lên, đem rất nhiều thông cáo từng cái triệt hạ. Tiểu ca, làm sao có quan hệ tinh khôi tông thông cáo toàn bộ đều tháo xuống. Có tu sĩ không hiểu hỏi thăm. Nam nhân ngữ khí tiếc hận, vừa nhận được tin tức, tinh khôi tông sở hữu cao tầng xuất động, muốn đuổi bắt vương lâm, trước mắt mệnh bài toàn bộ vỡ vụn. Ý của ngươi là, tinh khôi tông bước phần hỏa tông theo gót, toàn tông hủy diệt. Lời này vừa nói ra, những cái kia nguyên bản còn nóng lòng tìm kiếm Vương Lâm tung tích cáo chi bốn đại tông môn thấp cảnh giới tu sĩ, trực tiếp thu tham niệm, lòng còn sợ hãi. Trước mắt, Vương Lâm đã diệt hai đại nhị lưu tông môn, trong lúc mơ hồ, đã có trở thành một phương ma đầu xu thế. Hiện tại mới chuyển tới sao? Cái này đều hơn 10 ngày trước phát sinh sự tình. Vương Lâm bật cười. Nói đến, bốn đại tông môn cao tầng vì sao còn chưa xuất động? Có vẻ như bọn hắn đang định tổ chức nhân thủ thăm dò một chỗ thần bí di tích tạm thời phân không ra nhân thủ ngươi nói chính là lăng tiêu tàn đồ đi đồ chơi kia số lượng không ít gần nhất huyền náo xôn xao cũng là chưa nói tới bí mật không nghĩ tới bốn đại tông môn cũng như thế để bụng quân chúng lại đem chủ đề chuyển thành gần nhất tương đối náo nhiệt chuyện khác kiện nguyên lai like, lăng tiêu tàn đồ đã đem ra công khai vương lâm trong lòng hơi động đi vào phụ cận luyện hồn cảnh tu sĩ trước gian hàng chủ quán khách khí hỏi đạo hữu ngươi muốn mua chút gì Ta muốn hỏi hỏi liên quan tới Lăng Tiêu Tàn Đồ tin tức, càng kỹ càng càng tốt." Vương Lâm lấy ra 200 quả hạ phẩm linh thạch đưa ra, "Nếu như tin tức tác dụng rất lớn, ta có thể cho ngươi càng nhiều." "Dễ nói, dễ nói." Chủ quán vui tươi hớn hở lấy đi linh thạch, biết gì nói nấy, gần nhất hơi có chút danh khí môn phái lớn, cơ bản đều đem mục tiêu đặt ở Lăng Tiêu Tàn Đồ bên trên, trong lời đồn mặt có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Truyền ngôn. Vương Lâm lắc đầu bật cười, "Không ai đi vào qua." Làm sao biết là thật là giả? Người đây liền có chỗ không biết. Chủ quán giải thích nói, kỳ thật có phi thiên cảnh cường giả chuyên môn dùng khôi lỗi nếm thử xâm nhập qua. Khôi lỗi xâm nhập. Vương Lâm con mắt tinh quang lóe lên, hắn dùng khôi lỗi ở bên trong phát hiện cái gì? Ta cũng là nghe ta đại ca Đường Đệ biểu muội cô phụ nói. Chủ quán thấp giọng nói, di tích bên trong có một mảnh thần bí cổ quái. Bạn chuẩn bị xem xuyên qua có hệ thống, đính hôn chuyển thế nữ đế tập 65. Ta cũng là nghe ta đại ca đường đệ biểu muội cô phụ nói. Chủ quán thấp giọng nói, di tích bên trong có một mảnh thần bí cổ quái đào viên, cứ việc trong vườn đào đại bộ phận đã khô héo, nhưng chỗ sâu nhất còn mọc ra mấy quả quả. Đều là cổ xưa nhất điển tịch chỗ ghi chép dị quả, mấy ngàn năm mới có thể nở hoa kết trái, tên là bàn đào tiên quả. Bàn đào tiên quả. Vương Lâm kinh dị. Chỉ nghe sự vật danh xưng thứ này nhưng chưa nói tới lạ lắm dù sao cũng là có thể để cho con nào đó hầu tử đối bảy vị tiên nữ đều không có hứng thú đồ tốt đúng vậy chủ quán gật đầu giải thích nói một loại có thể khiến người ta thực lực tăng vọt thậm chí thoát thai hoán cốt tăng lên tư chất đặc thù dị quả nhưng đến tột cùng như thế nào không người biết được dù sao đây chẳng qua là trong sách cổ viết có thể tăng lên tư chất dị quả bàn đào vương lâm trong lòng hơi động mặt ngoài lại không có chút nào gợn sóng người tiếp tục nói đi xuống về sau kia phi thiên cảnh cường giả nếm thử hái dị quả kết quả chưa chạm đến đột nhiên khôi lỗi vỡ nát tự thân thất khiếu chảy máu mà chết chủ quán tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói đến có chút khởi kình ta đoán chừng hắn đầu cơ trục lợi hành vi kích hoạt lên di tích cấm chế nào đó cho nên hạ xuống vĩ lực đem chế tài như thế mơ hồ vương lâm cảm thấy kinh ngạc đạo hữu cái này dưa bảo đảm quen sao vậy khẳng định không chắc chắn à chủ đề đến đây là kết thúc cùng tu sĩ khác lại hơi chút nghe ngóng, lẫn nhau nghiệm chứng về sau, Vương Lâm đứng dậy rời đi, tìm gian khách sạn ở lại, từ túi chữ vật bên trong lấy ra lăng tiêu tàn đổ. Có thể thấy được phía trên trước kia 41 bây giờ đã xuống tới 16 có thể thấy được khoảng cách di tích đối ngoại mở ra, còn sót lại 16 ngày. Đã đông hoang các phương môn phái đã nắm giữ lăng tiêu tàn đồ vị trí cụ thể, ngươi như tiến về, phong hiểm to lớn. Phong lăng trần nói rõ trong đó phong hiểm, ngữ khí hết sức nghiêm túc. Dù là thiếu niên thực lực hôm nay tại Đông Hoang đủ để xưng hùng một phương, nhưng vượt ngang hai cái tiểu cảnh giới cùng một cái đại cảnh giới chính diện ứng đối phi thiên cảnh cường giả, vẫn là quá thiên phương dạ đàm. Huống chi, đối phương không chỉ là phi thiên cảnh sơ kỳ, hơn nữa còn có nhân số ưu thế. Một khi thiếu niên tiến vào tầm mắt của bọn họ, lấy trừ ma vệ đạo hợp nhau tấn công, Vương Lâm đoạn không còn sống khả năng. Vương Lâm im lặng. Phong Lăng Trần nói không sai. Căn cứ trước mắt đã biết tin tức lăng tiêu tàn đầu chỉ bày ra vị trí hung hiểm vạn phần một là bên trong di tích bộ tràn ngập không biết nguy cơ hai là ngoại bộ đàn sói vây quanh bốn đại tông môn vì bắt sống hắn rất có thể sẽ thiết hạ gậy ông đập lưng ông tri cục nhìn ra vương lâm nội tâm do dự phong lăng trần khuyên nhủ theo lão hủ góc nhìn tiểu hữu vẫn là chớ đi không vương lâm trong mắt lấp lóe một vòng lãnh quang lắc đầu nói chờ bốn đại tông môn hoàn thành di tích thăm dò tất nhiên rảnh tay tìm ta phiền phức ta cần mau chóng thu hoạch đại lượng tài nguyên, vô địch Đông Hoàng. Kỳ thật, trước đó hắn còn đang kỳ quái, cảm giác truy sát cường độ không như trong tưởng tượng lớn như vậy, bây giờ ngẫm lại, chỉ sợ chủ lực đều tại Lăng Tiêu Tàn Đồ bên này. Hướng toàn bộ Đông Hoàng tuyên bố treo thưởng, đủ để nhìn ra bọn hắn đối cầm xuống quyết tâm của mình, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ lựa chọn tạm thời gác lại, nói rõ Lăng Tiêu Tàn Đồ bao hàm lợi ích vượt quá tưởng tượng. Đã như vậy, há có thể bỏ lỡ lần này tốt đẹp thời cơ. Lại nói, có thể tăng lên tư chất bàn đào tiên quả, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Phong Lăng Trần không hiểu, thu hoạch tài nguyên tu luyện cùng mạo hiểm xâm nhập di tích có gì liên quan liên. Quan hệ rất lớn. Vương Lâm thừa nước đục thả câu, cười nói, đến lúc đó, ngài liền biết. Nói xong, hắn liền yên lặng nhắm hai mắt, trong đầu hiển hiện vô cực liễm khí thuật tâm pháp. Vô cực liễm khí thuật xuất từ hy nguyệt chi tay, có thể nói kinh thế hãi tục, tại hắn ngưng khí cảnh thời điểm, liền có thể giấu lừa gạt luyện hồn cảnh bây giờ tự thân cảnh giới đạt tới luyện hồn cảnh chỉ cần đầy đủ thuần thục nghĩ đến phi thiên cảnh cũng khó có thể phát hiện mánh khóe rất nhanh hơn 10 ngày quá khứ mắt thấy thăm dò lăng tiêu tàn đồ thời gian điểm gần ngay trước mắt vương lâm sử dụng dịch dung thuật thay hình đổi dạng tiến về di tích sở tại địa một chỗ không người hỏi thăm sa mạc bãi ngự kiếm đi vào mục đích vương lâm cúi đầu quan sát chỉ gặp di tích chỉ là xé rách một góc khe hở không gian nội bộ mây mù lượn lờ nhìn không rõ ràng hắn đã nhận được tin tức kia mảnh di tích bị nơi nào đó không gian mảnh vỡ gánh chịu, cũng không phải là ở vào sa mạc bãi phía dưới. Sớm phát động vô cực liễm khí thuật, Vương Lâm lấy trúc nguyên cảnh đỉnh phong tu vi trốn biển người, phòng ngừa phi thiên cảnh cường giả giò xét. Tiếp qua mấy tiếng, khu di tích này liền sẽ đối nghịch có lăng tiêu tàn đồ tu sĩ mở ra. Không biết bên trong bàn đào dị quả hoa rơi vào nhà nào. Có thể để cho đỉnh tiêm tông môn coi trọng như vậy, chỉ sợ không chỉ bàn đào tiên quả một loại bảo vật. Rất nhiều tu sĩ nghị luận ẩm ý. Đông Hoang Tông Môn đối với nơi này coi trọng trình độ, có thể xưng xưa nay chưa từng có, dù là không có gia trận tư cách, cũng không trở ngại đến đây qua cái mắt nghiện. Tại mọi người phía trước nhất, tứ phương đỉnh tiêm Tông Môn riêng phần mình tọa chấn một phương. Cầm trong tay quạt xếp nước thiên tông tông chủ thủy nam hiên dáng người gầy gò, một bộ nho nhã thư sinh diễn xuất, hai mắt thỉnh thoảng liếc hướng phía sau đám người, lam quang ba động, giống như đang tìm kiếm cái gì. Thủy tông chủ thế nhưng là cảm thấy vương lâm ngay tại đám người bên trong. Huyền âm môn phùng toàn giọng khá lớn, lắc đầu cười một tiếng, nói, chúng ta ở đây tọa chấn, hắn làm sao dám đến. Bên trong di tích bộ trọng bảo can hệ trọng đại, không phải do bọn hắn không chú ý. Chúng ta bốn đại tông môn toàn bộ đến thăm, vương lâm kia tiểu ma đầu tới đây, bất quá tự chịu diệt vong thôi. Một vị cao tuổi lão ẩu rất tán thành. Nàng liền hy nguyệt nha đầu nói tuyệt tiên cốc tông chủ lữ hữu thanh. Trong đám người bất động thanh sắc vương lâm ánh mắt quét qua, gặp bà lão kia hai mắt đục ngầu ảm đạm, đầu đầy tóc bạc, trong lòng hiểu rõ đồng thời, sát cơ tung hoành. Lữ hữu thanh thọ nguyên sắp hết, ngày giờ không nhiều, khó trách sẽ mưu toan đi đoạt xá sự tình. Lúc này, ở vào Thủy Nam Hiên sau lưng một vị thanh niên tiến lên, tự tin nói, như vương lâm ham di tích bảo vật, căn bản không cần phụ thân xuất thủ, để ta tới bắt giữ hắn, hiến cho phụ thân. Nói, hắn quay đầu nhìn về đám người, lớn tiếng nói, tiểu ma đầu vương lâm, nếu ngươi tự cao thực lực không tệ, nhưng đến tìm ta thủy minh sách, ta đến dạy ngươi cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Một phen, ngạo khí lăng vân. Tốt, nói hay lắm. Thủy Nam Hiên hớn hở nói, không hổ là ta Thủy Nam Hiên nhi tử, đông hoang đệ nhất thiên tài. Nghe vậy, cái khác hai đại tông môn tông chủ không nói một lời. Thủy Minh sách thủy thuộc tính bản nguyên chi thể, 20 tuổi nhập luyện hồn cảnh, bây giờ bất quá 30, đã đạt luyện hồn cảnh hậu kỳ, phóng nhãn đông hoang thế hệ tuổi trẻ, xác thực chưa gặp được địch thủ. Đương nhiên, đây hết thảy có cái tiền đề. Đó chính là tám tuổi diệt phần hỏa tông nghịch thiên hài đồng chưa từng xuất hiện. Khụ khụ. Đang lúc Thủy Minh sách đại phóng hào ngôn lúc, dáng người còng xuống đan dương tông tông chủ bạch rũ chống màu nâu quải trượng khoan thai tới chậm, hai tiếng ho khan gây nên chú ý. Đám người nhìn lại, chỉ gặp bạch rũ nắm một vị dáng người thướt tha lục y nữ tử ngồi xuống. Nói quá sự thật. Bạch rũ thản nhiên nói, tôn nữ của ta bây giờ vừa qua khỏi 19 tuổi sinh nhật, đã đột phá tới luyện hồn cảnh ha ha. Hắn lời nói này, cái khác ba vị tông chủ ngoài cười nhưng trong không cười. Đan Dương tông tông chủ háo sắc như mệnh, chuyện này đông hoang có thể nói mọi người đều biết. Hắn tôn nữ tư chất bất quá thượng phẩm mộc linh thể, lại có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới, chỉ sợ là cùng hắn lão nhân ra song tu nguyên nhân. Cũng có thể đến tìm ta bạch ngữ đan, ta cũng đến dạy ngươi cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Cùng thủy minh sách đồng dạng, lục y thiếu nữ đối người bầy lớn tiếng tuyên cáo. Tốt tốt tốt. Gặp này, Bạch Dũ thoải mái cười to, hết sức hài lòng. Trong đám người, Phong Lăng Trần giờ khóc giờ cười, xem ra danh tiếng của ngươi tại thế hệ tuổi trẻ một kỵ tuyệt trần, người người đều nghĩ ép ngươi một đầu. Không quan trọng. Vương Lâm nhún vai, ánh mắt đảo qua Thủy Minh Sách cùng Bạch Ngữ Đan, khóe miệng giơ lên nụ cười ý vị thâm trường. Có lẽ tiếp qua mấy tháng, danh tiếng của ta liền không chỉ tại Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ. Bạn chuẩn bị xem xuyên qua có hệ thống, đính hôn chuyển thế nữ đế tập 66 liên quan tới hai vị thanh niên tuấn ngạn hướng mình khởi sướng khiêu chiến mượn cơ hội hiển lộ rõ ràng tồn tại cảm vương lâm có chút ngoài ý muốn đương nhiên hắn cũng không phải là ngoài ý muốn đối phương mạnh mà là ngoài ý muốn danh tiếng của mình có lẽ ta đánh giá thấp mình 8 tuổi diệt phần hỏa tông mang đến danh vọng vương lâm như có điều suy nghĩ bản thân phần này chiến tích người ở bên ngoài xem ra đã đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng lại thêm bốn đại tông môn tuyên bố treo thưởng ẩn hàm sớm làm bóp chết phòng ngừa người này là họa tu tiên giới ý tứ, lập tức để cho mình tại Đông Hoang Xú danh chiều lấy. Thời gian qua đi 4 năm, trùng nhập tu tiên giới, hắn lại một mình diệt tinh khôi tông, chỉ sợ danh tiếng nhất thời có một không hai. Dù sao, tại Đông Hoang, có can đảm khiêu chiến quyền uy chính phái còn nhảy nhót từng bừng tu sĩ, xác thực ít càng thêm ít. Về sau mấy tiếng, càng ngày càng nhiều danh môn chính phái hội tụ nơi đây, thúc đẩy trận này di tích thăm dò náo nhiệt chưa từng có long trọng. Oanh, một đoạn thời khắc, đại địa chấn chiến mãnh liệt khí lưu cuốn ngược tiến vào khe hở không gian lăng tiêu di tích triệt để mở ra bốn vị đỉnh tiêm tông môn tông chủ riêng phần mình liếc nhau bỗng nhiên đứng dậy chuyên thuộc về phi thiên cảnh cường giả uy áp bao trùm toàn trường cao giọng nói nguyện nhường ra lăng tiêu tàn đầu người nhưng phải hai ngàn hạ phẩm linh thạch thêm một cái người hữu dụng tiến vào di tích có lẽ liền nhiều một ít thu hoạch bọn hắn làm sao có thể tùy ý tạp ngư lãng phí danh ngạch hẳn là các phương tông chủ cũng muốn đi vào cổ long giới bên trong phong lăng trần kinh nghi bất định sẽ không vương lâm lắc đầu thực lực đạt tới bọn hắn một bước này còn có thể còn lại nhiều ít lá gan đặt mình vào nguy hiểm chờ lấy hái quả đào há không càng thêm ổn thỏa hắn đều có thể đoán được những người này kế hoạch canh giữ ở di tích ngoài cửa để quân cờ tiến vào liều mình đoạt bảo mình lại lấy thu về tông môn tất cả danh nghĩa lấy đi trọng bảo ban thưởng không quan trọng ban thưởng dùng cái này làm được nỗ lực cái giá thấp nhất đạt được nhiều nhất chỗ tốt cũng đối Phong Lăng Trần rất tán thành. Rất nhanh, có không ít tự nghĩ thực lực không đủ tu sĩ từ bỏ tham dự, lựa chọn cầm 2.000 hạ phẩm linh thạch rời đi. Đem đại bộ phận lăng tiêu tàn đồ lấy đi, bọn hắn phân phát cho trong môn thực lực không tầm thường đệ tử. Khi tất yếu có thể hy sinh một chút quân cờ, tranh thủ lợi ích tối đại hóa. Mỗi người bọn họ âm thầm phân phó trong môn tinh anh. Không biết chi địa, nguy cơ trùng trùng, trước hết để cho một bộ phận đi lên thăm dò sâu cạn, đem khả năng tồn tại phong hiểm toàn bộ thăm dò ra, rất có tất yếu đây chính là bọn họ hy vọng đạt được càng nhiều lăng tiêu tàn đồ mục đích không bao lâu rất nhiều kẻ tài cao gan cũng lớn tu sĩ ngự kiếm xông vào vết nứt không gian thân ảnh dần dần biến mất tiểu hữu ngàn vạn cẩn thận những cái kia phi thiên cảnh nhất định đang tìm người phong lăng trần trầm giọng nói tiền bối yên tâm ta có chuẩn bị mà đến vương lâm thở sâu thừa dịp đám người lực chú ý đều tại lao tới vết nứt không gian các phái đệ tử trên thân bỗng nhiên nhảy ra đám người bằng nhanh nhất tốc độ xông ra, không dám chút nào lưu lại. Với hắn mà nói, từ đến di tích bên ngoài một khắc này, liền đã thuộc về mạo hiểm một phần. Ba ba ba. Ngắn ngủi mấy giây, Thủy Nam Hiên, Lữ Hữu Thanh, Phùng Toàn, Bạch Dũ bốn vị phi thiên cảnh cường giả cùng nhau nhìn về phía giữa không trung một vị dịch dung tu sĩ, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, sinh ra lòng nghi ngờ. Dưới mắt nhân viên hỗn loạn, Vương Lâm như tại hiện trường, chính là hành động thực tế, bọn hắn làm sao có thể buông lỏng cảnh giác vị đạo hữu này tạm thời dừng bước. Thủy Nam Hiên ngay lập tức tự mình ngăn cản. Lưu tinh lửa. Vương Lâm quả quyết phát động lãnh ra nha đầu truyền thụ pháp thuật, dưới chân phi kiếm hóa thành đốt lửa mũi tên, tốc độ tăng vọt gấp 2, bỗng nhiên lao vùn vụt mà ra, nhanh như lưu tinh. Tốc độ thật nhanh. Người này hành động vội vàng, không dám dừng lại hạ tiếp nhận hỏi ý, nhất định là Vương Lâm không thể nghi ngờ. Bốn vị tông chủ sầm mặt lại, nhưng trở ngại nhiều người phức tạp, thêm nữa vết nứt không gian gần trong gang tắc, phản ứng thời gian rất ngắn, căn bản không tiện ngăn cản. Vẫn là đánh giá thấp tiểu tử này thực lực. Phùng toàn ngữ khí âm hàn. Bạch rũ ngữ khí mang theo vài phần chấn kinh. Tu vi tinh tiến tốc độ tiến triển cực nhanh, vương lâm đến ngọn nguồn làm sao làm được. Không sao. Thủy Nam Hiên không những không giận mà còn lấy làm mừng. Chúng ta tại di tích bên ngoài ôm cây đợi thỏ liền có thể. Nếu như vết nứt không gian không có cái thứ hai lối ra, vương lâm sớm muộn còn muốn từ nơi nào đi vào, từ nơi nào ra. Đi vào, bọn hắn không dám truy ra đối phương làm sao trốn chờ bắt lấy vương lâm siêu hồn yêu hóa cùng tăng phúc thực lực bí thuật dễ như trở bàn tay đương tiến vào vết nứt không gian vương lâm tầm mắt hoàn toàn bị sương mù bao trùm liền tu sĩ ánh mắt cũng vô pháp xuyên thấu nếm thử ngự kiếm lại phát hiện bên trong di tích còn có đặc thù cấm chế không cách nào trệ không ngoài ra hắn phát hiện chung quanh linh khí mỏng manh đến cơ hồ cùng dường như không có sương mù tại tán đi Vương Lâm bé nhạy cảm giác được sương mù dần dần trừ khử, trước mắt hình tượng bắt đầu dần dần rõ ràng. Ước chừng 10 phút sau, hắn có thể thấy rõ phụ cận 3, 40 mét cảnh vật. Đào viên Xác thực cùng chủ quán lời nói nhất trí, bên trong di tích có một mảnh khô bại đào viên, cây cối đã hư thối đứt gãy, nát nhánh hãm sâu sốt trên mặt đất, đụng một cái tức nát, gần như hoàng vù. Có thể gia tăng tư chất bàn đào tiên quả ngay ở chỗ này. Vương Lâm trong lòng lửa nóng. Thân là hạ phẩm hỏa linh thể, hắn kém chút đánh mất tu tiên tư cách. Cái này bàn đào tiên quả với hắn mà nói, có thể giảm bớt đột phá cảnh giới độ khó, quả thật đại cơ duyên, nếu có cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Sàn sạt, còn chưa chờ hắn hành động, rất nhỏ tiếng bước chân chuyển đến. Có người tới gần. Vương Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị người mặc màu lam chế thức phục sức tu sĩ xuyên qua xương trắng dần dần hiện ra thân ảnh. Tu sĩ thần sắc cảnh giác, cầm trong tay cực phẩm linh khí lợi kiếm, tu vi đạt tới trúc nguyên cảnh hậu kỳ. Một vị là Thủy Vân Tông tu sĩ. Vương Lâm tâm như gương sáng, lúc này minh bạch tiến vào vết nứt không gian, đám người dù là tiến vào trước bão đoàn, tiến vào sau cũng sẽ phân tán ra đến. Vị đạo hữu này, trông thấy Vương Lâm, tiền tử an ôm quyền nói, hạnh ngộ. Vương Lâm đưa tay đem dịch dung trừ bỏ, lộ ra chân dung, người tốt, ta là Vương Lâm. Cái gì? Tiền tử an sắc mặt kịch biến, vội vàng lui lại, kết quả Vương Lâm cách không ngự kiếm, Hạ phẩm pháp khí lôi viêm kiếm chống đỡ tại cổ của hắn chỗ. Không muốn chết, đem ngươi biết đến có quan hệ khu di tích này tất cả tin tức nói cho ta. Vương Lâm thản nhiên nói, ta tiền tử an dọa đến sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra. Ngươi dùng đạo tâm thể tha ta một mạng, ta liền nói cho. Suy hắn chưa nói xong, nơi xa một thanh phi kiếm đâm tới, từ phía sau xuyên thấu bộ ngực của hắn, một kích trí mạng. A à. Vương Lâm không khỏi nhíu mày, dám giết con mồi của ta đây là lần thứ nhất gặp liền chịu chết đảm lượng đều không có ngươi không xứng làm ta thủy vân tông đệ tử một vị luyện hồn cảnh trung kỳ nam tử triệu hồi bay ra lợi kiếm ngạo nghễ cất bước đi tới nam tử trên thân quần áo rõ ràng so phổ thông đệ tử càng tinh xảo hơn thân sắc kiệt ngạo cất bước đi vào vương lâm trước mặt tại hạ thủy vân tông thiên bảng đệ tam thủy văn trung nghe nói qua sao ta hẳn là phải nghe nói qua vương lâm hỏi lại hẳn là thủy văn trung ngạo nghễ nói ta rất mạnh. Bồng, sóng nước cùng lửa cháy hừng hực mà lên, song nguyên cánh tay kỳ lân phát động, vương lâm chiều lấy phía trước cất bước, trên mặt đất rung ra mạnh mẽ khí lãng. Mạnh bao nhiêu? Xoẹt. Thủy Văn Trung thôi động lợi kiếm phi nhanh giết ra, nhắc nhở, so trong tưởng tượng của ngươi, càng mạnh. Đối mặt bay tới lợi kiếm, vương lâm đưa tay toàn lực tuôn ra. Có ý định oanh quyền. Ken, Năm đấm cùng lợi kiếm chạm vào nhau, khí lãng cuồn cuộn. Như là tồi khô lạp hủ, nắm đấm đập bay lợi kiếm khi thế làm người ta không thể đương đầu trong chớp mắt xuất hiện tại thủy văn trung trước mặt hóa quyền vì chảo một thanh bóp lấy cái cổ cái sau vội vàng thôi động lợi kiếm về giết kết quả bị vương tới người hình một bên tránh đi đưa tay bắt lấy chuôi kiếm suy vương lâm thanh kiếm đưa vào thủy văn trung ngực khoảng cách trái tim chỉ kém chút xíu a a a lợn chết kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên không cách nào tránh thoát đối phương bàn tay trói buộc thủy văn trung mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng kinh hãi căn bản chưa từng nghĩ tới mình không phải một hiệp chi địch. Cái này bị bại, quá nhanh. Không muốn chết, đem ngươi biết đến có quan hệ khu di tích này tất cả tin tức nói cho ta. Vương Lâm thản nhiên nói. Thủy Văn Trung dọa đến sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra. Ngươi dùng đạo tâm thể tha ta một mạng, ta liền nói cho ngươi. Vương Lâm cầm chui kiếm, xoay chậm chậm, lưỡi kiếm tại trong vết thương vặn vẹo. Đừng, đừng giết ta. Thủy Văn Trung dọa đến mặt không còn chút máu, quần đều ướt đến cùng có cái gì? Vương Lâm âm thanh lạnh lùng nói, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Đại nạn Lâm Đầu, Hoàng Sợ Đan Sen Thủy Văn Trung rốt cuộc không lo được nhiều như vậy, hồ lớn, ngoại trừ bàn đào tiên quả, phế tích chỗ sâu còn có trí bảo. Bạn chuẩn bị xem xuyên qua có hệ thống, đính hôn chuyển thế nữ đế tập 67. Đại nạn Lâm Đầu, Hoàng Sợ Đan Sen Thủy Văn Trung rốt cuộc không lo được nhiều như vậy, hồ lớn, ngoại trừ dị quả bàn đào, phế tích chỗ sâu còn có trí bảo cùng rất nhiều linh đan diệu dược cụ thể một điểm. Vương Lâm lần nữa khuấy động lợi kiếm. Ta biết chỉ những thứ này. Thủy Văn Trung bị đau, run lẩy bẩy, cầu khẩn nói. Phế tích chỗ sâu đến cùng có cái gì, không ai nói được. Kia phi thiên cảnh cường giả khống chế khôi lỗi chưa tìm hiểu tình huống liền đã chết bất đắc kỳ tử. Chuyện này là thật. Tuyệt không nửa điểm lừa gạt, chỉ cầu ngươi thả. Xoẹt. Hắn còn chưa nói xong, Vương Lâm trực tiếp lợi kiếm quét ngang, vỡ vụn trái tim của hắn. Ngươi, Thủy Văn Trung con mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Đem lưỡi kiếm nhiễm vết máu ở tại trên mặt đất, Vương Lâm thản nhiên nói, Liên chịu chết đảm lượng đều không có, ngươi không xứng làm Thủy Văn Tông đệ tử. Mình chính diện Lâm bốn đại tông môn truy sát, mới lại là đối phương tự tìm phiền phức, nếu như thủ hạ lưu tình, không khác tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn sẽ không làm như vậy sần sự tình. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài thành công đánh giết Thủy Văn Trung, luyện hồn cảnh trung kỳ, tu luyện điểm 400 vạn. 400 vạn tu luyện điểm đến tay. Lần này lăng tiêu di tích chi hành, trực tiếp khởi đầu tốt đẹp. Vương Lâm cùng giai chiến lực càng thêm kinh khủng. Phong lăng trần âm thầm cảm thán. Chém giết luyện hồn cảnh trung kỳ như chém dưa thái rau. Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải như thế biến thái thiếu niên thiên kiêu. Giả thiết Vương Lâm cùng lãnh hy nguyệt bên trong xương bá đông hoang ước định thực hiện, chỉ sợ muốn danh chấn toàn bộ tu tiên giới. Hưu, hưu, lấy đi đối phương túi chữ vật bên trong, đốt đi thi thể, vương lâm đang chuẩn bị thăm dò di tích đột nhiên phát hiện hai đạo kim quang lóe ra rõ ràng là mình cùng thủy văn trung có lăng tiêu tàn đồ bọn chúng lơ lửng giữa không trung tựa hồ sinh ra không hiểu liên hệ hư cấu ra một chương che kín vết dạn kỳ dị bảo đồ riêng phần mình khảm vào trong đó giống như quý vị thì ra là thế vương lâm trong mắt tinh quang lóe lên nếu như lăng tiêu tàn đồ người sở hữu toàn bộ đều tại bên trong di tích bộ hoàn toàn chính xác có thể chấp phá ra hoàn chỉnh lăng tiêu đồ cũng không chần chờ hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thăm dò mảnh này sớm đã khô bại bàn đào viên. Trên đường, hắn ngẫu nhiên đụng phải tu sĩ khác. Tán tu. Một vị huyền âm môn tu sĩ gặp phải vương lâm, lấy ra linh khí, vận sức chờ phát động, hung tuận nói. Giao ra lăng tiêu tàn đồ, tha cho người khỏi chết. Ngươi nói cái gì? Vương lâm giật nảy cả mình, không cách nào bảo trì bình tĩnh. Ý của ngươi là, nếu như ta không giao ra lăng tiêu tàn đồ, ngươi liền muốn giết ta. Không sai kia huyền âm môn tu sĩ coi là đối phương bị mình hù đến lời thề son sắt nói ta sẽ đánh nát ngươi đỉnh đầu suy một giây sau vương lâm thôi động lôi viêm kiếm tiêu xạ mà ra tu sĩ kia thần sắc hãi nhiên vội vàng toàn lực chống đỡ kết quả vẫn như cũ không pháp lực địch bị một kiếm đâm xuyên đỉnh đầu tại chỗ chết oan chết uổng vậy ngươi không khỏi cũng quá xấu vương lâm lắc đầu trách cứ lấy đi hắn lăng tiêu tàn đồ cùng túi chữ vật đương nồng đậm sương mù tán đi càng nhiều hắn phóng tầm mắt nhìn tới đập vào mi mắt phương xa mơ hồ có nhàn nhạt lục quang lấp lóe kia là trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích cất bước tới gần nhưng không dám bước chân quá nhanh phòng ngừa dẫm lên cái gì cấm chế làm chính mình lâm vào khốn cảnh cẩn thận đi vào ngoài trăm thước vương lâm nhìn thấy chân tướng một gốc tráng kiện kỳ dị cổ thụ che trời cành lá rậm rạp lục quang oánh oánh dễ cây thăm dò vào trên mặt đất bàn cầu giao thoa phía trên mọc ra mấy viên trong trắng lộ hồng quả đào màu sắc kiểu diễm ướt át, tàn mát ra nồng đậm hương thơm, khiến người thèm ăn nhỏ dãi. Bàn đào tiên quả. Vương Lâm trong con ngươi hiện lên một vòng kinh hỉ, đang định cất bước tới gần, đột nhiên lại cảm thấy không ổn, yên lặng thu hồi bước chân. Mọi thứ, chú ý cẩn thận cho thỏa đáng. Mang ý niệm như vậy, Vương Lâm đưa tay ở trên mặt phất qua, lập tức liền thủy văn trung bộ dáng, còn tiện thể cải biến bên ngoài cơ thể thân cao, tiếp theo cất tiếng cười to. Bàn đào tiên quả nguyên lai like ở đây bàn đào tiên quả nguyên lai ở đây bàn đào tiên quả nguyên lai ở đây thanh âm của hắn quanh quẩn trong vườn đào ẩn chứa linh khí truyền lại cực xa làm xong đây hết thảy vương lâm dùng vô cực liễm khí thuật dốc hết toàn lực thu liễm khí tức giấu ở nơi xa chờ đợi người hữu duyên hưu 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 ngắn ngủi một hai phút hơn 10 vị tu sĩ vội vàng đuổi tới vô cùng lo lắng rõ ràng không muốn thế gian khó tìm tiên quả chắp tay nhường cho người bàn đào tiên quả Bọn hắn nhìn thấy cây kia cổ thụ che trời bên trên quả đào, hai mắt lập tức hiện lên tham lam hào quang, bởi vì di tích cấm bay. Không nói hai lời phi nước đại quá khứ, trong lúc đó càng là ra tay đánh nhau, ngăn cản đối thủ dẫn đầu tới gần. Cũng có một bộ phận lựa chọn quan sát từ đằng xa, không dám khinh thường, phòng ngừa có trá. Oanh, ngay tại ý đồ hái tiên đào tu sĩ tới gần lúc, một cỗ khó tả khí chàng mãnh liệt mà ra, bao quát ngấp nghé quả đào tất cả tu sĩ. Lập tức, bọn hắn hành động đình trệ xuống tới, thân sắc si ngốc, đứng tại dưới cây cổ thụ phương, hoặc ôm đầu khóc giống, hoặc cuồng vọng cười to, như là bị khống chế tâm thần, đánh mất bản thân. Thành, đạo gia ta thành. Thật xinh đẹp mỹ nhân, để cho ta tới cho ngươi sung sướng. Nguyên lai ta là đạo tổ chuyển thế hạ phàm, kinh lịch hồng trần kiếp, bây giờ 9981 nạn đã đủ, nên lấy thân hợp đạo. Một đám tu sĩ nói cổ quái kỳ lạ, sau đó nhục thân cấp tốc mục nát, tính cả túi chữ vật. Quần áo toàn bộ hóa thành bùn đất bộ phận, mà tán giật ra linh khí thì tuôn hướng cổ thụ, bị cái sau đều thôn phệ. Bá. Mấy giây sau, đại thụ càng thêm thần dị thẳng tắp. T. Chưa tới gần tu sĩ, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương cổ đuôi bay thẳng đại não, vạn phần kinh dị, liên tiếp lui về phía sau. Cái này không phải tiên thụ, rõ ràng là một gốc yêu thụ. Nhưng mà, khiến người kỳ quái chính là, yêu thụ không có chủ động khởi xướng tiến công, vẫn như cũ vững vàng đứng ở đó. Quả nhiên có vấn đề sao? Vương Lâm sắc mặt nghiêm nghị, nhớ kỹ phiến khu vực này không thể tới gần, lặng lẽ thối lui. Ước chừng sau 2 giờ, đào viên triệt để đối ngoại mở ra, sương mù hoàn toàn tiêu tán, Vương Lâm lấy thủy văn trung hình tượng đi lại, miễn đi rất nhiều phiền phức. Trải qua đông đảo tu sĩ hợp lực thăm dò, hết thảy tìm tới ba khóa yêu thụ, yêu thụ cách xa nhau không xa. Phía trên kết xuất trái cây phát ra mùi thơm nồng nặc, làm người tâm thần thanh thản, nhưng phàm là ở vào trong vườn đào tu sĩ, tất cả đều thèm nhỏ nước dãi đã không có thông hướng khu vực khác đường cũng vô pháp rời đi chẳng lẽ muốn vây chết chúng ta đám người lăng tiêu tàn đồ có lẽ muốn hợp thành hoàn thành một bức mới có thể trông thấy đường ra một điểm bảo bối không có liền đụng phải ba khỏa yêu thụ thật khiến cho người ta hối hận không kịp không bằng đổi lấy hai ngàn hạ phẩm linh thạch ta không tin nơi đây không có chút nào bảo vật đám người lẫn nhau trò chuyện giấu trong lòng khác biệt cảm xúc như thế xem ra vẫn là phải từ ba cái cây ra tay cuối cùng Ánh mắt của mọi người lại không thể không nhìn về phía trong vườn trái cây đầu mối duy nhất. Mấy người các ngươi đi thử xem. Thân là thủy vân tông thiếu tông chủ thủy minh sách ra lệnh ba cái yêu thụ tự do một gốc, ta tặng các ngươi phục dụng vững chắc tâm thần đan dược. Chuyện cho tới bây giờ hắn chỉ có nếm thử bỏ qua bộ phận quân cờ tìm ra mánh khóe. Thiếu tông chủ, à, bị điểm tên mấy vị tu sĩ sắc mặt khó coi nhưng lại không thể không nghe lệnh làm việc là phục dụng đan dược. Bọn hắn tập trung ý chí như lâm đại địch từng bước một hướng phía ba khỏa yêu thụ bên trong nhất là thấp bé cây kia đi đến cứ việc phía trên kết xuất bàn đào nhìn cũng không có cái khác hai khỏa như vậy mê người ước chừng tới gần đến 10 mét oanh yêu thụ rung động lá cây dì rào rung động tới chúng tu sĩ ngưng thần nhìn thẳng không dám bỏ lỡ bạn chuẩn bị xem xuyên qua có hệ thống đính hôn chuyển thế nữ đế tập 68. biết rõ không đường thối lui tổng cộng 5 vị thủy vân tông tu sĩ cắn chặt hàm răng gắt gao kiên trì không nhìn xung quanh xuất hiện các loại ảo giác, từng bước một sờ gần. Ngắn ngủi hơn 10 giây, bốn vị tu sĩ điên cuồng si ngốc, tuần tự ngã xuống đất bỏ mình. Phốc, ước chừng dưới tàng cây 3 mét chỗ, cuối cùng một người thổ huyết bay ngược hơn 10 mét, cả người tinh thần uể oải suy sụp, nhưng may mà không có tính mệnh mà lo lắng. Người sống sót sắc mặt tiều tụy, lại không cố được quá nhiều, mau đem mình tình huống gặp gỡ nói rõ sự thật. Thiếu chủ, là như vậy. Thì ra là thế. Thủy Minh sách bừng tỉnh đại ngộ, sải bước đi hướng cổ thụ, cười nói. Ta còn tưởng rằng là yêu thụ hại người, cái này đúng là một trận khảo nghiệm. Thiếu tông chủ cẩn thận. Thủy vân tông đệ tử sắc mặt đại biến. Bọn hắn cũng không phải lo lắng thủy minh sách chết sống. Vấn đề là thủy minh sách chết tại bên trong di tích. Bọn hắn ra ngoài tất nhiên chịu không nổi. Oanh! Vẫn như cũ là 10 mét phạm vi, yêu thụ bắt đầu phát động mình kỳ dị lực lượng. Thủy minh sách bước chân có chút dừng lại, trước mắt xuất hiện rất nhiều huyễn cảnh. Đối với cái này, hắn không quan tâm, xài bước đi đến yêu thụ phía dưới. Đương huyễn cảnh tán đi, thủy minh sách sắc mặt có chút trắng bệch, tinh thần có chút uể oải. Gì rào, lá cây rung động, một viên bàn đào tiên quả từ cành lá bên trên chóc ra. Thủy minh sách mừng rỡ như điên, đưa tay tiếp được giá trị liên thành tiên quả, hướng phía cổ thụ ôm quyền hành lễ, đa tạ ban thưởng. Hắn không dám cướp đoạt cái khác bàn đào. Cổ thụ chân chính thực lực, không thể nào đoán trước. Bá. Một giây sau, thân hình của hắn xuất hiện tại 10 mét bên ngoài, lại nghĩ đặt chân, nhận không cách nào kháng cự lực đẩy, mang ý nghĩa khảo nghiệm cùng ban thưởng chỉ có một lần. Không hổ là đông hoang đệ nhất thiên tài. Bực này ý chí lực, yêu thụ cũng không làm gì được, thật là khiến người khâm phục. Lợi hại, chúng ta không bằng cũng. Mắt thấy một màn này, rất nhiều người bội phục cực kỳ. Mọi người cũng có thể đi nếm thử. Thủy Minh sách tại vô số tu sĩ ánh mắt hâm mộ bên trong, thu hồi bàn đào tiên quả, trầm giọng nói nhớ lấy cố thủ bản tâm chớ có lòng mang tạp niệm ý đồ cướp đoạt ngoài ra nếu có thể giúp ta thủy vân tông đạt được càng nhiều bàn đào tiên quả tất nhiên trùng điệp có thưởng là thủy vân tông tu sĩ lĩnh mệnh nếm thử các môn các phái cũng nhao nhao bắt trước bất quá cho dù minh bạch khảo nghiệm phương thức tuyệt đại đa số tu sĩ như cũ sắp thành lại bại hoặc hóa thành linh khí tẩm bổ cổ thụ hoặc tinh thần lực đầy đủ miễn cưỡng trốn được tính mệnh lấy thân ngươi cư thiên bảng thứ ba tu vi cùng định lực chắc hẳn ván đã đóng thuyền, mau đi đi. Thủy Minh Sách nhìn về phía cách đó không xa Thủy Văn Trung. Tốt. Ngụy Trang thành Thủy Văn Trung Vương Lâm mở miệng đáp ứng. Về sau liền gặp Thủy Minh Sách hứng thú bừng bừng tiến về một viên khác kết xuất bàn đào tiên quả càng lớn quả cây ăn quả đi đến, rõ ràng chưa thỏa mãn. Còn nghĩ đạt được viên thứ hai bàn đào tiên quả. Chúc hắn thành công. Vương Lâm thu tầm mắt lại, thoải mái cất bước đi ra. Hắn vốn cho rằng cây ăn quả có trá, tồn tại cạm bẫy, không nghĩ tới ngược lại là mình suy nghĩ nhiều. Đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy cái này có vấn đề gì. Đa nghi, chủ yếu là để cho ổn thỏa. Mà lại biết rõ sẽ kinh lịch khảo nghiệm, tận lực tĩnh tâm ngưng thần, cùng vô cùng lo lắng tùy tiện xâm nhập, lý giải phương hướng hoàn toàn khác biệt. Chỗ dẫn hướng kết quả cũng có thể là phát sinh biến hóa, nếu không thủy minh sách cũng sẽ không để đệ tử trong tông đặt mình vào nguy hiểm, đạt được đáp án mới nguyện ý chủ động tới gần. Sàn sạt Đường Vương Lâm tiến vào trong phạm vi 10 thước, trước mắt hình tượng nhất chuyển đột nhiên xuất hiện đang dẫn phái bàn đào trong vườn trái cây chung quanh cây ăn quả khắp nơi trên đất mùi thơm nước mũi cách đó không xa còn có bảy vị quốc sắc thiên hương nữ tử lẫn nhau chơi đùa các nàng dung nhan tuyệt mỹ da thịt tuyết trắng dáng người yểu điệu do dự bên trong xuân quang trở tiết thỏ trắng nhảy múa nhà nhạt, nhạt nữ tử mùi thơm cùng mùi trái cây hỗn hợp khiến người cực kỳ dễ dàng tâm linh chập chờn một khi nhịn không được sinh ra tạp niệm khảo nghiệm nhất định cuối cùng đều là thất bại vương lâm tâm như chỉ thủy bình tĩnh đi vào dưới cây cổ thụ. Huyễn Cảnh, hắn cũng không phải là lần thứ nhất kinh lịch. Lần này Huyễn Cảnh uy lực kém xa Huyễn Tâm tuyệt trận. Dì rào, một viên bàn đào tiên quả rơi xuống, bị hắn tiếp được, lại thu vào chữ vật đại. Quá trình lạ thường nhẹ nhõm. Trong thấy một màn này, tu sĩ khác đã ghen tị, lại thương hại. Ghen tị là bởi vì đối phương đạt được bàn đào tiên quả, thương hại thì là bởi vì thủy vân tông cao tầng tất nhiên cưỡng ép lấy đi. Vật chất ban thưởng cùng danh dự ban thưởng sẽ có nhưng so với vô giá bàn đào tiên quả, trên lệch cách xa. Gia tăng tư chất bàn đào tiên quả thế mà nhẹ nhàng như vậy tới tay. Vương Lâm trong lòng đập bịch bịch, đã thấy mấy mét bên ngoài, dáng người thướt tha lục y nữ tử đồng dạng thành công đạt được một viên, chỉ là sắc mặt tái nhợt, khí tức bất ổn. Nàng quay đầu nhìn về Vương Lâm, nhìn thấy Vương Lâm thu hồi bàn đào tiên quả, bí mật truyền âm. Đạo hữu, chỉ cần ngươi nguyện ý đem bàn đào tiên quả để cho ta đan dương tông, ta cam đoan gia gia của ta ban cho xa so với thủy vân tông cao tầng càng hào phóng hơn trọng bảo mà lại ta có thể cùng ngươi song tu một đêm nói nàng khẽ cắn môi liếc mắt ra hiệu dễ nói dễ nói vương lâm nhãn tỉnh sáng lên tranh thủ thời gian hồi phục điều kiện tiên quyết là chờ một lúc chúng ta muốn đơn độc ở chung thẳng thắn mà đối đãi nói thật hắn vạn vạn không nghĩ tới hảo vận như thế sẽ xuống đến trên đầu mình có lộc ăn a à, Bạch Ngữ Đan cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương như thế khỉ gấp. Ta hơi chút nếm thử, người này thế mà tùy tiện mắc câu. Chẳng lẽ, ta đánh giá thấp mị lực của mình. Một hồi, liền một hồi, nhờ ngươi. Vương Lâm khẩn cầu, ta sẽ không chỉ hoãn ngươi thời gian quá dài. Tốt à. Bạch Ngữ Đan liếm môi một cái, ánh mắt câu người. Nói đi, ngươi muốn ta cùng ngươi bao lâu? Không cao hơn 10 phút. Vương Lâm lời thề son sắt. Bạch Ngữ Đan, thật nhanh. Ngươi được hay không à? Hai người ước định cẩn thận sau, liền một trước một sau, rồi đi làm người vây chật như nêm cối bàn đào cây ăn quả, đi vào không người khu vực. Nhìn quanh trống rỗng xung quanh, vương lâm tiếu dung sán lạn. Hôm nay vận khí thật tốt. Một viên bàn đào tiên quả, tư chất có thể tăng lên nhiều ít. Loại vật này, khẳng định càng nhiều càng tốt. Ta tinh thông phương pháp song tu, có thể giúp ngươi kéo dài thời gian. Bạch ngữ đan ôn nhu thì thầm, đưa tay vuốt vuốt mình thẳng tắp núi tuyết, vũ mị chọc người. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem bàn đào tiên quả cho ta. Nằm mơ. Vương Lâm biểu lộ đạm mạc, bỗng nhiên phát động xong nguyên cánh tay kỳ lân một quyền ném ra. Đối phương mình đưa tới cửa, cái này nếu là không cầm, liền không tử tế. Mộc Linh Thuẫn. Bạch Ngữ Đan trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, đưa tay triệu hoán mộc thuộc tính năng lượng thuẫn ngăn trở oanh kích. Kết quả tấm thuẫn vỡ vụn, cả người tại cuồn cuộn khí lãng bên trong hướng phía sau vạch ra hơn 10 mét, cánh tay run lên. Khí lực thật là lớn. Thủy Vân Tông thiên bảng đệ tam mạnh như vậy. Bạch Ngữ Đan lông mày nhíu chặt, bỗng nhiên vung ra 10 quả hạt giống, hạt giống rơi xuống đất liền hóa thành lục sắc đàng mạn, bay lượn mà ra, đem Vương Lâm hoàn toàn bao lấy, hình thành một cái 10 phần kiên cố viên cầu. Ngươi nếu để cho tiếp Thủy Minh Sách, ta khả năng còn kiên kỵ 3 phần, ngươi một người liền mưu toan đoạt ta bản đào tiên quả, quả thực ý nghĩ hão huyền. Bạch Ngữ Đan cười lạnh liên tục. Bồng, đỏ bừng đốt yêu viêm hỏa gào thét lục sắc đằng mạn trong nháy mắt nổ tung vương lâm song đồng chuyển hóa thành một lam một hồng thực lực cực tốc tăng vọt lướt nhanh như gió sông ra sát khí mãnh liệt vì phòng ngừa những người khác đến đây can thiệp hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng có chút thực lực bạch ngữ đan từ trong miệng phun ra cao cấp pháp khí hạt châu kia là nàng bản mệnh vũ khí nhưng cũng giới hạn nơi này thủy văn trung muốn giết người đoạt bảo nàng có gì không phải là ôm tâm tư giống nhau ngao hạt châu kia nở rộ óng ánh lục quang hiển hóa vì một đầu mãnh hổ đập ra vương lâm mặt không biểu tình linh khí chuyển vào nhập cổ long giới ngưng tụ hỏa long ngăn cản mãnh hổ tự thân tại lưu tinh lửa ra trì hạ cơ hồ hóa thành một cây thiếu đốt hỏa diễm mũi tên trong chớp mắt đi vào bạch ngữ đan trước mặt mộc thánh thủ hộ cái sau tim bỗng đập mạnh trực tiếp xuất ra áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh bành 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 như là hình người hung thú không thể ngăn cản tại bạch ngữ đan biểu tình khiếp sợ bên trong Vương Lâm khí thế làm người ta không thể đương đầu, nắm đấm như mưa rơi tuôn ra, cứng rắn như pháp khí, cưỡng ép đạp nát bình chướng. Có chút thực lực. Vương Lâm một phát bắt được đầu lâu của nàng, gắt gao đặt ở trên mặt đất bên trong, nhưng cũng giới hạn nơi này. Hưu. Bạch ngữ đan túi chữ vật bay ra, bị Vương Lâm bỏ vào trong túi. Viên thứ hai bàn đào tiên quả, tới tay. A a a. Nhiệt độ nóng rực bỏng đến nàng điên cuồng dãy ruộng, nghẹn ngào gào lên. Ta biết ngươi là ai, ngươi không phải Thủy Văn Trung, ngươi là, ngươi là. Bạn chuẩn bị xem xuyên qua có hệ thống, đính hôn chuyển thế nữ đế tập 69, Vương Lâm. Khó mà tránh thoát khống chế bạch ngữ đan thét to, ngươi là Vương Lâm. Thủy Văn Trung căn bản không có khả năng có như thế đáng sợ chiến lực. Lại thêm đối phương cực kỳ đặc thù tác chiến thủ đoạn, để nàng rốt cuộc minh bạch địch nhân chân diện mục. Ứng ừ yêu cầu của ngươi, ta đến tìm ngươi. Vương Lâm bàn tay siết chặt, hờ hững nói, thỉnh giáo dạy ta, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Người này bắt trước thủy minh sách, tại di tích bên ngoài khiêu khích, hắn nghe được nhất thành nhị sở. Đã cả đám đều cho rằng thực lực không thua hắn, hắn đương nhiên muốn lĩnh giáo một hai. Đan dương khiến. Bạch ngữ đan hai mắt toát ra sợ hãi cùng kinh hoàng, lập tức kích hoạt chỗ cổ mặc đặc thù lệnh bài. Bá. Trong lúc nhất thời, nồng đậm lục quang hiển hiện, lại một cái vòng bảo hộ cấp tốc thành hình, mang theo cực kỳ cường hoành sức đẩy. Làm đỉnh tiêm tông môn đan dương tông tông chủ tôn nữ, thân phận của nàng không tầm thường, có mang rất nhiều chân quý pháp khí, có bảo mệnh biện pháp tự nhiên không phải tu sĩ khác có thể so sánh. Ân. Bé nhạy phát giác được nguy cơ, Vương Lâm nhíu mày, buông nàng ra cái cổ, hướng phía sau nhanh lùi lại hơn 10 mét. Khụ khụ. Bạch Ngữ Đan kịch liệt ho khan, sắc mặt tại đỏ lên sau một lần nữa thở ra hơi, sờ lên làn da cháy đen nát giữa gương mặt, nhìn chằm chằm Vương Lâm, mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc. Ta thề, nhất định sẽ làm cho ngươi chết được rất thảm đối phương hỏa diễm uy lực quá lớn lọt vào cưỡng ép ngắn ngủi mấy giây lại làm nàng trực tiếp hủy dung xoẹt vương lâm mặt không biểu tình lấy ra lôi viêm kiếm hư không trùng điệp chém xuống kiếm khí đánh vào vòng bảo hộ bên trên trong khoảnh khắc tán đi mà vòng bảo hộ vẻn vẹn run rẩy mấy lần vẫn như cũ cực kỳ vững chắc đây là bảo mệnh duy nhất một lần pháp khí phong lăng trần mở miệng trong thời gian ngắn rất khó đánh vỡ không cách nào cấp tốc đánh vỡ vương lâm lạnh lùng lườm bạch ngữ đan một chút kế thượng tâm đầu quay người rời đi biến mất tại tầm mắt của nàng bên trong oán hận nói viện binh tới còn rất nhanh tính là ngươi hảo vận vương lâm chờ ta bắt được ngươi tất từng đao từng đao đem lang trì để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong biết đối phương sợ dẫn tới đám người chú ý cho nên thoát đi bạch ngữ đan đối bóng lưng của hắn lên thanh chửi mắng nàng lần này thật tổn thất nặng nề thật vất vả đạt được bàn đào tiên quả tiến túi áo của người khác hưu vương lâm chân trước vừa đi thủy minh sách phi tốc chạy đến trầm giọng hỏi xảy ra chuyện gì vương lâm cũng tại bên trong di tích chúng ta trước hết đem hắn tìm ra bạch ngữ đan nghiến răng nghiến lợi ta vừa mới nghe được động tĩnh liền chạy tới thủy minh sách ánh mắt quái dị ngươi trên mặt tổn thương cái này không cần ngươi quan tâm nghe vậy bạch ngữ đan sắc mặt càng thêm khó coi lúc này cất bước rời đi dự định trước tiên đem đan dương tông đệ tử toàn bộ triệu tập lại chờ đã Thủy Minh Sách lên tiếng ngăn cản, từ túi chữ vật bên trong lấy ra một bình đan dược. Ta Thủy Minh Sách cũng không hy vọng thế gian ít cái đẹp mắt đại mỹ nhân, cái này dưỡng nhan đan dược chữa thương tặng người. Bạch Ngữ Đan Phương Tâm rung động, có chút kinh dị nhìn về phía Thủy Minh Sách, đã thấy đối phương ánh mắt phá lệ chân thành. Ngày bình thường của ngạo Thủy Vân Tông thiếu tông chủ, vậy mà lần đầu tiên thương hương tiếc ngọc. Gia hỏa này, người còn trách tốt lạc. Hủy bỏ vòng bảo hộ, đưa tay tiếp nhận đan dược, nàng trong lòng ấm áp, dáng vẻ kịch cỡm đến ỏn ẻn ỏn ẻn nói, tạ, tạ ơn. Bành. Một giây sau, đan dược phát sinh kịch liệt bạo tạc, song nguyên cánh tay kỳ lân phát động, thủy minh xách một thanh bóp lấy cổ của nàng, mang theo nàng phi nước đại ra ngoài, thản nhiên nói, không khách khí, bị lừa rồi. Ngắn ngủi mộng bức về sau, bạch ngữ đan muốn rách cả mí mắt, nhưng mà còn chưa nói thêm cái gì. Một thanh kim sắc cục gạch đánh tới, oanh kích chán của nàng, khiến cho nàng lâm vào giống như trẻ nít giấc ngủ. Khi mọi người chạy đến, chiến đấu sớm đã kết thúc, kẻ đầu tiêu chẳng biết đi đâu. Làm sao không giết nàng? Phong lăng trần nghi hoặc không thể giết. Vương Lâm liên tục tại nàng cái ót bổ sung mấy cái, xác nhận nàng nhất thời bán hội ngủ không được, khóe miệng mang theo băng lãnh độ cong. Đây chính là ta phát tài thẻ đánh bạc. Đã hiểu. Thoáng ngẩn người, Phong Lăng Trần hiểu rõ. Ngươi muốn dùng nàng hướng đan dương tông tác thủ đại lượng tài nguyên. Ta cũng không tin gia gia của nàng thấy chết không cứu. Vương Lâm đem nàng chôn đến bí ẩn nơi hẻo lánh, sau đó một lần nữa ngụy trang thành thủy văn trung bộ dáng. Trên thực tế, thế gian dịch dung thuật cùng tu tiên giới thay hình đổi dạng chi pháp, hắn đều có học, mà lại càng luyện càng thuận tay. Hình tượng, khí chất, thanh âm đều có thể bắt chước. Nếu như thực lực của đối phương cảnh giới không cao tại tự thân, lại hoặc là có được đặc thù dò xét loại bí pháp, rất khó phát giác mảnh khóe. Vẫn là ngươi hiểu như thế nào thu hoạch tài nguyên. Phong Lăng Trần thán phục, Vương Lâm lắc đầu bật cười, lãnh nha đầu cho đề nghị. Dựa vào đứng đắn con đường thu hoạch linh thạch cần thời gian dài rằng giặc, giết người cướp của, lại khó tránh khỏi không cách nào lợi ích tối đại hóa. Dọa dẫm bắt chẹt, vẫn có thể xem là một loại lựa chọn tốt. Phải biết, con đường này, phong hiểm cao nhưng lợi nhuận lớn, địa cầu các tiên hiền làm qua làm mẫu, nhẹ thì cải thiện sinh hoạt, nặng thì phát tài. Về sau, Vương Lâm cùng người không việc gì đồng dạng, tiến về viên thứ hai bàn đào cây ăn quả bên cạnh không thể không nói, ba viên cây ăn quả kết xuất trái cây, có chỗ trên lệch, vừa mới hắn đạt được bàn đào tiên quả, thuộc về kém nhất một loại. Ba loại cấp bậc, hẳn là phân biệt đối ứng ba 000 năm một nở hoa, ba 000 năm một kết quả, cùng sáu 000 năm cùng chín 000 năm. Vương Lâm âm thầm suy nghĩ. Hắn không hiểu nghĩ đến chuyện thần thoại xưa, có lẽ nơi đây cũng không bàn mà hợp cố sự giảng nội dung. Cũng tỉ như trước đó tại bên trong ảo cảnh nhìn thấy bảy vị tuyệt mỹ nữ tử, có lẽ liền thất tiên nữ. Lúc này, Thứ hai gốc cây ăn quả phụ cận, rất nhiều tu sĩ chú ý gian nan tiến lên thủy minh sách. Hắn muốn cầm tới viên thứ hai bàn đào tiên quả. Không hổ là đông hoang đệ nhất thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền. Nơi đây huyễn cảnh, chỉ sợ độ khó càng lớn, nếu là thủy minh sách đều không thể thành công, đoán chừng không có người nào nữa có thể chạm đến. Chúng tu sĩ ánh mắt tụ vào, chú ý chậm chạp tiếp cận cây ăn quả thủy minh sách, chỉ gặp cái sau sắc mặt tái nhợt. Thần sắc lập đi lập lại biến hóa, khi thì tham lam, khi thì sợ hãi, rõ ràng thâm thụ huyễn cảnh quấy nhiễu. Tại khoảng cách dưới cây chỉ kém 2 mét vị trí, ánh mắt của hắn hoảng hốt, khóe miệng chảy máu, ẩn ẩn chống đỡ không được. Muốn thất bại, có người tiếc hận, kém một chút, hắn liền có thể đạt được hai viên bàn đào, mà lại viên thứ hai dược hiệu đoán chừng tốt hơn. Như thật làm cho vốn là tư chất xuất chúng thủy minh sách nuốt hai viên cải thiện tư chất dị quả, tương lai danh chấn trung châu cũng có thể. Cũng có người nhẹ nhàng thở ra. Mọi người ở đây trò chuyện thời điểm, có một vị thủy vân tông tu sĩ trong đám người đi ra, tiến vào thí luyện khu vực. Ngồi nhìn thủy minh sách chịu đựng khảo nghiệm cuối cùng đều là thất bại. Này làm sao có thể? Tổn thất quá lớn. Thủy văn trung cũng muốn đến. Nói đến, vị này thiên bảng thứ ba, tựa hồ so trong tưởng tượng lợi hại, mới thật đúng là đạt được một viên dị quả. Thủy minh sách đều không được, hắn đi nếm thử, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tại mọi người ánh mắt chất vấn bên trong, vương đột nhiên bước vững vô cùng, đang đến gần cây ăn quả quá trình bên trong, hắn trông thấy thủ địa bên trong hiển hiện mặt người. Mở cái miệng rộng ý đồ nuốt hết tự thân, về sau càng là vọt tới một đầu xấu xí tóc vàng hầu tử, đại phát thần uy, đối với mình vung vẩy gậy sắt. Đây là cây ăn quả diễn biến huyễn tượng, vẫn là chân thực tồn tại nhân vật. Vương Lâm kinh nghi bất định, nhịn không được nhìn nhiều mắt thực lực cường hãn hầu tử, trêu chọc nói, nha, đây không phải mật mã ô sao. Này, kia hầu tử giống bị chọc giận, trong tay gậy sắt biến lớn dài ra, quơ ẩm vang đập tới như là chiến thần. Ăn ta lão tôn một gậy. Oanh! Thiên băng địa liệt. Toàn bộ đào viên đều phẳng phất sụp đổ, đủ để vỡ vụn sơn hà một gậy bá đạo khó tả. Ta sát. Dù là thời điểm thanh chốt mở ra thái nhất vong ngã cảnh, Vương Lâm vẫn như cũ nhịn không được trong lòng hoảng sợ, khó thủ bản tâm, vội vàng sửa lời nói. Hầu ca bớt giận. Lời này vừa nói ra, kia hầu tử dừng lại công kích, yên lặng nhìn hắn một cái, như xúc địa thành thốn, tại một đoàn khói trắng bốc hơi về sau, biến mất không thấy gì nữa. Gặp quỷ. Thế mà đụng phải một con con khỉ ngang ngược. Vốn cho rằng hết thảy đều là huyễn cảnh vương lâm nội tâm không khỏi rời sông lấp biển. Xuyên qua trước quen thuộc chuyện thần thoại xưa, ở trong đầu hắn hiển hiện. Mảnh thế giới này có lẽ ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Bạn chuẩn bị xem xuyên qua có hệ thống, đính hôn chuyển thế nữ đế tập 70. Hồi tâm ngưng thần, vương lâm tiếp tục tới gần bàn đào cây ăn quả, bước chân tăng tốc không thể lại ra. Lại ra muốn xảy ra vấn đề lớn. Đi vào thủy minh sách sau lưng, Vương Lâm mở miệng cảnh cáo, tiếng như hồng trung đại lữ, hết thảy đều là ảo tưởng, không muốn lấy tướng. Oanh! Như là sấm rền nổ vang bên tai, không cách nào thủ vững ý chí thủy minh sách tại trong tưởng tượng như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng khẽ cắn đầu lưỡi, dùng đau đớn kích thích tinh thần, lại cảm giác được phía sau tồn tại một tay nắm trợ lực, liền theo lực đạo phương hướng đi về phía trước. Bá. Đương khảo nghiệm kết thúc, hai người tới dưới cây thủy minh sách miệng lớn thở dốc toàn thân mồ hôi rơi như mưa sắc mặt tái nhợt khó coi hắn ngẩng đầu nhìn về phía thủy văn trung cả kinh nói ý chí của ngươi lực càng như thế ưu ngạnh không nhận huyễn cảnh ảnh hưởng đánh chết hắn hắn đều không tin thủy văn trung lại so với hắn càng thêm ưu tú chúng ta đều đánh giá thấp thủy vân tông thiên bảng thứ ba hàm kim lượng đông đảo tu sĩ trợn mắt hốc mồm đối với chuyện mới vừa phát sinh cảm thấy khó có thể tin minh chịu đựng khảo nghiệm quá trình bên trong còn giúp trợ Thủy Minh Sách thông qua. Cái này đủ để chứng minh huyễn cảnh đối với hắn ảnh hưởng cực nhỏ, hắn còn có lưu dư lực. Vương Lâm lắc đầu cười một tiếng, không có đáp lại, mà là nhìn về phía cây ăn quả, ôm quyền nói, "Còn xin ban cho tiền quả." "Gì rào?" Cành lá rung động, cây ăn quả đáp lại thỉnh cầu của hắn, hai viên càng lớn bàn đào rơi xuống, phân biệt bị Vương Lâm cùng Thủy Minh Sách tiếp được, bỏ vào trong túi, dẫn tới vô số người ghen tị ghen ghét. Thu hoạch ban thưởng về sau, tại một cỗ kỳ dị lực lượng truyền tống hạ, hai người lại xuất hiện tại 10 mét có hơn, không được bước vào khảo nghiệm khu nửa bước. Thủy Văn Trung, ngươi lần này làm được phi thường tốt, trở về ta nhất định khiến phụ thân ta trọng thưởng ngươi. Thủy Minh Sách đưa tay nói, hiện tại, trước tiên đem bàn đào tiên quả đặt ở ta chỗ này đi, phòng ngừa đạo trích ngấp nghé. Ai? Nghe vậy, Vương Lâm sắc mặt âm tình bất định, do dự một chút, thở dài. Ngươi yên tâm, ban thưởng sẽ không nhỏ. Thủy Minh Sách âm thầm cười lạnh, tư coi là Thủy Văn Trung không cam tâm giao ra vô giới chi bảo. Nhưng đối phương sớm muộn muốn đi ra ngoài, mà phi thiên cảnh cường giả tuyệt không phải luyện hồn cảnh có khả năng đắc tội. Ta cũng không phải ý tứ này. Vương Lâm bình tĩnh phân tích nói, ta chẳng qua là cảm thấy, lấy ngươi bây giờ trạng thái, cùng ý chí lực, tuyệt đối không cách nào thông qua thứ ba thân cây lớn khảo nghiệm. Bàn đào tiên quả, ba loại cấp bậc. Hắn có thể lựa chọn thế nào? Đương nhiên là tất cả đều muốn. Nếu như Thủy Minh sách đầy đủ ra sức, Hắn không để ý chút nào âm thầm hỗ trợ, trước hết để cho đối phương thông quan, sau đó lại từng người tự chiến, nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Ân. Thủy Minh Sách ngữ khí khẽ biến, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chính là nói, ngươi chính là cái không đỡ nổi à? Vương Lâm đưa tay xẹt qua bộ mặt, hiển lộ chân dung. Muốn giúp Thủy Minh Sách xông qua lớn nhất độ khó khảo nghiệm, khó như lên trời, hắn cũng là hữu tâm vô lực. Đối phương so với hắn tưởng tượng, càng thêm không còn dùng được. Thủy Minh sách ngẩn người, tựa hồ không nhìn ra đối phương ngụy trang, ngay sau đó sắc mặt phát lạnh, song trưởng đánh ra, linh khí phun trào, như bài sơn đảo hải. Bành! Chính diện cùng hắn chạm nhau một trường, vương lâm không nhúc nhích tí nào, mà Thủy Minh sách rút lui mấy mét. Lăng tiêu tàn đồ, cuối cùng muốn hợp thành nguyên một chương, đã Thủy Minh sách không có giá trị lợi dụng, hắn đương nhiên muốn trở mặt. Nguyên lai là ngươi, vương lâm. Thủy Minh sách sắc mặt âm trầm, sát ý xâm nhiên, nhưng lại bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói Thủy Văn Trung làm sao làm sao có thể xông qua đạo thứ hai khảo nghiệm, đạo thứ nhất đều hẳn là hiểm lại càng hiểm, chưa hẳn thành công. Thanh âm của hắn không có che lấp, khiến bốn đại tông môn tu sĩ nghe hỏi chen chúc mà đến. Thủy Vân Tông đệ tử càng là không nói hai lời đem Vương Lâm làm thành một vòng, riêng phần mình cầm kiếm nhắm ngay, khi thế hùng hổ. Ngươi đang tìm ta, di tích bên ngoài càng là phát ngôn bừa bãi, lại ngay cả ta đứng tại bên cạnh ngươi đều không thể phân biệt ra được. Vương Lâm hỏi lại, cái này như thế nào để cho ta biết thiên ngoại hữu thiên? Ngươi! Thủy Minh sách nhẹn lời, lập tức giận quá thành cười. Miệng lưỡi bé nhọn, chúng đệ tử nghe ta hiệu lệnh, bố đầm nước linh trận. Là! Thủy Vân Tông tu sĩ cùng nhau bấm niệm pháp quyết, khiến cho trong trận không gian kéo dài, mãnh liệt nước sông bốc lên, thời khắc có bị hải triều nuốt hết phong hiểm. Cùng lúc đó, những tông môn khác tu sĩ nhao nhao thẳng hướng vương lâm, ánh mắt tham lam. Tất cả mọi người biết, trên người người này có trọng bảo. Bên trong di tích, nếu có cái gì đồ vật so bàn đào tiên quả giá trị càng lớn, chỉ có đuổi bắt Vương Lâm. Xuy suy suy Vương Lâm nhất kiếm quét ngang, kiếm khí tung hoành, thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay đất diệt giết tới gần người. Mọi người tránh ra. Thủy Minh sách gọi ra một cây trường thương màu xanh lam, hướng phía Vương Lâm ra sức phòng tới. thấy thế, Vương Lâm con người hóa thành một đỏ một lam, thái nhất vong ngã cảnh cùng nhịp đập cùng nhau phát động, tóc dài không gió từ lên tự thân hướng phía bên cạnh rời bước, hiểm hiểm tránh đi, lập tức phát động song nguyên cánh tay kỳ lân, một phát bắt được cán thương. Ông, thân thương run rẩy dữ dội, lại khó mà tránh thoát. Đón đỡ, thủy minh sách con người đột nhiên co lại. Mẹ hắn, tiểu tử này khí lực đến cùng lớn bao nhiêu. Đi, vương lâm khẩu súng nhọn nhất chuyển, phát lực bắn ngược trở về, tốc độ càng thêm tấn mãnh khiến cho thủy minh sách căn bản không dám chính diện chống đỡ ngược lại là bên cạnh tu sĩ gặp nạn bị một thương xuyên thấu lồng ngực mà chết về sau gọi ra lôi viêm kiếm vương lâm không nhìn trống rỗng nổi lên kinh đào hải lãng thẳng đến một vị đầm nước linh trận người tham dự lưỡi kiếm chém xuống mơ tưởng đạt được kia thủy vân tông đệ tử bấm niệm pháp quyết keng đầm nước linh trận nổi lên lam quang ngăn cản được một kiếm này cách trận pháp vương lâm ngẩng đầu trong con mắt phun ra u quang băng hỏa đồng thái nhất quyết ghi chép tam giai pháp thuật một trong chuyên môn công kích đối phương ý thức lập tức kia thủy vân tông đệ tử chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng toàn thân lạnh nóng giao thế tinh thần ý chí tạo thành tan rã không cách nào khống chế đầm nước linh trận xoẹt lợi kiếm lực đạo không giảm nhiếp nhân tâm phách đinh hệ thống nhắc nhở ngài thành công đánh giết lưu phong chúc nguyên cảnh đỉnh phong tu luyện điểm 25 vạn sau đó vương lâm phóng tới cái khác bày trận tu sĩ thuần thục giải quyết đánh vỡ đầm nước linh trận khiến cho trên mặt đất nhúa máu tinh hồng một mảnh ngươi dám thân là luyện hồn cảnh hậu kỳ cường giả, Thủy Minh Sách thấy đối phương hoàn toàn không nhìn mình, không khỏi giận tím mặt, ngưng tụ ra hai đầu thủy long tả hữu đánh giết mà đến, uy năng hạo đáng. Ngao. Vương Lâm phát ra giống như long ngâm gào thét, lúc này hóa thành một đầu mọc ra song giác cự mãng, thực lực lại lần nữa tăng trưởng một đoạn. Phun ra đốt yêu viêm hỏa cưỡng ép ngăn trở thủy long, lập tức tráng kiện thân thể xô ra, nhẹ nhõm nện tán, cuồn cuộn khí lãng đẩy ra, bị tác động đến tu sĩ thương vong thảm trọng. Lẽ nào lại như vậy? mắt thấy vương lâm đem sát chiêu của mình tùy tiện phá vỡ thủy minh sách như bị xét đánh cắn răng từ túi chữ vật bên trong lấy ra đan dược nuốt đồng thời tay lấy ra phù lục vung ra hóa thành thủy thuộc tính ngưng tụ thành lợi kiếm kích xạ uy lực viễn siêu thủy long cẩn thận đây là thuộc về phi thiên cảnh cường giả công kích phong lăng trần nhắc nhở gia hỏa này vận dụng át chủ bài chống đỡ được vương lâm tay lấy ra lệnh bài màu xanh lục kích hoạt hình thành bình chướng đây là hắn từ bạch ngữ đan túi chữ vật bên trong thu hoạch được mặc dù là duy nhất một lần pháp khí nhưng còn có ba khối oanh lợi kiếm cùng bình chứng va chạm nước mộc xong nguyên tố gào thét mà ra mấy giây sau lông tóc không tổn hao gì vương lâm tới gần một cái kết thúc đem thủy minh sách quét bay tại trên mặt đất ném ra hố to lập tức một lần nữa hóa thành nhân hình rơi xuống một cước nặng nề mà dẫm đạp tại lồng ngực của hắn lạnh lùng nói đông hoang đệ nhất thiên tài không gì hơn cái này hắn còn tưởng rằng đối phương mạnh cỡ nào, còn ôm lấy nhất quyết thắng bại tâm thái, kết quả thất vọng. Ngươi dám đụng đến ta. Cảm nhận được tử vong uy hiếp, Thủy Minh sách khuôn mặt dữ tợn, quát, cha ta là Thủy Nam. Bành, đạo đức gạch vỗ xuống, Vương Lâm trực tiếp đánh cho đầu hắn phá máu chảy, té xỉu ở này, cùng con chó chết. Một màn như thế, thấy Thủy Vân Tông đệ tử trợn mắt hốc mồm. Tại Đông Hoang thanh danh truyền xa Thủy Minh sách, bị Vương Lâm vài phút cầm xuống. Các vị, Vương Lâm giơ tay lên bên trong lôi viêm kiếm, ra hiệu nói, không muốn chết, ôm đầu ngồi xuống, giao ra tất cả tài vật. Tà ma yêu đạo. Có tu sĩ trợn mắt nhìn, chúng ta chính đạo nhân sĩ, thà chết chứ không chịu khuất phục. Vương Lâm lách mình xuất hiện ở trước mặt hắn, "Hèn, tốt một cái chính đạo nhân sĩ, xin hỏi ngươi làm người tốt lành gì chuyện tốt, không ngại nói một chút." "Ta." Tu sĩ kia nhất thời không nghĩ ra được, sắc mặt đỏ lên, "Ta giết rất nhiều yêu thú." vậy ta làm chuyện tốt so ngươi càng nhiều vương lâm lắc đầu thủy hỏa đồng phát động ngữ khí không thể nghi ngờ ta thay cái vấn đề nói một chút mình đã làm gì chuyện xấu làm hy hữu đồng thuật loại thủ đoạn thủy hỏa đồng thuật không chỉ có riêng là quấy nhiễu ý chí còn có thể trình độ nhất định mê hoặc nhân tâm cụ thể thì xem song phương thực lực mà định ra nhận tinh thần công kích tu sĩ ngốc trệ hai giây đờ đẫn nói lúc trước đột phá tới trúc nguyên cảnh ta tự nhận là tu luyện có thành tựu tiến về thế gian làm mấy tháng hái hoa đạo tặc. Tai họa nữ tử vô số, mỗi lần tai họa trước, còn cùng với các nàng nói, ta rất lớn, người nhẫn. suy Vương Lâm lưỡi kiếm đảo qua, đầu người rơi xuống đất. Tàn bạo như vậy hình tượng, dọa đến tu sĩ khác trong lòng run sợ, vội vàng ôm đầu trầm xuống, tích cực nộp lên trên túi chữ vật. Không có đánh. Không đủ 14 tuổi thiếu niên, tựa như một tôn sát thần. Liên thủy minh sách đều cho mấy chiêu cầm xuống, càng đừng đề cập những người khác đương đại lượng túi chữ vật tới tay, Vương Lâm tâm tình thật tốt. Trở thành nhà giàu mới nổi cảm giác, thật tốt. Ba ba ba. Cùng lúc đó, lăng tiêu tàn đồ nho nhao bay vào giữa không trung, trở thành hoàn thành lăng tiêu đồ bộ phận. Tổng cộng hơn 200 mảnh vỡ, bị Vương Lâm hao tốn sức lực từng cái tập hợp đủ, cho đến sau cùng mảnh vỡ chắp vá. Lăng tiêu đồ bộc phát ra thần thánh kim quang, óng ánh trói mắt, ngay sau đó dần dần ảm đạm, hóa thành quyển trục khép lại, rơi vào trong tay thiếu niên. Lập tức, vương lâm ánh mắt có thể vượt qua bàn đào viên bên ngoài có tiến về khu vực khác quyền hạn phóng nhãn nhìn ra xa có thể thấy được nơi xa mây mù chậm rãi tiêu tán ngay sau đó một tòa vàng son lộng lẫy cung điện hiện ra cung điện vô cùng hùng vĩ giống như bay lên không lơ lửng khiến người không tự chủ được sinh lòng quỳ bái chí ý thở sâu vương lâm thu hồi ánh mắt thấp giọng thì thào nếu như nơi đó thật là lăng tiêu bảo điện bên trong sẽ có cái gì đâu bạn chuẩn bị xem xuyên qua có hệ thống đính hôn chuyển thế nữ đế tập 71, đe xuống đáy lòng chờ mong cùng khẩn trương, Vương Lâm cũng không lập tức tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện, mà là tiếp tục tại bàn đào viên hoạt động. Tuy nói bàn đào tiên quả hiệu quả cụ thể như thế nào, hắn khó mà phán đoán, nhưng lần đầu nghe thấy hương khí đã là tâm thần thanh thản, phục dụng khẳng định đối thân thể lớn có ích lợi. Đã như vậy, kia 9.000 năm một nở hoa, 9.000 năm một kết quả bàn đào, hắn nhất định phải nếm thử. Không nên khinh cử vọng động, tại cái này hảo hảo đợi vương lâm ngữ khí hờ hững cảnh cáo nói nếu không tự gánh lấy hậu quả những này đến từ bốn đại tông môn tu sĩ đối với hắn uy hiếp không lớn có thể vì hắn đổi lấy to lớn lợi ích cho nên lưu tính mệnh nhưng nếu như có người không biết tốt xấu hắn không ngại đưa quy thiên nghe vậy những tu sĩ kia câm như hến nếu có thể chiến thắng bọn hắn làm gì ủy khúc cầu toàn vấn đề ở chỗ vương lâm thực lực quá cường hoành thủy minh sách đều bị tam quyền lưỡng cước thu thập lại thêm vừa mới thảm tao độc thủ người tham chiến còn ngã vào trong vũng máu, đã chứng minh Vương Lâm tâm ngoan thủ lạt. Đi vào cuối cùng một gốc bàn đào cây ăn quả 10 mét bên ngoài, để phòng vạn nhất, Vương Lâm hết sức chăm chú, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, phục dụng rất nhiều tụ khí ngưng thần đan dược, lập tức thái nhất vong ngã cảnh mở ra, cất bước đặt chân thí luyện phạm vi. Bá. Bước vào một khắc này, Vương Lâm trước mắt hình tượng đại biến, phảng phất quay về bàn đào viên chưa hoang phế thời kỳ, xung quanh rừng cây ăn quả lập vô số dị quả phiêu hương vạn dặm màu sắc kiểu diễm ướt át khiến người thèm ăn nhỏ dãi không sinh lòng tham không nhìn huyễn tượng hắn hướng phía trước tiếp tục cất bước bá một giây sau cảnh tượng đột biến hắn nhìn thấy vô số tu sĩ tranh đoạt bàn đào bọn hắn hai mắt xích hồng dây đặc tơ máu hung thần ác sát đi hướng vương lâm bàn đào quả là chúng ta rầm 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 đại lượng công kích rơi vào vương lâm người bên trên thanh thế to lớn cùng phong gào thét mà cái sau trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, thong dong chấn định, nói khẽ, hết thảy huyễn tượng, đơn giản làm cho người giận, tham, si, ta lấy không quên nhập thái nhất vong ngã cảnh, tự biết huyễn tượng trung quy là huyễn tượng, tại ta như mây bay, tản đi đi. Huyễn tượng lớn nhất kinh khủng, ở chỗ sẽ để cho tu sĩ thân lâm kỳ cảnh, quên mất tự thân chỗ sâu huyễn cảnh, mà hắn có thái nhất vong ngã tâm cảnh, tự nhiên không đếm xỉa đến. Bước chân hắn không ngừng, tiếp tục hướng phía trước. Đông Hoang lại ra dạng này yêu nghiệt, thủy minh sách thứ hai chỗ huyễn cảnh đều khó mà thông qua hắn lại tùy tiện vượt qua khó khăn nhất nơi thứ ba hắn như còn sống nhất định đứng ngạo nghễ bốn đại tông môn phía trên nơi xa tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối đối với bàn đào tiên quả ai không thèm nhỏ nước dãi nhưng chỗ thứ nhất huyễn cảnh đều có thể ngăn lại tuyệt đại đa số tu sĩ chỉ có lác đác không có mấy thiên tài có thể qua càng đừng đề cập độ khó càng lớn thứ hai chỗ nơi thứ ba phải biết một khi khảo nghiệm thất bại nhẹ thì nội thương nặng thì hồn phi phách tán. Vương Lâm thần sắc lạnh nhạt, đi lại không nhanh không chậm. Các loại huyễn cảnh khó mà đối với hắn có hiệu quả, cho đến khoảng cách bàn đào cây ăn quả cuối cùng một mét chỗ. Đạp. Khi hắn bước chân rơi xuống một khắc này, trong nháy mắt huyễn tượng không còn sót lại chút gì. Trước mắt thì là một trận long trọng xa hoa thịnh yến, xung quanh kim tôn ngọc rượu bày ra đầy bàn, muôn hình muôn vẻ nhân vật ăn uống linh đình. Thanh thế rộng rãi, cảnh tượng náo nhiệt. Không bao lâu, Bảy vị dáng vẻ thướt tha mềm mại tiên nữ từ giữa không trung phiêu nhiên rơi xuống, đem trong rổ bàn đào tiên quả cung kính trình lên, giống như hoàn thành ngắt lấy. Gặp này, phía trước nhất người mặc kim sắc trường bào người, đối cách đó không xa thân phận siêu nhiên tới chơi cường giả chắp tay, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ là những lời kia, Vương Lâm nạn lấy nghe rõ. Quá khứ Tuế Nguyệt từng có một trận bàn đào thịnh hội sao? Liếc nhìn qua những nhân vật kia, Vương Lâm tâm như gương sáng, ánh mắt viết qua đám người, lại không cách nào xem thấu bọn hắn tướng mạo chỉ cảm thấy cách một tầng mông lung sương mù. Đợi đến Ngọc Hoàng Đại Đế nói xong, đông đảo tiên nhân nhao nhao dừng lại động tác, ánh mắt nhất trí nhìn qua ra, ánh mắt hội tụ chỗ, rõ ràng là Vương Lâm chỗ đứng vị trí. Khó nói lên lời cảm giác nguy cơ, khiến Vương Lâm hô hấp hơi tắc nghẽn. Hắn không còn thưởng thức có chút quỷ dị huyễn tượng, hướng phía phía trước lại lần nữa bước ra, hết thảy như bọt biển nát ảnh, tan theo gió. di rào. Bàn đào cây ăn quả cành lá rung động, ngay sau đó duy nhất trái cây rơi xuống. Không giống với trước đó hai khỏa tiên thụ, 9.000 năm cấp bậc trái cây, có lại chỉ có một viên, có lẽ đào viên hoang phế, có thể lại lần nữa sinh ra, đã rất không dễ dàng. Đa tạ ban cho Trịnh trọng kỳ sự cầm qua bàn đào, Vương Lâm thu vào chữ vật đại, mà nơi xa đông đảo tu sĩ, tỏ rõ vẻ ước ao, nghĩ quả đào ăn. Hoàn thành ba trận khảo nghiệm, Vương Lâm xảy bước lao tới đạt được hoàn chỉnh lăng tiêu đầu sau, mới có tư cách tiến về thần thánh điện đường. Có phải là thật hay không chính lăng tiêu bảo điện? tìm tòi hư thực liền biết. Bên trong, sẽ có cái gì? Vương Lâm khởi hành tiến về, trong lúc đó vẫn như cũ duy trì nồng đậm lòng cảnh giác, tận lực phòng ngừa không cần thiết ngoài ý muốn phát sinh. Xuyên qua bản đào viên, đến cuối cùng, trước mặt hắn trống rỗng xuất hiện một đầu năng lượng màu vàng óng cầu, kết nối lấy hai nơi khu vực. Đặt chân năng lượng màu vàng óng cầu, Vương Lâm tăng tốc bước chân, tới gần đại điện, có thể thấy được lấy kim ngọc vì đỉnh, lưu ly vì bích, khảm nạm lấy các loại bảo thạch, phát ra hào quang sáng chói. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỗ cao chỗ treo biển hành nghề biển, thình linh viết lăng tiêu bảo điện bốn chữ. Khi hắn đi vào cửa lớn đóng chặt bên ngoài, giữa không trung trôi nổi lăng tiêu đầu hình như có linh tính, tách ra lóa mắt kim quang, khiến cho đại môn chậm rãi mở ra, xương trắng tràn đầy mà ra. T. Không có vội vã xâm nhập, Vương Lâm ngay tại đại điện bên ngoài, đợi đến sương mù tiêu tán rất nhiều, tập trung nhìn vào, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tầm mắt bên trong, trong điện mặt đất bày khắp giá trị không biết bao nhiêu ngọc thạch, bóng loáng như gương chiếu lên da bóng người nhưng mà những này xa xỉ thủ bút kém xa phía trên bày ra chi vật bảo vật phóng tầm mắt nhìn tới vuông vức cái bản nhan sắc khác nhau chỉnh chỉnh tề tề bày ra ở trong đại điện mà mỗi cái bản bên trên riêng phần mình đặt vào kỳ chân dị bảo rực rỡ muôn màu ùng ục hung hăng nuốt ngụm nước bọt vương trước khi đi nhập đại điện còn chưa lý giải mình liệu có thể lấy đi lăng tiêu đồ tại hư không bắn ra một nhóm văn tự chọn một mà đi ta dựa vào. Dù là vương lâm từ trước đến nay trầm ổn, cũng kìm lòng không đặng bạo nói tục. Bốn chữ này ý tứ lại rõ ràng bất quá. Mình có thể tại lăng tiêu bảo điển bên trong bày ra đủ loại bảo bối bên trong, lấy ra trong đó một kiện. Phải biết, nếu như nơi này lăng tiêu bảo điện, thật là trong thần thoại miêu tả kia một tòa, có thể cất giữ trong bên trong bảo bối, phẩm giai đều sẽ vượt quá tưởng tượng. Chỗ tốt như vậy, thử hỏi, ai có thể cự tuyệt? Vương Lâm trong lòng đập bịch bịch, cảm xúc có chút kích động, nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí xác nhận không có nguy hiểm mới tiến vào đại điện nếm thử tính cầm lấy một thanh sáng kích lớn màu bạc kết quả phát hiện đại kích ngoài ý muốn nhẹ như là đầu gỗ chế thành khiến người cua múa cực kỳ quái dị đinh hệ thống nhắc nhở ngài thu hoạch được trường an kích hạ phẩm linh khí vương lâm khẽ nhíu mày lập tức giãn ra thu thập lăng tiêu mưu toan sau chỉ sợ chỉ là thu hoạch được lựa chọn bảo vật cơ hội nhưng cuối cùng tuyển đi bảo vật vẫn là rác rưởi vẫn như cũ muốn nhìn mạng của mình bá lăng tiêu đồ phát ra một trận ánh sáng nhạt ta chỉ là nhìn xem không chọn nó vương lâm mau đem trường an kích trả về chỗ cũ phối hợp giải thích cũng bất kể có hay không có người nghe thấy may mắn nếu như là những người khác đoán chừng muốn ngỏm tại đây đáng tiếc đụng phải ta không có ý tứ ca môn ta có hệ thống tựa hồ lý giải hắn ý tứ lăng tiêu đồ dâng lên kim quang dần dần ảm đạm xuống về sau hắn đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh màu trắng bình bát bên trên cẩn thận bưng lên chỉ gặp xung quanh đường vân tinh xảo có chút nặng nề xúc cảm cực dài không sai không sai đây cũng là đinh hệ thống nhắc nhở ngài thu hoạch được ngọc chế bình bát thượng phẩm linh khí rác rưởi vương lâm mau đem bình bát buông xuống thượng phẩm linh khí đối bây giờ cảnh giới ở vào luyện hồn cảnh trung kỳ hắn mà nói phải không lên chỗ dụng võ gì ta cũng không tin vương lâm ý chí chiến đấu sục sôi cũng không nhủ trí. Người mang hệ thống, ta còn tuyển không ra một kiện đặc biệt như bức bảo vật. Hắn bản mệnh vũ khí, còn thiếu thốn. Lăng tiêu bảo điện bên trong, nhất định có đặc biệt phù hợp thần binh lợi khí. Bạn chuẩn bị xem xuyên qua có hệ thống, đính hôn chuyển thế nữ đế tập 72. Nhìn qua nhiều loại kỳ chân dị bảo, vương lâm tâm tư trầm ổn, không chút nào ngại mình kéo dài, lần lượt cầm lấy, lần lượt buông xuống. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngài thu hoạch được huyền sát kiếm, trung phẩm pháp khí. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngài thu hoạch được hắc linh tất chân, trung phẩm linh khí. Mỗi một kiện bảo vật, bộ dáng nhìn đều 10 phần bất phàm, nhưng phẩm giai trên lệch cực lớn, có hạ phẩm linh khí, cũng có cực phẩm pháp khí, nhưng nếu không có hệ thống hỗ trợ phân biệt, toàn bộ nhờ tự thân tuyệt đối nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Cứ việc quá trình phiền phức, nhưng can hệ trọng đại, Vương Lâm chỉ có cẩn thận đụng vào mỗi một kiện vũ khí. Những bảo vật này, trước kia hẳn là phẩm giai xa so với chính mình tưởng tượng bên trong cao hơn. Vương Lâm như có điều suy nghĩ, chỉ là tuế nguyệt trôi qua, tách ra bảo vật tuyệt đại bộ phận lực lượng, không cách nào triển lộ chân chính uy năng. Thần thoại thời đại, đã là không biết bao lâu chuyện trước kia, Đông Hoang cổ tịch cũng khó khăn có ghi chép. Nếu như những vật này đến từ xa xưa quá khứ, lúc ấy khả năng mỗi một kiện đều cường hoành vô song. Bất quá, bình thường đến giảng, uy năng trên phạm vi lớn trôi qua về sau, phẩm giai càng cao, tiềm lực càng lớn, Vương Lâm tự nhiên muốn thận trọng lựa chọn cấp bậc bản thân liền tương đối xuất sắc một giờ, hai giờ, thời gian vội vàng trôi qua. Một đoạn thời khắc, hắn đụng phải một viên tam sắc hạt châu. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngài thu hoạch được tam thủy châu, hạ phẩm linh bảo. Vương Lâm mắt sáng lên, có chút tâm động, vật này không tệ. Đem tồn tại nên vật vị trí ghi lại, Vương Lâm tiếp tục dựa vào hệ thống tìm kiếm giá trị cao hơn bảo vật, lục tục ngo ngoe đụng phải mấy kiện linh bảo. trọn vẹn 10 giờ, Vương Lâm cơ hồ đem trong đại điện tất cả có thể lấy đi bảo vật sờ soạn mấy lần. Cho đến hắn định đem cuối cùng mấy món nhanh chóng đi một lần quá trình, bên tai đột nhiên vang lên làm hắn trong lòng chấn động hệ thống tiếng chuông. Đinh! Hệ thống nhắc nhở, ngài thu hoạch được. Hạ phẩm linh bảo. Liên tuyệt đối là ngươi. Vương Lâm đại hỉ. Hạ phẩm linh bảo, hắn cũng không phải tại lăng tiêu bảo điện bên trong lần thứ nhất đụng phải, nhưng ba cái dấu hỏi. Phảng phất tại cho thấy bảo vật giá trị không cách nào đánh giá, cho nên liên xưng hô đều khó mà biết được. Ai cũng có thể không tin. Chỉ ít tin tưởng một lần hệ thống. Nghĩ đến đây, hắn cúi đầu xem xét bảo vật trong tay, kia là một viên ngân châm nhưng hai đầu cũng không bé nhọn, nhưng cực kỳ nặng nề cứng rắn, chỉ là bản thân nhìn ảm đạm vô quang, mười phần không đáng chú ý, dễ dàng bị người xem nhẹ. Ta tuyển nó. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía một mực đi theo tự thân lăng tiêu đồ, ngữ khí kiên định. Bá. Trong lúc nhất thời, lăng tiêu đồ tản mát ra kim quang óng ánh như là di hình hoán vị vương lâm tầm mắt có chút hoảng hốt liền xuất hiện tại cung điện bên ngoài mà đại môn thì chậm rãi quan bế khụ khụ mang theo ngân châm hắn đang định quay người rời đi đột nhiên nghe được một tiếng nặng nề tiếng ho khan ai vương lâm trong lòng giật mình quay đầu quan sát trùng hợp nhìn thấy tại đại điện hoàn toàn quan bế trong khay hở một bức tranh lặng yên thổi qua trong đó phát họa ra uy nghiêm tôn quý nhân vật hình tượng nhân vật con mắt sinh động như thật xuyên thấu qua bức tranh vương lâm cảm nhận được một cỗ ánh mắt đang ngó chừng mình bành rất nhanh cung điện đại môn quan bế nhìn trộm ánh mắt đồng dạng tán đi vừa mới ai đang nhìn ta vương lâm nhìn qua tĩnh mịch lăng tiêu bảo điện không hiểu sinh ra mấy phần hàn ý ôm quyền nói tiền bối vãn bối có nhiều quấy dày mong rằng rộng lòng tha thứ nói xong hắn bước nhanh rời đi bàn đào tiên quả bảo vật đều đã vào tay dừng lại thêm liền không lễ phép. Rốt cục có thể nói chuyện. Phong lăng trần linh hồn thể bay ra, sắc mặt phá lệ tái nhợt, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vừa mới ngươi tiến bước vào đại điện, ta cảm giác mình đặt mình vào hư vô hỗn độn, vô số ánh mắt nhìn ta chằm chằm, dọa đến ta kém chút cũng thải nước tiểu. Khoa trương như vậy. Vương lâm kinh dị. Ta không có nói đùa. Phong lăng trần nghiêm mặt nói. Mỗi một ánh mắt đều phảng phất tại bẫy nghĩa sâu kiến, lực uy hiếp quá lớn. Tốt à, Vương Lâm khẽ nhíu mày. Kết hợp vừa mới mình xem xét biết ánh mắt, Lăng Tiêu bảo điện bên trong chỉ sợ có người, hắn liền yên lặng nhìn xem mình chọn lựa bảo vật, không rên một tiếng. Hắn trở về. Bàn đào viên bên trong, tìm kiếm khắp nơi lối ra tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, vội vàng ôm đầu ngồi xuống, không dám làm càn. Vứt bỏ tạp niệm, Vương Lâm trở lại bàn đào viên. Oanh, bỗng nhiên, thiên địa chấn động. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Vương Lâm trước mặt không gian xé mở một góc vết nứt không gian bên ngoài rõ ràng là các môn các phái mang theo sa mạc bãi đường ra đám người tu sĩ ngo ngoe muốn động ân vương lâm trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau dọa đến bọn hắn vội vàng thu tầm mắt lại thực sự đáng hận ra ngoài vết nứt không gian quá nhỏ nếu không bọn hắn cùng một thời gian xông ra vương lâm căn bản không kịp ngăn cản vương lâm mắt thấy vết nứt không gian xuất hiện lần nữa huyền âm môn tông chủ phùng toàn tiếng như hồng trung đại lữ ngươi đã mất chỗ có thể trốn bọn hắn sợ nhất chính là lối ra cùng chỗ lối vào khác biệt nhưng bây giờ xem ra ngược lại là bọn hắn suy nghĩ nhiều chỉ cần vương lâm từ bên trong di tích ra phi thiên cảnh cường giả xuất thủ chắc hẳn thời gian qua một lát liền có thể đem cầm xuống hư vương lâm hừ lạnh một tiếng đưa tay hướng phía thủy minh sách nắm vào trong hư không một cái cái sau bay ngược quá khứ bị bắt lấy cái cổ ngươi dám thủy vân tông tông chủ thủy nam hiên thủy minh sách phụ thân mắt thấy nhi tử rơi vào vương lâm chi thủ giận tím mặt ngươi dám đụng đến ta nhi tử, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Ta rất sợ hãi à. Vương Lâm ra vẻ nơm nớp lo sợ bộ dáng, ngay sau đó liên tục mấy bàn tay quả tới. Ba ba ba. Từng tiếng giòn vang, nghe được bên trong di tích bên ngoài đông đảo tu sĩ tê cả ra đầu. Đông hoang đệ nhất thiên tài, đem vô tình tay tát. Thủy Minh Sách thế nhưng là Thủy Vân Tông thiếu tông chủ. Bộ mặt xương đỏ đau đớn, khiến Thủy Minh Sách yếu ớt tỉnh lại. Đám người giật mình, nguyên lai còn không có bành đạo đức gạch vỗ xuống thủy minh sách hai mắt trắng dã lần nữa tiến vào thơm ngọt giấc ngủ ngươi ngươi thủy nam hiên trợn mắt nhìn trên mặt cùng lau xì dầu giống như nếu không phải lập tức vết nứt không gian cực kỳ không ổn định cơ bản hứa ra không cho phép vào hận không thể tiến lên lăng trì vương lâm con của mình như thế nào đi nữa cũng là luyện hồn cảnh hậu kỳ quá khứ danh phù kỳ thực đông hoang đệ nhất thiên tài làm sao tại vương lâm trong tay sẽ như thế không chịu nổi nói đi bao nhiêu tiền mua con trai người mệnh. Cách vết nứt không gian, vương lâm thẳng thắn. Tiểu xúc sinh. Thủy Nam Hiên giận quá thành cười, uy áp bao trùm toàn trường, khiến vô số tu sĩ khí quyển không dám thở. Ngươi dám uy hiếp ta. Ba ba ba. Vương Lâm lại lần nữa liên tục quạt thủy minh sách mấy bàn tay, cao giọng nói. Hổ giữ không ăn thịt con, không nghĩ tới ngươi liền nhi tử đều không cứu, thật là lòng dạ độc ác à. Ta. Thủy Nam Hiên nghẹn lời. Trước mắt bao người, vô luận là ra ngoài thân tình vẫn là danh dự hắn đều nhất định muốn tại đối phương điều kiện không quá phận cơ sở bên trên phóng thích con tin cứu trở về nhi tử vương lâm tiểu nhi tôn nữ bảo bối của ta đâu bạch dũ nén giận mở miệng người này so trong tưởng tượng còn khó quấn hơn tiến vào di tích các phái tu sĩ nhiều như rừng cộng lại hơn 200 người thế mà không phải vương lâm một hiệp chi địch mở cái gì công khai trò đùa có thứ tự giải cứu con tin xếp hàng chờ đợi Vương Lâm giải thích nói, xin phối hợp công việc của ta, tạ ơn. Bạch Dũ, bạn chuẩn bị xem xuyên qua có hệ thống, đính hôn chuyển thế nữ đế tập 73, vết nứt không gian bên ngoài, chàng diện lâm vào khó tả cháy bỏng. Con tin, nắm giữ lăng tiêu tàn đồ tất cả tu sĩ, vậy mà toàn bộ biến thành Vương Lâm con tin. Đây là ai đều không ngờ tới kết cục. Ngắn ngủi 5 năm không đến thời gian, thực lực của hắn so với lúc trước cường hoành nhiều lắm. Tuyệt tiên cốc cốc chủ Lý Hữu Thanh mặt xanh sắc âm tình bất định. Nàng đột nhiên nghĩ đến tông môn trưởng lão, Lý Nguyệt. Lúc trước, Lý Nguyệt như đáp ứng nữ oa thỉnh cầu, phá lệ đem nam oa thu nhập tông môn, nàng như thế nào lại cùng như thế kinh thế cơ duyên bỏ lỡ cơ hội. Vương Lâm, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Thủy Nam hiên sát cơ lộ ra. Một trăm vạn hạ phẩm linh thạch. Vương Lâm cân nhắc một phen lợi và hại sau, báo ra chục người giá. Một phần cũng không thể ít tuy nói thủy minh sách là thủy nam hiên nhi tử nhưng quá phận yêu cầu rất có thể sẽ làm cho đối phương lựa chọn vạch mặt cần biết tu tiên giả thọ nguyên lâu đời khai chi tán diệp bất quá một bữa ăn sáng làm được một tông chi chủ tình trạng nhất định càng thêm coi trọng tự thân an nguy có lẽ thật sẽ không cảm thấy chết con trai thế nào tiểu tử ngươi đủ hung ác thủy nam hiên có loại bị bất đắc dĩ bất đắc dĩ cảm giác trước mặt mọi người hắn căn bản không có cò kè mặc cả chỗ trống nếu như đối phương công phu sư tử ngoạm, mình còn có thể thừa cơ từ bỏ cứu, dù sao mình không tới dần dần già đi tình trạng. Bên người dòng dõi cũng không phải thủy minh sách một người, nhưng một trăm vạn hạ phẩm linh thạch đều không đáp ứng, chỉ sợ phải gặp người trong thiên hạ chế nhạo. Nhưng là, thủy nam hiên hơi híp mắt lại, lời nói xoay chuyển, hỏi ngược lại, ngươi không ra, ta làm sao cho ngươi? Ký kết tiên chi khế ước, đợi ta ra ngoài, ta thả ngươi nhi tử, ngươi cho ta linh thạch, đồng thời trong vòng 3 ngày ước thúc trên tông môn hạ, bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức truy sát ta. Vương Lâm gọn gàng dứt khoát. Tốt. Thủy Nam Hiên đáp ứng rất thẳng thắn, tại chỗ xuất ra một phần tiên tri khế ước, bắt đầu khởi thảo văn kiện. Kế tiếp. thấy thế, Vương Lâm ra đến âm thanh ngăn cản, đem Thủy Minh sách ném ở một bên, đem bạch ngữ đàn vô tới. Nói đi, nhiều ít linh thạch. Bạch Dũ lạnh giọng hỏi. 80 vạn linh thạch thuận tiện chuẩn bị một chương lực ước thúc tối cao tiên tri khế ước cho Thủy Tông Chủ. Vương Lâm thản nhiên nói, Thủy Tông Chủ hèn hạ gian trá, việc áp bất tận, vô cùng có khả năng tại tiên tri khế ước bên trong từ đó cản trở, ta không tin được. Vô luận tiên tri khế ước có thể hay không triệt để hạn chế lại phi thiên cảnh cường giả, nên đi quá trình vẫn là không thể tỉnh lược. chí ít, hắn không tin không hề có tác dụng. Thủy Nam Hiên nghe được khóe mắt run rẩy, Hèn hạ xảo trá. Việc áp bất tận hai cái này từ đặt ở ngươi cái danh con trên thân chỉ sợ vừa đúng tốt ta đáp ứng ngươi bạch dũ không thể không phục mềm vương lâm lại nắm qua một vị rất có bối cảnh tuyệt tiên cốc tu sĩ bạch tông chủ tiên tri khế ước thì từ tuyệt tiên cốc khuyên tình tài trợ trong lúc nhất thời tất cả tu sĩ hai mặt nhìn nhau đều nghe rõ mẹ hắn vương lâm đây là tất cả mọi người không tin được muốn để mọi người lẫn nhau cung cấp tiên tri khế ước từ đó ngăn chặn bị lừa về phần cái gọi là liên hợp lại ứng đối Vương Lâm, nhìn như có những áp dụng tính, thao tác cụ thể độ khó cực lớn. Nhân tính tự tư. Ngươi giúp người khác, một vị khác cung cấp cho mình tiên tri khế ước người, cũng không nhất định giúp ngươi, thậm chí cách làm của ngươi, có lẽ vẻn vẹn đổi lấy được lợi phương một câu cảm tạ. Đã như vậy, không bằng dựa theo Vương Lâm thuyết pháp tới làm, mình còn lộ ra hoàn toàn bất đắc dĩ, nghĩ đến người khác cũng thua lỗ rất nhiều linh thạch, trong lòng mình liền sẽ dễ chịu một chút. Về sau Vương Lâm còn để một bộ phận người ký tên tiên tri khế ước, tới kiểm tra cái khác tiên tri khế ước phải chăng hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi cách làm như vậy, tiên tri khế ước không đủ dùng. Thủy Nam Hiên thần sắc hậm hực. Trên thực tế, hắn chuẩn bị cho mình kia một chương, xác thực có huyền cơ khác, không nghĩ tới bị Vương Lâm tùy tiện nhìn thấu cũng giải quyết. Bao lớn chút chuyện. Vương Lâm ngữ khí lạnh nhạt, các môn các phái đều điều động mấy vị tu sĩ ký tên tiên tri khế ước, sau đó mau chóng đi phụ cận phường thị mua hàng thật giá thật tiên tri khế ước trở về cái này không phải tốt đám người ngươi cái này làm việc là thật một giọt nước cũng không chịu để lọt hao phí gần một giờ vương lâm hoàn thành thu hoạch danh con hiện tại ngươi có thể yên tâm để mọi người đi ra rồi hả huyền âm môn phùng toàn âm thanh to như lôi ngữ khí tức giận còn phải chờ một chút đứng cách vết nứt không gian mấy mét bên ngoài vị trí vương lâm móc ra đạo đức gạch dễ dàng đem con tin toàn bộ đánh ngất xỉu sau đó khoanh chân ngồi xuống hắn đến cùng ý muốn như thế nào sa mạc trên gành bãi cơ hồ thảm tao ký tiên tri khế ước tu sĩ hai mắt đều muốn phun ra lửa ánh mắt tụ vào tại không gian thu hẹp khe hở chỗ trực câu câu nhìn chằm chằm vương lâm đã thấy cái sau từ túi chữ vật bên trong lấy ra khiến người chạy theo như vịt bàn đào tiên quả xin đừng nên dùng như vậy vặn vẹo biểu lộ nhìn ta ta chỉ là dùng người chất đổi lấy mấy trăm vạn linh thạch tiện thể lấy cướp đi bọn hắn túi chữ vật đồng thời vớt đi lăng tiêu bên trong di tích bàn đào tiên quả chỉ thế thôi. Vương Lâm thản nhiên nói. Bốn đại tông môn tông chủ sắc mặt tối sầm chỉ thế thôi tốt một cái chỉ thế thôi. Vương Lâm không chút nào luống cuống ánh mắt rơi vào trong tay mùi thơm nước mũi bàn đào tiên quả bên trên rốt cuộc kìm nén không được cắn một cái hạ từ nay về sau ta sẽ không chỉ là hạ phẩm hỏa linh thể tư chất không tệ ăn ngon. Vương Lâm nhãn tỉnh sáng lên ngạc nhiên bình luận thịt quả dày đặc hương vị thơm ngon mỗi một lần nhấm nháp đều cảm giác tại hôn vị giác thật thuộc về là trên đầu lưỡi tác phẩm nghệ thuật để cho người ta dư vị vô tận nói hắn cách vết nứt không gian đem mình cắn xuống một ngụm địa phương chuyên môn biểu hiện ra cho bên ngoài tu sĩ nhìn các ngươi nhìn nước rất đủ rất ngọt ăn vào đi thời điểm mồm miệng lưu hương đám người vương lâm tiểu nhi con mẹ nó ngươi khinh người quá đáng có tu sĩ nhịn không được giận mắng răng đều suýt nữa cắn nát bàn đào tiên quả ẩn chứa to lớn dược lực tại các loại thiên tài địa bảo bên trong cũng là đỉnh tiêm có thể xưng vô giới chi bảo không biết nhiều ít người mong mà không được kết quả thế mà đối phương ở trước mặt mọi người ăn còn không thể ngăn cản tức chết người đủ hung ác thủy nam hiên kiệt lực áp chế đáy lòng không chỗ phát tiết sát ý hắn biết vương lâm vì sao muốn trước mặt mọi người phục dụng bàn đào một là rời đi di tích trước đó tiêu hóa lấy được chỗ tốt đem hóa thành chiến lực hai là tiên quả chỗ tốt quá lớn có lẽ sẽ để các đại tông môn cường giả đỉnh cao điên cuồng, liều lĩnh, không bằng ngay trước mặt mọi người ăn hết. Vương Lâm không tiếp tục nói, nhanh chóng ăn hết một viên bàn đào, ngược lại yên lặng nhắm hai mắt, chuyên tâm tiêu hóa thể nội tràn đầy linh khí. Bàn đào quả dược lực cũng không cuồng bạo, nhưng độ tinh khiết cực cao, phá lệ hùng hồn tinh thuần. Lấy hắn bây giờ tu vi phục dụng, tuyệt không thể buông xuôi bỏ mặc, cần tiến hành dẫn đạo, cam đoan hoàn toàn hấp thu. Rất nhanh, dược lực triệt để phóng thích, Vương Lâm sắc mặt đỏ bừng, thể nội khí huyết như rồng, toàn thân xương cốt phát ra giòn vang. Quá trình chẳng những không có cảm giác đau đớn, ngược lại cực kỳ sảng khoái, phảng phất đặt mình vào suối nước nóng, thoải mái lâm ly. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngài tư chất có chỗ tăng lên, tu luyện hiệu suất phát sinh biến hóa, cường độ linh khí phát sinh biến hóa. Tiếp tục tiếp tục. Không biết tất cả bàn đào tiên quả vào trong bụng, tư chất của ta sẽ đạt tới loại trình độ nào đâu. Vương Lâm tinh thần sáng láng, thần thanh khí sảng, lại lấy ra viên thứ hai phục dụng. Mọi người trong nhà cảm thấy ta khẩu vị không tệ, động động các người phát tài ngón tay, cho ta giơ ngón tay cái lên cổ vũ một cái đi. Oanh! Lại một đoàn dược lực tại phần bụng bộc phát, di chuyển toàn thân, khiến cho bên ngoài cơ thể bài xích đen nhánh khó người tạp chất. Những vật kia đều là ngăn chặn gân mạch chi vật, đủ để thấy bàn đào tiên quả có tẩy tinh phạt tủy hiệu quả. Như thế hình tượng khiến di tích bên ngoài tu sĩ muốn rách cả mí mắt, nuốt nước bọt thanh âm liên tiếp. Đinh! hệ thống nhắc nhở bởi vì ngài tư chất có chỗ tăng lên tu luyện hiệu suất phát sinh biến hóa cường độ linh khí phát sinh biến hóa lặp đi lặp lại nuốt luyện hóa vương lâm chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng không chỉ có tư chất biên độ lớn tăng lên mà lại trong đan điền linh khí tinh thuần trình độ đột nhiên tăng mạnh ăn xong ba viên ba ngàn năm bàn đào vương lâm lấy ra sáu ngàn năm bàn đào ăn như hổ đói không có chút nào dám còn lại hột đều muốn vào bụng còn có đám người thấy miệng đắng lưỡi khô hận không thể thay vào đó hậu thiên cải biến tư chất đối với tu sĩ dụ hoặc cỡ nào to lớn tiểu hỏa tử vốn là lấy không đủ 14 tuổi tác đánh nổ đông hoang đệ nhất thiên tài bây giờ lại ăn nhiều như vậy bàn đào tiên quả về sau chẳng phải là càng thêm nghịch thiên phong lăng trần không biết nên khóc nên cười cho tới bây giờ mình đối thiếu niên trợ giúp không nhiều không phải hắn không muốn giúp bận bịu làm sao thiếu niên quá phận ưu tú hắn rất khó cung cấp trợ lực chết đi ngay tại hai phe lâm vào rằng co lúc vương lâm phía sau một vị giả vờ ngất luyện hồn cảnh tu sĩ bỗng nhiên đứng dậy lấy ra cất giữ trong trong đan điền bản mệnh vũ khí trường đao nặng nề mà bổ về phía vương lâm phong lăng trần cả kinh nói tiểu hữu coi chừng bạn chuẩn bị xem xuyên qua có hệ thống đính hôn chuyển thế nữ đế tập 74. trong lúc nhất thời tất cả tu sĩ toàn bộ chú ý tới đột nhiên đột nhiên gây khó khăn thanh niên mặc áo lam không khỏi rất là kinh hỉ nếu như vương lâm dẫn đầu tử vong bọn hắn trước đó định ra tiên tri khế ước tự nhiên hết thảy hết hiệu lực cho dù ai đều không ngờ đến, chuyện cho tới bây giờ vẫn có chuyển cơ. Giết cho ta Vương Lâm. Hắn đang đứng ở luyện hóa bàn đào tiên quả thời điểm then chốt, chính là không có chút nào phòng bị thời điểm, hiện tại động thủ, vạn vô nhất thất. Người này ta có ấn tượng, Thủy Vân Tông thiên bảng thứ hai, Phạm Trúc. Chết. Phạm Trúc dẫn theo đại đao, đối đưa lưng về phía mình ngồi xếp bằng Vương Lâm toàn lực chém giết mà xuống. Thân là thiên bảng thứ hai, hắn nén giận đến nay, vì chính là tùy thời mà động. Dù sao, chính diện ninh chiến vương lâm, liên thủy minh sách đều không thể làm được, càng đừng đề cập hắn. Mà dưới mắt cơ hội, ngàn năm một thở. Ở vào tu luyện giai đoạn vương lâm, tự cho là đánh ngất xỉu tất cả con tin, tinh thần thư giãn, bị đột nhiên xuất hiện ngoại lực đánh gãy tu luyện, không chết cũng tàn phế. Nhìn chằm chặp vương lâm phía sau lưng, hắn căn bản không dám thác thất lương cơ, lực lượng toàn thân hội tụ lưỡi đao, tranh thủ nhất kích tất sát. Xoẹt. Lưỡi đao chỗ hướng, thẳng tiến không lùi tấm lụa phong mang hung hăng quán hạ, không người tới kịp ngăn cản. Keng, mọi người ở đây coi là Phạm Trúc đạt được thời điểm, ngột ngạt tiếng va chạm vang vọng, nhàn nhạt hỏa nguyên tố vòng bảo hộ xuất hiện tại Vương Lâm xung quanh, chống cự hết thảy địch tới đánh. Phạm Trúc biểu lộ kịch biến, như là nện ở tường đồng vách sắt phía trên, hồ khẩu run lên, bản danh vũ khí suýt nữa rời khỏi tay. Làm sao có thể? Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ trợn mắt hốc mồm. Phạm Trúc thân là luyện hồn cảnh trung kỳ, Tình thế bắt buộc công kích vậy mà, chưa thể phá phòng. Nguyên lai hắn sớm có phòng bị. Lý Hữu Thanh hừ lạnh nói, khó trách không có sợ hãi. Kinh ngạc nhìn lông tóc không tổn hao gì Vương Lâm ở vào hộ cháo nội bộ, Phạm Trúc tại ngắn ngủi mộng bức về sau, con mắt bạo trừng, văn vện tia máu, lại lần nữa vung vẩy đại đao đánh giết đi lên. Không có khả năng, ta không tin. Phong Lăng Trần vội vàng chủ động kích hoạt cổ long giới, một đầu phong thuộc tính ngưng tụ hình rồng năng lượng thể xông ra, ngăn cản Phạm Trúc công kích hắn cúi đầu nhìn về phía còn đang luyện hóa dược lực vương lâm chỉ gặp hắn thể nội mơ hồ đen nhánh lân phiến như ẩn như hiện phía trên đang dệt ra càng thêm rõ ràng đỏ lam đường vân khoảng cách hóa giao chỉ kém cách xa một bước phong lăng trần trong lòng hơi rung có lẽ vương lâm chưa chắc không ngờ đến sau lưng bị hắn đánh ngất xỉu tu sĩ có sớm thức tỉnh khả năng nhưng hắn căn bản không cần để ý nói cho cùng bên trong di tích bộ tu sĩ không có khả năng trong thời gian ngắn đánh vỡ tầng này vòng bảo hộ bởi vì vòng bảo hộ nơi phát ra chính là hạ phẩm linh bảo, lăng trần thạch. Như thế nói đến, ta cũng là có chút tác dụng. Phong lăng trần bùi ngùi mãi thôi. Tiêu hóa hết bàn đào tiên quả dược lực, vương lâm nâng lên hai con ngươi, đối phong lăng trần gật đầu thăm hỏi. Đa tạ tiền bối xuất thủ. Lần này đến đây thăm dò lăng tiêu di tích, hắn thu hoạch rất lớn. Bàn đào tiên quả kỳ diệu vô tận, để hắn cùng giai chiến lực càng thêm cường hoành, đã chạm tới hóa giao ràng buộc, nếu có thể xuyên phá tầng mô kia, thực lực tất nhiên bạo tăng. Ta có cứu hay không, không ảnh hưởng được đại cục. Phong Lăng Trần nhìn xem bị Phong Long dây dưa phạm trúc, lắc đầu bật cười. Lấy ra lôi viêm kiếm, Vương Lâm xông ra, như là đại nhân đối phó tiểu hài, tay trái một phát bắt được đối phương đại đao. Thả, bỏ qua ta. Phạm Trúc nâm nớp lo sợ, vạn phần hoảng sợ, cầu xin tha thứ. Vừa mới bên ngoài ký kết tiên tri khế ước bên trong có danh ngạch của ta. Vương Lâm ngoảnh mặt làm ngơ. Thêm một cái thiếu một cái, vấn đề không lớn. Đối phương thì ra tưởng rằng đánh lén, mình nếu không tiễn hắn quy thiên, suy nghĩ coi như không thông suốt. Xoẹt. Hàn quang bôi qua, đầu người rơi xuống đất. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài thành công đánh giết Phạm Trúc, luyện hồn cảnh trung kỳ, tu luyện điểm 400 vạn. Linh thạch đâu? Giải quyết đáng chết người, Vương Lâm ngữ khí hờ hững hỏi ngoại giới đám người. Ở đây. Đông đảo tu sĩ bất đắc dĩ cung cấp vật tư. Được rồi, Phong Lăng Trần trầm giọng nhắc nhở, "Tiểu Hữu, chỉ dựa vào tiên tri khế ước ngăn không được phi thiên cảnh cường giả. Khi còn sống, hắn cũng là phi thiên cảnh, biết trừ phi tiên tri khế ước phẩm giai cực cao, nếu không vi phạm về sau, nhiều lắm là để phi thiên cảnh cường giả nội thương, đại giới không đến mức không thể thừa nhận. Có lẽ chính là bởi vậy, những cái kia cường giả đỉnh cao mới có thể nguyện ý ký tên. Không phải một chút vãn bối sinh mệnh trong mắt bọn hắn nên xa xa không kỳ vương lâm có khả năng mang đến lợi ích trọng yếu dùng linh khí cách không khống chế con tin, đem bọn hắn từng cái vung ra vết nứt không gian, sau đó vương lâm tại trước mắt bao người. Xong ra vết nứt không gian, một hơi đem tất cả túi chữ vật thu sạch nhập trong túi, đồng thời trong miệng nhét vào bó lớn đan dược. Lăng tiêu tàn đồ một nhóm, như vậy kết thúc. Ta biết, vương lâm vội vã phi thân rời đi, một khắc không dám lưu lại, nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Hắn làm sao không rõ tình cảnh, nhưng di tích chỉ có một cái cửa ra, đây là phải qua đường thông qua uy hiếp bọn hắn dòng dõi để cho mình hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, nhất định không khả năng. Thậm chí còn có thể để bên ngoài tu sĩ từ bỏ nghĩ cách cứu viện hành động, bạch bạch vứt bỏ đại lượng tài nguyên. Ba ba ba. Tính cả bốn đại tông môn tông chủ, dòng dã tám vị phi thiên cảnh cường giả chen trúc mà đến, đằng đằng sát khí. Hưu, Vương Lâm lập tức xuất ra tất cả át chủ bài, phát động trước đó không lâu nắm giữ lưu tinh lửa, ngự kiếm bay vút lên trời. Nhanh như một tuyến màu đỏ hồ quang, đủ để khiến người luyện hồn cảnh đỉnh phong khó mà nhìn theo bóng lưng. Danh con chạy còn rất nhanh. Bạch Dũ nhe răng cười, sắc mặt tại lọt vào phản phệ sau, hơi có vẻ tái nhợt, lại không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng ngươi là, phí công thôi. Ngươi dám ra đây, chính là muốn chết. Để cho thủ hạ chiếu khán Thủy Minh Sách, Thủy Nam Hiên tham dự vây quét, trong mắt lấp lóe lãnh quang, dù là tiên tri khế ước mang đến tác dụng phụ đối tự thân tạo thành thương không nhẹ. Vương Lâm ở vào thiên huyền hộ mệnh thạch bình chướng bên trong, thái nhất vòng ngã cảnh, yêu hóa vân vân thủ đoạn, không giữ lại chút nào, xuất ra tất cả ác chủ bài phi tốc rút lui. Cùng loại cực nguyên đan loại kia cưỡng ép tăng thực lực lên đan dược, đồng dạng đã ăn vào. Bành bành bành, các loại pháp thuật đánh vào thiên huyền hộ mệnh thạch ngưng tụ vòng bảo hộ, chấn động đến vương lâm ngũ tạng lục phủ khá khó thụ, chỉ có cắn răng để khí. Từ túi chữ vật bên trong lấy ra từ bạch ngữ đan trong tay đạt được một thánh thủ hộ lệnh bài kích hoạt, đem lưu tinh lửa thôi động đến cực hạn nhanh như điện chớp tại hoang dã lao vùn vụt mà qua. Càng nhanh, Vương Lâm trong lòng lo lắng, ngự kiếm cuồng bay, đồng thời về sau thả ném ra đại lượng linh khí pháp khí tự bạo. Rầm rầm rầm, năng lượng nguyên tố bạo tạc. Một giây sau, phi thiên cảnh cường giả xông phá phạm vi nổ, lại lần nữa đánh tới. Gia hỏa này đến cùng cảnh giới gì? Phi thiên cảnh sơ kỳ huyền âm tông trưởng lão sắc mặt tái xanh, chậm chạp không cách nào đuổi kịp Vương Lâm, không khỏi sinh lòng bực bội trí ý chạy thế nào đến nhanh như vậy cho dù bọn hắn nhận tiên tri khế ước ảnh hưởng nhưng có đại cảnh giới trên lệch thế mà không cách nào tùy tiện đuổi kịp đây quả thực không thể tưởng tượng nổi thực lực tăng vọt bí thuật tốc độ tăng vọt bí thuật thân hóa yêu thú bí thuật lý hiệu thanh mắt xanh bên trong dũng động tham lam thật đúng là đầy đủ mọi thứ à lời này vừa nói ra trong lòng mọi người lửa nóng siêu hồn nhất định phải lục soát vương lâm hồn phong lăng trần gấp giọng hỏi vẫn là không vung được bọn hắn còn có hay không cái gì át chủ bài. Hậu phương cường giả, không chỉ có riêng chỉ có phi thiên cảnh sơ kỳ, chỉ là bởi vì tiên tri khế ước phản phệ. Thời gian ngắn lâm vào suy yếu, lại thêm vương lâm toàn lực ứng phó thoát đi, cho nên không cách nào đuổi kịp. Có. Vương lâm ánh mắt thanh minh, ta còn có. Bạn chuẩn bị xem xuyên qua có hệ thống, đính hôn chuyển thế nữ đế tập 75. Có. Vương lâm ánh mắt thanh minh, ta còn có hai tấm át chủ bài. Nói, hắn từ túi chữ vật bên trong lấy ra bảo vật, tay trái chín ngàn năm bàn đào tiên quả, tay phải lăng tiêu bảo điển bên trong lấy ra thần binh lợi khí. Hai món bảo vật này, liên chuyến này thu hoạch lớn nhất. Đều ăn mấy viên, hắn còn có bàn đào tiên quả. Đằng sau ra sức truy sát mấy vị phi thiên cảnh cường giả khó mà ngăn chặn nội tâm tham lam, nhau nhau lấy ra đan dược nuốt, cưỡng ép tăng lên lập tức lực lượng. Trong điện quang hỏa thạch, Vương Lâm làm ra lựa chọn, tạm thời thu hồi thần bí ngân châm, ngược lại miệng lớn hưởng dụng bàn đào, thuần thục giải quyết. Im miệng cho ta. Liên tục phục dụng tiên quả, quả thực chính là phung phí của trời. Ngươi có tài đức gì, độc chiếm dòng dã sáu khỏa. Thấy cảnh này, những tu sĩ kia tức hồn hển, hận không thể sống sơ sờ mà lột ra vương lâm. Lăng tiêu di tích một nhóm, các đại tông môn điều động đệ tử thiên tài tham dự, cuối cùng kết cục thế mà hai tay trống trơn. Thậm chí càng nỗ lực mấy trăm vạn linh thạch, cho dù ai kinh lịch như vậy, đều khó mà tâm bình khí hòa. Ùng ục, đem thịt quả tính cả hột cùng nhau nuốt vương lâm chỉ cảm thấy hùng hồn tinh thuần linh khí từ phần bụng như trường giang đại hà phát tiết tràn vào toàn thân khiến cấp tốc tiêu hao linh khí một hơi che kín hưu tốc độ tiêu thăng nhanh như hỏa diễm lưu tinh thiếu niên vượt qua sa mạc bãi trong lúc mơ hồ lại lần nữa kéo ra chênh lệch một bên luyện hóa bàn đào tiên quả một bên cấp tốc lao vùn vụt vương lâm sắc mặt có chút đỏ lên cái này chín ngàn năm bàn đào dược lực cực độ hung mãnh phong lăng trần nhìn ra mảnh khóe cưỡng ép tiêu xài một bộ phận, đối với trước mắt ngươi ngược lại là chuyện tốt. Hoàn toàn hấp thu bàn đào dược lực, cố nhiên là chuyện tốt, nhưng vấn đề ở chỗ người muốn sống tại lập tức mà không có khả năng suy tính được quá lâu dài. Không ít tu sĩ kiểu gì cũng sẽ nghĩ đến giữ lại linh đan rượu dược đợi đến lúc thời cơ chín mùi lại dùng, kết quả tại quá trình bên trong chưa thể kháng trụ áp lực. Thân tử đạo tiêu, cuối cùng đem cả đời tích xúc vô cớ làm lợi người khác, mà hắn lựa chọn sớm hấp thu, có lẽ tương lai hoàn toàn khác biệt. Cho nên, lợi và hại cần cân nhắc. Một tia chỗ tốt đều không nỡ bỏ qua, thường thường lại dễ dàng không chiếm được tốt. Ta vốn là dự định như thế. Vương Lâm không có chút nào làm thuốc lực lãng phí mà cảm thấy đau lòng. Hấp thu hai viên 6.000 năm bàn đào, trên thực tế hắn đã đạt tới tự thân cực hạn, 9.000 năm bàn đào, nghiêm ngặt tới nói, chí ít cần phi thiên cảnh, thậm chí sơ kỳ cũng còn không đủ cấp bậc. Vấn đề ở chỗ, lưu lại chờ về sau, giải không được lập tức khẩn cấp. Đinh, Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngài tư chất biên độ lớn tăng lên, tu luyện hiệu suất phát sinh biến hóa, cường độ linh khí phát sinh biến hóa. Quen thuộc hệ thống tiếng chuông bên tai bờ vang lên, Vương Lâm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tu tiên giả, vì sao coi trọng tư chất? Bởi vì tư chất không chỉ ảnh hưởng tu luyện hiệu suất nhanh chậm, thậm chí cùng cảnh giới chiến lực, linh khí dự trữ, tư chất cao luôn có thể áp chế tư chất thấp. Hắn tu luyện có thể là tiên nhân di vật thái nhất quyết, cùng giai chiến lực cực mạnh, lại thêm tư chất tăng trưởng Tự nhiên nước lên thì thuyền lên, cố gắng tiến lên một bước. Nhanh như sét đánh. Vương Lâm tại phía trước tốc độ tiếp tục bảo trì tại cực hạn, mà phía sau kẻ đuổi giết, cho dù có đại lượng đan dược bổ sung, tốc độ vẫn như cũ dần dần chậm lại. 10 phút, 20 phút. Nương theo lấy thời gian cấp tốc trôi qua, bàn đào mang đến tràn đầy linh khí phát huy ra to lớn thời gian, đồng thời Vương Lâm có thiên huyền hộ mệnh thạch chống cự, cho dù ngẫu nhiên lọt vào công kích, lông tóc không tổn hao gì. Ra hỏa này Hậu phương phi thiên cảnh cường giả không có cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ bị bỏ lại một, hai vị. Chư vị phi thiên cảnh cường giả. Vương Lâm cười nhạo nói, các ngươi thật giống như không đủ bền bỉ à? Danh con chớ đắc ý. Những cường giả kia lên cơn giận dữ. Mọi người ở đây đều là đông hoàng có mặt mũi đại nhân vật, thế mà không có thể bắt ở một cọng lông đầu hài tử, bây giờ nói không đi qua. Vương Lâm tốc độ đủ để sánh vai phi thiên cảnh lại phục dụng bàn đào tiên quả, chúng ta lại truy một hồi, đợi đến linh khí khô kiệt, sợ là muốn bị thừa cơ phản sát. Khó mà đuổi kịp Vương Lâm, Thủy Nam Hiên sinh lòng từ bỏ suy nghĩ, đối đám người mở miệng. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, thấy phía trước thiếu niên chạy so con thỏ thật nhanh, mà lại sinh lòng hoạt hổ, chỉ có dừng lại. Đáng hận, cái này thế mà trốn thoát. Sớm biết Hẳn là tại phụ cận thiết hạ trận pháp ngăn cản, bảo đảm vạn vô nhất thất. Phùng toàn cảm giác cân nhắc không đủ chu toàn. Sai lý hữu thanh lạnh lùng nói vừa mới tiên tri khế ước bên trong có minh xác yêu cầu bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức truy sát làm khó dễ ngươi như sớm trái với điều ước hay là không đáp ứng hắn sẽ tự nguyện chạy đến sao phùng toàn yên lặng bỏ lỡ cơ hội lần này tương lai vương lâm đã có thành tựu lại giết khó hơn một vị phi thiên cảnh cường giả ngữ khí trầm thấp bao hàm sát ý nghe vậy mọi người sắc mặt cũng không quá đẹp mắt minh xác biết đối phương trưởng thành đối với bốn đại tông môn mà nói sẽ là bao lớn tai nạn nghiêm trọng nói một điểm sợ có tai họa ngập đầu đông hoang tại sao có thể có như thế nghịch thiên yêu nghiệt sinh ra thủy nam hiên phát hiện mình còn đánh giá thấp vương lâm thiên tài bọn hắn không phải không gặp qua nhưng căn cứ vào tự thân ra tay trước ưu thế dẫn đầu chiếm cứ tương đối cao tu tiên giới địa vị lấy lớn hiếp nhỏ dù là đối phương thiên tư tung hoành tài hoa rào rạt cũng chính là cho bọn hắn làm công phần về sau thì cho bọn hắn dòng dõi làm công không nghĩ tới, đột nhiên đản sinh ra như thế nghịch thiên cấp bậc tồn tại. Tăng lớn treo thưởng cường độ, phàm là cung cấp manh mối, trùng điệp có thưởng. Lý Hữu Thanh đề nghị, chư vị, mời buông xuống trong tay hết thảy, trước bóp chết tên tiểu ma đầu này. Lẽ ra như thế, đám người nhao nhao đáp ứng. Nếu như nói, trước đó bọn hắn còn cảm thấy Vương Lâm có thể tùy tiện nắm, hiện tại đã cảm thấy lại không bóp chết, hậu quả khó mà lường được. Đông hoang, một góc. Hưu, hỏa diễm lưu tinh xẹt qua vương lâm tiến vào minh mông rừng rậm nguyên thủy rốt cục hất ra bọn hắn vương lâm sắc mặt càng thêm hồng nhuận thể nội linh khí tại trong gân mạch mạnh mẽ đâm tới tranh thủ thời gian tìm cái ẩn nấp nơi hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống dụng tâm luyện hóa chín ngàn năm bàn đào dược lực thực sự kinh thế hãi tục cho dù không hề cố kỵ tiêu hao dùng xong một chút tuyệt đại bộ phận vẫn như cũ bảo lưu lấy lắng động tại thân thể các ngõ mạch tỉ mỉ ngưng khí vương lâm toàn lực vận chuyển thái nhất quyết luyện hóa dưới thân hiển hiện nước hỏa nguyên tố mỗi người bọn họ chiếm cứ một bên hình thành thái cực âm dương ngư đồ án không ngừng xoay tròn dẫn đạo linh khí quay về đan điền vương lâm từng bước đem bọn hắn biến hóa để cho bản thân sử dụng cũng chính là hắn nhục thân cường hoành những người khác phục dụng bàn đào tiên quả sau qua một đoạn thời gian lại luyện hóa chỉ sợ thân thể đều muốn bị chống nổ tung hao phí hai ngày thời gian bàn đào tiên quả dược lực rốt cục tiêu hao hầu như không còn hô khẽ nhà ra một ngụm chọc khí, lại lần nữa cả mở mắt Vương Lâm tinh thần phấn chấn, sau đó từ trong ngực lấy ra Lăng Tiêu bảo điện bên trong lấy ra ngân châm tâm tình thật tốt, hiện tại ta hẳn là có thể biết ngươi bộ mặt thật đi. Nói, hắn nếm thử tính hướng trong đó chuyển vận linh khí. Ông. Một giây sau, ngân châm rung động, bộc phát ra vang dội vù vù, bay vào giữa không trung xoay tròn, phảng phất cùng Vương Sắp sinh sinh không hiểu liên hệ, cấp tốc hấp thụ hắn linh khí. Ân. Vương Lâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, không có ngăn cản, tùy ý căn này tái hiện nhân gian thần binh tùy ý làm bậy. Lập tức, hắn trạng thái đạt tới đỉnh phong, đan điền linh khí tràn đầy, không có gì quá lớn cố kỵ. Thậm chí lập tức từ túi chữ vật bên trong lấy ra mấy vạn linh thạch, toàn lực cung cấp, phòng ngừa không đủ. Oanh, những cái kia linh thạch đồng dạng lọt vào hấp thu. Tựa hồ năm tháng dài đằng đẵng cọ rửa, dẫn đến uy năng của nó trôi qua nghiêm trọng, bây giờ lại thấy ánh mặt trời như là non nớt anh hài, gào khóc đòi ăn. Ông trời của ta, tốt sẽ hút. Vương Lâm kinh ngạc, mắt thấy ngân châm giống như biến thành hang không đáy, thôn tính hết thảy linh khí bổ sung tự thân. Quá trình bên trong, cưng rắn nó không ngừng biến lớn, càng ngày càng thô, càng ngày càng dài. Bạn chuẩn bị xem xuyên qua có hệ thống, đính hôn chuyển thế nữ đế tập 76. Nào dám hạn chế thần binh khôi phục, Vương Lâm lại từ trong bao lấy ra chồng chất như núi 20 vạn linh thạch. Cốt cốt. Tinh thuần linh khí nồng nặc gào thét mà đi, bị đảo mắt trưởng thành là gậy sát thần binh thôn phệ. Đây rốt cuộc bảo vật gì? Phong Lăng Trần ngạc nhiên không thôi. Ta có chừng chút ý nghĩ. Thân là người xuyên Việt, Vương Lâm cũng là không nghĩ giả bộ như vô chi vô giác lăng đầu thanh, khóe miệng mang theo dương lên tiếu dung, có chút trở mong. Nhưng đến cùng có phải hay không, lại rất khó nói rõ ràng. Sau đó, nhìn xem linh thạch hóa thành phổ thông tảng đá vỡ vụn, Vương Lâm một hơi móc ra 50 vạn linh thạch. Đều là tứ đại đông hoang đỉnh tiêm tông môn cung cấp, hắn tiêu xài không chút nào đau lòng cho đến hấp thu tổng cộng 80 vạn linh thạch, cộng thêm vương lâm tự thân một bộ phận linh khí gia trì, cây kia ngân sắc gậy sắt đã dài đến hơn trăm mét, như là kình thiên tri trụ. Toàn thân trắng muốt như ngọc, ẩn chứa dung chuyển trời đất chi uy, đứng sừng sững ở mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong, dẫn tới chim thú hốt hoảng chạy trốn. Vương lâm đầy cõi lòng chờ mong, cất bước tiến lên, đưa tay chạm đến, lại cảm thấy phá lệ thân thiết. Bá! Bỗng nhiên, kia gậy sắt cực tốc thu nhỏ, từ vài trăm mét dài, chuyển hóa thành một viên nhỏ cơ hồ nhì không thấy ngân châm. Quang Huy lấp lóe, tiến vào vương lâm thể nội, đợi tại kia phiến đỏ lam đường vân giao hội đan điền Cùng lúc đó, hệ thống rốt cục cho ra đáp án. Đinh! Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài thành công có được kình thiên bạch ngọc trụ, hạ phẩm linh bảo. Thì ra là thế, là kình thiên bạch ngọc trụ. Vương lâm đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức vạn phần hài lòng. Cùng hắn suy nghĩ không kém nhiều, đây là một cây cường độ đủ để cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không như ý Kim Cô Bổng sánh vai thần binh. Tại một ít trong chuyện thần thoại xưa, từng nói Định Hải Thần Châm cũng không phải là một cây, mà là bốn cái. Theo thứ tự là Đông Hải Như Ý Kim Cô Bổng, Nam Hải Tùy Tâm Thích Can Binh, Tây Hải Kình Thiên Bạch Ngọc Trụ, cùng Bắc Hải Hải Tử Kim Lương. Cái gọi là chuyện thần thoại xưa, thường thường chúng thuyết phân vân, cụ thể như thế nào, cơ bản không có kết luận. Bất quá, dù vậy, Vương Lâm cơ bản có thể khẳng định Kinh Thiên Bạch Ngọc trụ ở quá khứ đỉnh phong thời kỳ tuyệt không phải chỉ là linh bảo, thậm chí muốn siêu việt pháp bảo. Tâm niệm vừa động, nếm thử lấy ra, kết quả trong đan điền Kinh Thiên Bạch Ngọc trụ đang hơi rung động về sau, không nhúc nhích tí nào. Ân. Vương Lâm nhướng mày, lần nữa nếm thử, kết quả vẫn là đồng dạng, Kinh Thiên Bạch Ngọc trụ sinh ra một chút phản ứng, lại không cách nào thuận lợi lấy ra. Tuy nói là hạ phẩm linh bảo, nhưng trong miệng ngươi Kinh Thiên Bạch Ngọc trụ chỉ sợ không tầm thường. Phong Lăng Trần giải thích nói, ngươi lập tức cảnh giới chưa hẳn đầy đủ sử dụng ân vương lâm gật đầu cái này kình thiên bạch ngọc trụ hiển nhiên có đang nghe lệnh với hắn nhưng tựa hồ trước mắt mình tạm thời không cách nào thôi động cũng là không vội tính tạm thời không bỏ ra nổi đến mà thôi ta trước tiên có thể luyện một bộ côn pháp chuẩn bị bất cứ tình huống nào sau đó hắn lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống đem kình thiên bạch ngọc trụ luyện hóa thành bản mệnh vũ khí hạ phẩm linh bảo trước mắt không cần hắn ôn dưỡng thậm chí còn có thể trình độ nhất định kéo theo cảnh giới của hắn tăng lên. Cùng thời khắc đó, Vương Lâm sở tác sở vi, dẫn phát Đông Hoang dung chuyển, làm Đông Hoang đỉnh tiêm tông môn, tuyệt tiên cốc linh khí nồng đậm, ở vào bên trong hạp cốc, xa xa nhìn ra xa, có thể thấy được hai bên vách đá như gọt, vách núi trăm trượng, trong đó mậu rừng tu trúc, xanh biếc như đệm, vẻ áng như sao dòng sông. Tại cùng cái khác ba đại tông môn tiến hành thương thảo về sau, Lý Hữu Thanh vội vàng trở về. Tuổi tác không đủ 14 Vương Lâm đã uy chấn Đông Hoang, hiển lộ tuyệt thế thiên kiêu trì khí khái. Nàng vẻ già nua tất hiện trên mặt che kín khe rãnh, lòng có so, thần sắc vội vàng. Tiểu ni từ kia cùng vương lâm thanh mai trúc mã, làm sao có thể kém hơn nhiều như vậy. Lúc đầu, nàng cũng không có cảm thấy không ổn, nhưng qua chiến dịch này, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Cho dù lãnh hy nguyệt tương mạo thanh lệ thoát tục, tư chất làm bản nguyên chi thể, 13 tuổi đạt tới ngưng khí cảnh trung kỳ rất không tệ, nhưng cùng vương lâm so ra, thua chị kém em. Trước đó, đám người cảm thấy nam đồng kém xa nữ đồng bây giờ theo thời gian trôi qua đối cả hai ấn tượng thế mà muốn trái lại đối đãi khiến người bất ngờ bởi vậy lý hữu thanh cẩn thận suy nghĩ lại tỉnh táo lại cho rằng tất cả mọi người nghĩ sai nam đồng có thể giấu được phần hỏa tông luyện hồn cảnh cường giả yên lặng phát dục có lẽ nữ đồng cũng có thể giấu được thân là phi thiên cảnh cường giả nàng điệu thấp tu luyện nhược quả đúng như này ta cho nàng thời gian tu luyện chỉ sợ ngược lại hại chính ta lữ lại mặt xanh sắc hơi có vẻ khó coi, đôi mắt già nua vẫn đục hiển hiện sát cơ. Tại bên người nàng thời điểm, kinh nghiệm sống chưa nhiều lãnh hy nguyệt ngây thơ lãng mạn, tâm tư đơn thuần, giả thiết đều là âm mưu, kia Không khỏi quá sẽ ngụy trang. Tiến vào tuyệt tiên cốc, nàng không nhìn cung kính hành lễ đệ tử, thẳng đến chỗ sâu, nhanh chóng tiến vào một ngôi đại điện. Người đâu? Nhìn xem rỗng tuếch đại điện, Lý Hữu Thanh ngữ khí khẽ biến. Lý Nguyệt. Cốc chủ, việc lớn không tốt một vị cô gái mặc áo trắng phi thân rơi xuống, rõ ràng là tuyệt tiên cốc đại trưởng lão Bạch Thanh U. Bạch Thanh U bề ngoài ước chừng 4, 50 tuổi bộ dáng, dáng người nở nang, dung mạo còn có lưu lúc tuổi còn trẻ mấy phần vận vị, tu vi ở vào luyện hồn cảnh đỉnh phong. Nàng đối lý Hữu Thanh gấp giọng bẩm báo, Lãnh Hy Nguyệt không biết dùng phương pháp gì thoát đi tuyệt tiên cốc. Ngươi nói cái gì? Lý Hữu Thanh tức sùi bọt mép, nổi trận lôi đình, trông giữ nàng Lý Nguyệt đâu? Cũng không biết đi hướng, đáng chết, đáng chết. Lý Hữu Thanh mặt mũi tràn đầy âm hàn chi sắc, hô hấp dồn dập, ước chừng mười mấy giây sau, bình phục tâm tình, cười lạnh nói, tiểu ni tử kia phục dụng ta cho độc đan, giải dược ở vào tay ta, Lý Nguyệt trên thân cũng liền chuẩn bị ta cho một viên, nhiều lắm là ba tháng, nàng tất nhiên muốn tới tìm ta. Dù sao cũng là mình coi trọng nhục thân vật chứa, lưu lại chờ về sau đoạt xá chi dụng, nàng lại thế nào khả năng không có chút nào phòng bị. Chỉ tiếc lãnh hy nguyệt linh hồn cường độ không hiểu thấu cao, Nàng tự nghĩ khó mà chống lại Nếu không đã sớm áp dụng kế hoạch Vậy chúng ta muốn phái người đi tìm sao Đại trưởng lão Bạch Thanh U hỏi Không cần Lý Hiệu Thanh quả quyết cự tuyệt Việc cấp bách là trước chơi chết Vương Lâm Lãnh hy nguyệt chính nàng sẽ đưa tới cửa Lần này sẽ để cho Vương Lâm đào thoát Thuộc về đặc thù tình hình Một là tiên tri khế ước phản phệ nội thương phe mình Hai là bàn đào tiên quả trợ lực địch quân Cho nên thất bại Nếu như đối phương gặp lại phi thiên cảnh cường giả tất nhiên phải bỏ ra đẫm máu đại giới. Tốt, ta lập tức giải tin tức, toàn lực tìm kiếm Vương Lâm hạ lạc. Ân. Hoàn thành tăng lớn treo thưởng nhiệm vụ, Bạch Thanh U đi vào nàng thường ngày ngủ cư chỗ, bảo đảm không theo dõi sau, lặng lẽ mở ra mật đạo, tiến vào mình tại Tuyệt Tiên Cốc tầng hầm. Tại chỗ sâu nhất, nàng nhìn thấy hai người, theo thứ tự là che mặt thiếu nữ áo lam cùng bị nàng khống chế, rõ ràng là cái xác không hồn nhưng như cũ giống tươi sống chân nhân Lý Nguyệt. Thiếu nữ da thịt hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ giảo như thu nguyệt nàng cảm giác được có người tới thăm mở ra không dậy nổi một tia gợn sóng trong suốt tinh mầu lý Hữu thanh không có hoài nghi bạch thanh u nói rõ sự thật rất tốt lãnh hy nguyệt chán điểm nhẹ tiếng nói du dương êm tai lại mang theo một tia bất cận nhân tình băng lãnh nàng nâng lên nhu để câu lên bắn ra một viên đan dược lạch cạch bạch thanh u đưa tay tiếp nhận ánh mắt lửa nóng phản lão hoàn đồng đan thất truyền đã lâu ta lật khắp cổ tịch cũng không từng tìm tới manh mối vì cái gì ngươi biết luyện chế nàng phản bội tuyệt tiên cốc lựa chọn giúp lãnh hy nguyệt làm việc vì chính là phản lão hoàn đồng đan đương nhiên muốn nói vẻn vẹn chỉ là như thế tương lai phối hợp tông chủ đoạt xá cũng có thể thu hoạch được đan phương làm sao lãnh hy nguyệt khống chế lý nguyệt cùng một đám trưởng lão hộ pháp đột nhiên nổi lên nàng bất lực ngăn cản đang uy hiếp lợi dụng phía dưới chỉ có cúi đầu xương thần ngươi đây không cần biết lãnh hy nguyệt đáp lại mười phần lãnh đạo làm tốt thuộc bổn phận sự tình thật có lỗi, ta là lắm mồm. Bạch Thanh U không dám đi quá giới hạn, vội vàng nói sang chuyện khác. Hy Nguyệt, trong vòng ba tháng, ngươi thật có lòng tin đánh bại Lữ Hữu Thanh. Thực không dám giấu giếm, nàng là phi thiên cảnh trung kỳ cường giả. Đương nhiên, phảng phất bị nhen lửa đấu trí, lãnh Hy Nguyệt dơ lên cao cái cổ trắng ngọc, trong mắt hiện lên một vòng thần thái, ta đã đáp ứng hắn. Trong vòng nửa năm, xưng bá đông hoang, nàng sẽ không quên. Bạn chuẩn bị xem xuyên qua có hệ thống, đính hôn chuyển thế nữ đế tập 77. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngài thành công lựa chọn bản mệnh vũ khí Kình Thiên Bạch Ngọc Trụ, bởi vì vũ khí đấy phẩm giai đạt tới hạ phẩm linh bảo, ngài tu luyện hiệu suất thu hoạch được tăng lên. Lại là 3 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Đem Kình Thiên Bạch Ngọc Trụ luyện hóa thành bản mệnh vũ khí về sau, Vương Lâm mở ra hệ thống bảng xem xét tường tình. Tu luyện điểm: 3305 vạn. Tu luyện hiệu suất: 150 vạn điểm ngày, 50 vạn điểm ngày. Trước mắt cảnh giới, luyện hồn cảnh trung kỳ. Khoảng cách tiếp theo trọng cảnh giới cần thiết, 8.000 vạn. Sở học công pháp, thái nhất quyết, đệ nhị trọng. Sở học thủ đoạn, lưu tinh hỏa, tam giai, thủy hỏa đồng, tam giai, song nguyên cánh tay kỳ lân, tam giai, thiên hành ngự kiếm thuật, nhị giai, mạch động, sơ kỳ, vô cực liễm khí thuật, sơ cấp. Năng lực đặc thù, yêu hóa, thái nhất vòng ngã cảnh, phần yêu viêm hỏa, có được bảo vật, kinh thiên bạch ngọc trụ, hạ phẩm linh bảo, thiên huyền hộ mệnh thạch, hạ phẩm linh bảo, cổ long giới, cực phẩm pháp khí lôi viêm kiếm hạ phẩm pháp khí lôi viêm thuẫn hạ phẩm pháp khí đạo đức gạch thượng phẩm linh khí pháp khí linh khí một số tư chất mang đến tu luyện hiệu suất quả nhiên khả quan thông qua bảng vương lâm có thể trực quan xem ra cao tư chất mang đến ưu thế cự lớn cho dù hắn tu luyện thái nhất quyết bản thân tu luyện hiệu suất liền phi thường ra sức vẫn như cũ tăng vọt 50 vạn điểm lại thêm bản mệnh vũ khí có thể để cho hắn chí ít xông lên phi thiên cảnh tiền đề cung cấp ngoài định mức tăng thêm 40 ngày liền có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Nếu như ta hiện tại liền đem trong túi chữ vật linh thạch toàn bộ thôn phệ, xông lên phi thiên cảnh ở trong tầm tay. Vương Lâm âm thầm suy nghĩ. Kinh thiên bạch ngọc trụ một hơi thôn phệ 80 vạn linh thạch, quả thật có chút kinh khủng, nhưng hắn thu hoạch lần này không chỉ có riêng là hơn 100 vạn linh thạch đơn giản như vậy. Vương Lâm thô sơ giản lược tính ra, còn có gần hơn 300 vạn linh thạch còn thừa, chuyển đổi thành tu luyện điểm, cao tới 600 triệu. Nghĩ đến cái này con số kinh khủng, chính hắn cũng nhịn không được trong lòng run lên. Mặc dù không biết trước mắt tư chất đạt tới loại nào cấp bậc, nhưng tiếp xuống một đoạn thời gian đột phá, hẳn là phi thường nhẹ nhõm. Tiểu hữu, tiếp xuống một đoạn thời gian, có thể hay không trước hết nghĩ biện pháp giúp ta báo thủ rửa hận. Phong lăng trần tàn hồn từ cổ long giới bên trong bay ra, thỉnh cầu nói, lấy ngươi thực lực hôm nay, đối phó tử vân tông, hẳn là 10 phần chắc chín. Ngắn ngủi mấy tháng, vương lâm tốc độ tiến triển quá nhanh, cảnh giới đột phá vẫn là tiếp theo, chủ yếu vẫn là chiến lược tăng trưởng. Tốt. Tự hồ minh bạch phong lăng trần khó xử, Vương Lâm gật đầu đáp ứng. Quyết định. Trước giúp phong tiền bối báo thù, đạt được hạ phẩm linh mạch, sau đó bế quan tu luyện, trực tiếp nếm thử sông lên phi thiên cảnh, đến lúc đó. Không cần trốn trốn tránh tránh, vấn đỉnh đông hoang chi đỉnh. Dưới mắt vấn đề lớn nhất là không biết Trương Thiên Bằng bọn người co đầu rút cổ tại nơi nào. Phong Lăng Trần cũng biết, Vương Lâm tình cảnh cũng không nhẹ nhõm, yêu cầu của mình có chút làm khó. To như vậy Đông Hoang, một khi mất đi luyện hồn cảnh tu sĩ manh mối, lại nghĩ đem hắn tìm ra, không khác mò kim đáy biển. Không sao. Vương Lâm ngự kiếm bay vút lên trời, giải thích nói, chuyện cho tới bây giờ, bốn đại tông môn đều đối ta có mang nồng đậm sát tâm, tiến vào phàm tục thế giới, ta bằng vào đặc thù liễm khí thuật, ngược lại càng không dễ dàng bị bọn hắn tìm ra. Tiến vào phàm tục thế giới. Phong Lăng Trần hơi sững sờ, lập tức như ở trong mộng mới tỉnh ta đã hiểu liên quan tới trương thiên bằng vị trí cụ thể bọn hắn cố nhiên không biết nhưng có huyết yêu thuật cái này manh mối tại bọn hắn có thể từ phàm tục thế giới vào tay tìm kiếm dấu vết để lại cần biết huyết yêu thuật cần tế hiến đại lượng yêu thú cùng nhân loại chỗ đó yêu thú số lượng giảm mạnh bọn hắn không tốt lắm giải nhưng bách tính lớn diện tích mất tích nhất định sẽ lưu lại tương quan ghi chép hưu giống như thiêu đốt hỏa diễm mũi tên vương lâm thẳng đến đông hoang phàm tục thế giới triều đình vị trí Ước chừng 5 tiếng, hắn tới mục đích, đập vào mi mắt là một mảnh nguy nga bao la phồn hoa thành thị. Thành nội lầu các như vẽ, đường đi phồn hoa giống như gấm, cửa hàng san sát, người đi đường nối liền không dứt. Trường An. Đây là đông hoang phàm tục thế giới trung tâm. Ở trên không thi pháp ẩn tàng thân hình, thiếu niên thẳng vào Trường An, lao tới hoàng cung. Hắn nghĩ muốn hiểu rõ các nơi tình huống, đương nhiên muốn tiếp xúc cơ cấu quyền lực. Ân. Cách xa nhau thật xa. Vương Lâm liền cảm giác được mấy cỗ mạnh mẽ khí tức ở vào hoàng cung chỗ sâu, không khỏi trong lòng hiểu rõ. Muốn nói bốn đại tông môn đối với phàm tục thế giới không có chút nào ý nghĩ, thật cũng không thể có thể, dù là bên ngoài không đi nhúng chàm, vụng trộm cũng sẽ can thiệp. Quả thật, tu tiên giả thực lực siêu phàm thoát tục, nhưng muốn bảo hoàn toàn vứt bỏ thất tình lục dục, đó cũng là gần như không có khả năng. Huống chi không có đỉnh tiêm tông môn uy hiếp, vương triều luật pháp lại hạn chế không được, phàm tục tất nhiên ba lô các tiên nhân phóng túng tư giao chi địa. Nghĩ đến đây, hắn cố ý mặc vào bình thường quần áo, vô cực liễm khí thuật phát huy đến cực hạn, che giấu khí tức, hóa thành khắp nơi có thể thấy được phàm nhân. Về sau, Vương Lâm tìm hiểu một phen, rất mau tìm đến điểm vào. Quốc tử giám. Quan lại quyền quý dòng dõi đọc sách địa phương. Tại sao muốn đến nơi đây? Phong Lăng Trần không hiểu ra sao, trăm mối vẫn không có cách giải. Vương Lâm giải thích nói, ta khi lấy được cổ long giới thời điểm, từng thuận tay cứu qua một vị tên là Nam Cung Vi Công Chúa, không biết tiền bối ngài còn có hay không ấn tượng thì ra là thế phong lăng trần giật mình nhớ lại tình huống ban đầu đương triều công chúa hẳn là có thể giúp ngươi biết được các nơi tình báo vẫn có chút độ khó vương lâm lắc đầu mục tiêu của ta là tiếp xúc trưởng bối của nàng nhưng không biết hắn trưởng bối ở vào nơi nào cần phải có người dẫn đường nam cung vi lúc ấy tiến về thôn trang rõ ràng muốn đi gặp mặt thôn trưởng nam cung phàm cái sau địa vị chí ít cũng là hoàng thất huyết mạch một bên cùng phong lăng trần trò chuyện thiếu niên một bên tiến về quốc tử giám hắn đã ở bên ngoài nghe qua nam cung vi ở đây học tập chính vào sáng sớm quốc tử giám nơi nào đó trên lớp học các ngươi à cả đám đều dạng này lão sư hô hấp dồn dập cảm xúc có chút kích động ta ở phía trên mệt mỏi gần chết các ngươi ở phía dưới không nhúc nhích đến lúc đó các ngươi trong bụng không có đồ vật cũng đừng trách lão sư không có hảo hảo làm à đối với cái này buồn ngủ học sinh mất điếc tai ngơ hoặc nằm sấp hoặc nằm tư thế không đồng nhất làm lấy mình thích sự tình ai lão sư thở dài không thể làm gì đều là quyền quý về sau hắn thực sự trêu chọc không nổi thùng thùng vương lâm gõ cửa một cái đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới ta tìm nam cung vi ngươi là hắn lão sư kinh nghi bất định trong ấn tượng hắn chưa thấy qua người này ân nhân vương lâm thẳng thắn lão sư tìm đến học sinh người bên trong từng có trưởng bối, thân thích, bằng hữu, thậm chí pháo bạn, những này hắn đều cảm thấy bình thường. Ân nhân. Hắn dạy học mấy chục năm, đây là đầu một lần. Nam Cung Vi, có người tìm ngươi. Có học sinh xô đẩy bên cạnh ngủ say xưa thiếu nữ. Ăn cơm sao? Thiếu nữ thần thái lười biếng, vuốt vuốt nhập nhèm hai mắt, tại đồng học nhắc nhở hạ, nhìn về phía đứng ở cửa người. Có chút lạ lẫm. Lại hình như ở nơi nào gặp qua. Bá. triệt để tỉnh táo lại, nam cung vi một đôi ánh mắt như nước trong veo bỗng nhiên chừng lớn vạn phần kinh ngạc là ngươi ra có việc vương lâm lời ít mà ý nhiều nếu không phải cần dùng đến đối phương hắn thực tế cũng không muốn lại lần nữa tiếp xúc nam cung vi đứng dậy đi ra một mực cung kính nói tiền tiền bối ngài tìm ta có việc sao nàng về sau nghe nhị thúc nói qua thiếu niên tuyệt đối là tu luyện có thành tựu lão quái vật thậm chí có thể ngự kiếm mà đi Tại tiên nhân bên trong thực lực đồng dạng không tầm thường. Ta tìm Nam cung phàm, làm phiền ngươi dẫn đường." Vương Lâm ngữ khí rất bình thản. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến trực tiếp đi gặp hoàng đế, dù sao loại kia cấp độ quá đặc thù, bên người không có khả năng không có tu tiên giả, dễ dàng kinh động bốn đại tông môn, bại lộ hành tung. Bạn chuẩn bị xem xuyên qua có hệ thống, đính hôn chuyển thế nữ đế tập 78. Nam cung Vi kinh nghi bất định, ngươi tìm ta nhị thúc. Nguyên lai like hắn là ngươi nhị thúc vương phút cuối cùng nhưng càng thêm chắc chắn mình tìm đúng người công chúa nhị thúc tự nhiên là hoàng đế huynh đệ nam cung phàm thân phận lại so với hắn tưởng tượng bên trong tôn quý biết mình nói lộ ra miệng nam cung vi có chút bối rối nhưng rất nhanh chấn định lại ngài hiểu lầm lúc trước ta chỉ là đi gặp nhị thúc lão nhân gia ông ta ẩn cư sơn thôn không tiếp tục nhập giang hồ suy nghĩ nhìn ngươi như thế dối trá làm dáng nam cung phàm hành tung hẳn là không nhiều ít người biết vương lâm trực tiếp nói ta sẽ không ngoại chuyện đồng thời vô ý tham dự hoàng gia lục đục với nhau, mang ta đi tìm hắn. Không phải, ta vừa mới nói đến rất rõ ràng. Mang ta đi tìm hắn, ta không nghĩ lặp lại lần thứ ba. Vương Lâm ngữ khí tăng thêm. Tốt à. Nam Cung Vi kinh ngạc nhìn tuổi chừng 14 thiếu niên, thần sắc chán nản. Lão quái vật. Cái này nhất định là lão quái vật. Không phải, mình làm sao lại bị đứa trẻ thò lò mũi xanh xem thấu đáy lòng ý nghĩ. Tìm cái cớ cùng lão sư nói rõ nguyên do, Nam Cung Vi mang theo Vương Lâm rời đi quốc tử giám, đi vào một chỗ không người hỏi thăm thiên phòng, gõ cửa một cái. Thùng thùng. Ai? Một giọng già nua truyền ra. Là ta, nhị thúc. Nam Cung Vi nói rõ sự thật. Nam Cung Phàm bất đắc dĩ, không phải đã nói với ngươi, ta ngay tại suy nghĩ đối kháng tư mã gia tộc đối sách, để ngươi gần đây không nên quấy rầy ta sao. Đương, Vương Lâm đẩy cửa phòng ra, xảy bước đi vào. Ta có việc tìm ngươi. Phanh còn chưa chờ nam cung phàm kịp phản ứng cổ quái gió thổi qua đại môn một lần nữa khép lại nam cung vi bị ngăn tại ngoài cửa đang nghiên cứu thế lực khắp nơi nam cung phàm hơi có vẻ vẻ mệt mỏi trông thấy đột nhiên bái phỏng mình vương lâm lập tức tinh thần phấn chấn nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm ngài sao lại tới đây thiếu niên này thân phận hắn không biết nhưng có một chút hắn rất xác định mình trêu chọc không nổi giúp ta lật qua hồ sơ vương lâm nghiêm mặt nói ta nghĩ điều tra một chút gần nhất trời hoang vương hướng khu vực quản lý bên trong có tồn tại hay không nhân viên đại lượng mất tích hoặc là tử vong hiện tượng cái này nam cung phàm thần sắc trần chờ báo cáo nói tại hạ không dám giấu giếm liên quan tới hình sự hồ sơ trước kia có lẽ còn có thể đi hình bộ xem xét hiện tại không được vì sao tư mã gia tộc quyền thế ngập trời đã nắm giữ đem hình bộ nắm giữ ở trong tay bao quát cái khác nam bộ cũng cơ bản bị tư mã gia tộc người chiếm cứ chức vị trọng yếu xem ra tư mã gia tộc không đơn giản vương lâm nhớ mày trên thực tế hắn chuyên môn đi hình bộ nhìn qua phát hiện bên kia có hai vị ngưng khí cảnh tu sĩ chặt chẽ chấn giữ mà lại các loại hồ sơ khóa tại cùng loại huyền thiết hộp linh khí bên trong muốn lớn diện tích lật qua lật lại xác thực không tiện lắm nam cung phàm ẩn ẩn phát giác được cái gì nói ngay vào điểm chính có thể khẳng định là tư mã gia tộc phía sau có cường đại tu tiên giả tương trợ những người tu tiên kia âm thầm trợ giúp tư mã gia tộc gạt bỏ ta nam cung hoàng thất cánh chim cho nên mới có thể trên triều đình một tay che trời vậy các ngươi hoàng thất phía sau liền không có tu tiên giả thế lực vương lâm hỏi lại đã mất đi liên hệ tựa hồ từ bỏ che chở chúng ta nam cung phàm cười khổ nói đương thời triều đình cuồn cuộn sóng ngầm cơ hồ đến thay đổi triều đại thời gian tiết điểm bốn đại tông môn từ bỏ che chở hoàng thất như thế nói đến hoàng đế bên người những tu sĩ kia cũng không phải là bảo hộ mà là trông giữ vương lâm kinh nghi bất định lại nghĩ không ra nam cung phàm có nói láo lý do dù sao đối phương nhất cử nhất động đều tại tầm mắt của mình phạm vi bên trong mình đột nhiên tới chơi đối phương nếu muốn nói láo không có khả năng không có chút nào chỗ dị thường phong lăng trần tàn hồn bay ra nói rõ trong lòng phỏng đoán có lẽ tư mã khôi phía sau tu tiên giả thế lực liền tử vân tông bọn hắn ý đồ thông qua tư mã gia tộc khống chế phàm tục thế giới từ đó để cho mình không cố kỵ gì giết hại bách tính. Ân. Vương Lâm trầm ngâm một hồi, nói, có chút ít khả năng. Cùng hoàng thất kẻ thù chính trị hợp tác, đạt thành giao dịch, từ đó phong tỏa tu tiên giả đối phàm nhân ra tay tin tức, hoàn toàn chính xác lại là một loại sách lược. Nhưng cẩn thận truy đến cùng, hoàng thất cùng tứ đại đỉnh tiêm tông môn có đường dây liên lạc. Tư mã gia tộc phía sau nếu như đứng đấy tu luyện huyết yêu thuật tử vân tông, bằng tứ đại đỉnh tiêm tông môn nội tình, nhất định sớm đạt được tình báo. Dù vậy, vẫn như cũ ngồi nhìn mặc kệ, chẳng phải là mang ý nghĩa. Có lẽ, ta như cũ đánh giá cao mảnh này tu tiên giả danh giới cuối cùng. Vương Lâm trong lòng thịnh nộ. Mình bởi vì đồ diệt phần Hỏa Tông mà lọt vào truy sát. Nguyên nhân thực sự là phi thiên cảnh cường giả ham công pháp của hắn cùng bảo vật. Mặc dù huyết yêu thuật quỷ dị vô cùng, nhưng trong đó lợi ích như đầy đủ trọng đại, khiến tứ đại đỉnh tiêm tông môn động dung, có lẽ thật có khả năng phá lệ để bọn hắn dùng phàm nhân tính mệnh làm thí nghiệm. Đương nhiên đây đều là phỏng đoán. Nhưng nếu như đây là chân tướng, Vương Lâm chỉ có thể nói, mảnh này tu tiên giới đã điên cuồng, cho dù phá hủy, cũng không cái gọi là tiên sư. Chợt, Nam Cung phàm quỳ dạp xuống đất, khẩn cầu. Ta Nam Cung gia tộc chấp chính trong lúc đó, tuy có tỷ vết, nhưng tự nhận quốc thái dân an, nếu muốn thay đổi triều đại, phàm tục tự có khởi nghĩa người minh bất bình. Loại này dựa vào tiên nhân chi lực một tay che trời làm, không phải sức người có thể ngăn cản, còn xin tiên sư vì ta Nam Cung gia tộc làm chủ. Từ đôi câu vài lời bên trong, hắn đã biết được bộ phận tin tức. Tiên sư muốn xem xét hồ sơ, mà Tư Mã gia tộc một mực nắm giữ hình bộ, mượn từ cái này một mâu thuẫn xung đột, có lẽ có thể để cho tiên sư đứng tại bọn hắn bên này. Ngươi ngược lại là sẽ thuận thế mà làm." Vương Lâm lắc đầu bật cười. Bị nhìn xuyên trong lòng nghĩ pháp, Nam Cung Phàm câm như hến, quỳ gối trước mặt thiếu niên, mồ hôi đầm đìa, khí không dám thở. Nhìn xem một màn này, Phong Lăng Trần muốn nói lại thôi. Giả thiết hết thảy là thật. Tử Vân Tông cùng tứ đại đỉnh cấp tông môn đồng khí liên chi, để Vương Lâm giúp hắn báo thủ, đồng đẳng với bại lộ hành tung. Cho dù chân tướng cùng trong tưởng tượng có điều khác biệt, điều tra hồ sơ một chuyện cũng là tất không thể miễn. Ước chừng mười mấy giây sau, Vương Lâm thản nhiên nói, ta vốn không nên lẫn vào phàm tục thế lực đấu tranh, bất quá giả thiết thật sự là tu tiên giả khuấy động phong vân, tự nhiên muốn từ tu tiên giả bãi bình. Ngày xưa hắn không muốn nhúng tay phàm tục ân oán, bây giờ lại bởi vì điều tra tử vân tông lại lần nữa liên hệ nam cung phàm tuy là trùng hợp ngược lại cũng có chút duyên phận tiểu hữu phong lăng trần thần sắc động dung tiền bối cũng không phải là đơn thuần vì ngươi vương lâm lắc đầu nói bổ sung hạ phẩm linh mạch đối ta phi thường trọng yếu mà lại mà lại cái gì phong lăng trần nghi hoặc vương lâm ánh mắt sáng rực ngạo nghĩ trả lời lại cho ta một đoạn thời gian chớ nói phi thiên cảnh liền toàn bộ đông hoang Vương Lâm ta không sợ bất luận kẻ nào. 300 vạn linh thạch, 600 triệu tu luyện điểm, không có gì bất ngờ xảy ra, đột phá tới luyện hồn cảnh đỉnh phong, dễ như trở bàn tay. Phiên toái duy nhất điểm, ở chỗ bước vào phi thiên cảnh cần thiết hải lượng tu luyện điểm. Bất quá, nếu như là 300 vạn linh thạch, lại điệp ra hạ phẩm linh mạch cung cấp tài nguyên, như vậy phi thiên cảnh gần tại gang tắc. Nói cách khác, trợ giúp phong lăng trần báo thủ về sau, khoảng cách xưng bá đông hoang điểm cuối cùng, cũng không xa xôi. Tốt, Phong Lăng Trần lòng có xúc động, vui lòng phục tùng, hảo khí phách. Như thế nói đến, một bên cũng không phát giác Vương Lâm cùng Phong Lăng Trần giao lưu Nam Cung Phàm mừng rỡ như điên, tiền bối, ngài đồng ý. Ân. Vương Lâm khẽ vuốt cằm, mang ta đi tư mã gia tộc phủ đệ. Đã muốn hành động, vậy liền cải biến kế hoạch, đang đuổi giết đến trước, trực tiếp đánh hắn một trở tay không kịp. Chán. Nam Cung Phàm bị nói mộng bức, uyển chuyển biểu đạt cái nhìn, tiền bối, Ngài có chỗ không biết, tư mã gia tộc nội tình thâm hậu, bối cảnh thông thiên, như thế nào đem trừ bỏ, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Tính toán, ngươi chỉ cái đường đi. Vương Lâm nghĩ nghĩ, nói, ta đi tìm tòi hư thực, ngươi xác thực không tốt đi theo. Nam Cung Phàm run run rẩy rẩy nâng lên tay, không biết nên làm ra như thế nào biểu lộ, khô cần nói, từ nơi này xuất phát, một đường hướng bắc đi, liền có thể nhìn thấy tư mã khôi phủ đệ, tiền bối, ngài không thể hành sự lỗ mãng à, chúng ta hẳn là Bá. Hắn còn chưa nói xong, Vương Lâm biến mất tại nguyên chỗ. Đương. Xung quanh phong tỏa tiếp xúc, Nam Cung Vi thành công đẩy cửa vào, nhìn xem Nam Cung Phàm chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, vạn phần không hiểu. Nhị thúc, hắn ở đâu? Hắn đi tìm tư mã gia tộc. Nam Cung Phàm đờ đẫn nói. Cái gì? Bạn chuẩn bị xem xuyên qua có hệ thống, đính hôn chuyển thế nữ đế tập 79. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngài thành công đánh giết tư mã du tinh, hậu thiên tam trọng, tu luyện điểm 0.01 điểm. Kêu gào công tử ca tại chỗ chết, bên cạnh trợ chủ vi ngược hộ vệ đồng dạng trốn không thoát chế tài, bị Vương Lâm chớp mắt chém giết, vì mình hung ác trả giá đắt. Đa tạ tiên nhân, đa tạ tiên nhân. Nữ tử kia vội vàng quỳ xuống đất cảm kích, đầy cõi lòng kính sợ. Đi về nhà đi. Vương Lâm ngữ khí ôn hòa, đưa mắt nhìn nữ tử rời đi, hắn quay người thẳng vào tư mã gia tộc phủ đệ. Bực này việc nhỏ, bất quá tiện tay mà vì, ngược lại không cần đang xuất thủ tương trợ thời điểm, suy nghĩ tự thân phải chăng bởi vậy thu lợi. Cá đường bên cạnh, một vị gầy như que củi 60 lão nhân khoan thai tự đắc, không ngừng hướng hồ nước trong veo bên trong ném vào cá đồ ăn, sau lưng rất nhiều hộ vệ đi theo. Ngoài ra, còn có hai vị trúc nguyên cảnh tu sĩ trong ngực ôm vòng mập yến gầy nữ tử, không coi ai ra gì trên dưới tay, nói khiến người ý nghĩ kỳ quái phóng đãng ngôn ngữ, dẫn tới một trận hờn dỗi. Bảo bối, đêm nay ngươi là muốn tăng thêm tuyết bánh vẫn là vượng tử bánh su kem à. Ngươi xấu, ta đều muốn. Bang, tiếng kiếm gieo thanh thúy. Không có dấu hiệu nào, vương lâm tầng trời thấp ngự kiếm bay tới, dừng lại tại 60 trước mặt lão nhân, đứng lơ lửng trên không. Ngươi chính là tư mã khôi. Hắn đã biết được tư mã gia tộc người cầm quyền, chính là quyền cao chức trọng đương triều thừa tướng, tư mã khôi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến, tư mã khôi không khỏi sừng sốt, ngay sau đó mặt không đổi sắc trầm giọng nói, "Chính là hậu chi hậu giác hai vị trúc nguyên cảnh tu sĩ biến sắc, riêng phần mình lấy ra hai kiện cực phẩm linh khí nhắm ngay Vương Lâm, đồng thời một trái một phải bảo hộ ở Tư Mã Khôi bên người, trận địa sẵn sàng. Được hai vị tiên nhân bảo hộ ở ở giữa, Tư Mã Khôi trong lòng đại định, thần sắc ung dung rất nhiều. Vị này tiểu tiên người, ngươi đột nhiên tới chơi, cần làm chuyện gì?" Dưới mắt nâng đỡ ngươi Tư Mã gia tộc tu tiên giả, có phải là Tử Vân Tông. Vương Lâm nói thẳng, con ngươi hóa thành một đỏ một lam, ánh mắt trong vắt, lặng yên không một tiếng động phát động thủy hỏa đồng. Làm phàm phu tục tử, khó khăn lắm đặt chân tiên thiên cảnh giới là tư mã khôi, như thế nào chống cự cường đại tinh thần công kích. Lúc này cảm nhận được nóng lạnh vãng lai, tư duy hỗn loạn, phảng phất biến thành đề tuyến con dối, biểu lộ chất phác trả lời. Cụ thể ta không biết. Không tốt. Hai vị trúc nguyên cảnh tu sĩ lập tức phát động công kích, trong tay bấm niệm pháp quyết, thôi động linh khí tiến công. Đinh, đinh, Vương Lâm đưa tay bắt lấy trong đó một thanh kiếm sắc, đập bay mặt khác một thanh, sau đó lấy ra đạo đức gạch đập ngã cả hai, trong miệng tiếp tục hỏi thăm. Đám kia ngươi tu tiên giả, ngươi cầm đầu ra sao hình tượng. Hắn mọc ra ba con mắt, xuyên áo bảo màu xanh lục, dâu quai nón rất nhiều. Tại thủy hỏa đồng không chế hạ, tư mã khôi đàng hoàng nói ra mình biết chân tướng. Là hắn. Phong lăng trần tàn hồn thân thể bởi vì cực độ phẫn nộ mà rung động, oán hận nói. Là ta cái kia đáng chết đồ đệ trương thiên bằng, tuyệt đối không có sai. Tiền bối ngày trước không nên kích động, vãn bối nhất định giúp người lấy lại công đạo. Vương Lâm ra đến nói Trần An. Rất tốt, sự tình tiến triển so trong tưởng tượng muốn thuận lợi. Đã tử vân tông ngay tại cái này Trường An bên trong, cũng là không cần ta chạy ngược chạy xuôi. Bá, Vương Lâm đang định tiếp tục hỏi thăm, lại cảm giác được tư mã khôi chỗ cổ hệ treo ngọc bội phát huy hiệu quả, cưỡng ép trợ hắn thoát ly tinh thần điều khiển. Thật can đảm tinh thần uể oải suy sụp tư mã khôi nhìn quanh tả hữu mắt thấy hai vị tiên nhân ngã xuống đất ngất đi vừa kinh vừa sợ danh con nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ngươi coi là thật không sợ chết sao hắn bây giờ không có nghĩ đến nguy hiểm sẽ đến đến như vậy đột nhiên thậm chí liên hợp tác phương sai phái tới thần thông quảng đại tiên nhân đều bị đối phương tùy tiện đánh bại suy suy biết mình không có tìm lầm người vương lâm hai kiếm xử lý xong trúc nguyên cảnh tu sĩ lạnh lùng nói ngươi nếu không nghĩ bước bọn hắn theo gót mang ta đi tìm hắn t nhìn đối phương hạ tử thủ tư mã khôi hít một hơi lãnh khí khó mà tiếp tục giữ vững ngày xưa trầm ổn đầu lưỡi đều có chút vuốt không thẳng tốt tốt ngài bớt giận tuyệt đối là thực lực trước mặt nào có lòng dã phát huy chỗ trống đối mặt luyện hồn cảnh tu sĩ uy áp hắn ngay cả nói câu nói đều muốn dùng hết toàn lực lão ra không xong mấy tên hộ vệ lảo đảo lao đến sợ hãi nói du tinh thiếu gia bị tiên nhân tàn nhẫn sát hại ngươi nói cái gì như gặp phải sấm sét giữa trời quang tư mã khôi nghiến răng nghiến lợi mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc nhìn chằm chặp vương lâm ngươi muốn tìm ta phiền phức một mực đến liền vì sao muốn hại tôn nhi ta trắng trợn cướp đoạt dân nữ đáng chết vương lâm thản nhiên nói ngươi tư mã khôi trong tay áo tay thật chặt nắm lại cho đến ngày nay địa vị của hắn tại triều đình có thể nói trên vạn người lật tay thành mây trở tay thành mưa khoảng cách leo lên hoàng vị chỉ kém một bước cuối cùng cho dù thực lực cường đại tu tiên giả ở trước mặt hắn đều phải khách khí nào có thể đoán được lại vẫn sẽ lâm vào hôm nay tình cảnh như vậy ngươi tựa hồ rất tức giận khó mà chịu đựng nội tâm oán khí cùng lửa giận vương lâm liếc mắt nhìn hắn cảm thấy không hiểu châm chọc mỉm cười nói nhưng ngươi trợ giúp tử vân tông tu luyện huyết yêu thuật lại từng nghĩ tới sẽ khiến nhiều ít người thê ly tử tán thiên nhân vĩnh cách tôn tử của ngươi mệnh là mệnh bách tính mệnh chẳng lẽ cũng không phải là mệnh huyết yêu thuật cần tế hiến nhân mạng. Nói một cách khác, tư mã gia tộc trợ giúp tử vân tông tận lực giấu giếm, phòng ngừa lọt vào điều tra, khiến cho đến cái sau không chút kiên kỵ lạm sát kẻ vô tội. Oanh, ngay tại hắn dự định lần nữa phát động thủy hỏa đồng khống chế tư mã khôi, trợ giúp mình tìm tới tử vân tông tông chủ trương thiên bằng thời điểm, cường thịnh uy áp mãnh liệt mà đến. Nhằm vào phàm nhân, có gì tài ba? Già nua lại trầm ổn hữu lực thanh tuyến truyền đến. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa một vị hạc phát đồng nhan lão giả áo tím vượt qua tường vây, ngự kiếm phiêu nhiên mà tới, biểu lộ ra khá là tiên phong đạo cốt trì tượng. Nhìn thấy người đến, tư mã khôi lá gan mười phần, phẫn nộ quát. Người vốn là phân đủ loại khác biệt, phổ thông bách tính tiện mệnh một đầu, nát mệnh một đầu, sao có thể cùng ta tôn nhi tướng mệnh sách so sánh nhau. Từ lão giả đến đây một khắc này là hắn biết tự cao tự đại danh con rốt cuộc không làm gì được chính mình. Đây chính là tử vân tông trưởng lão, cao cao tại thượng đại nhân vật vương lâm hơi híp mắt lại nhìn chăm chú cáo mượn oai hùng tư mã khôi cũng không nói chuyện dọa đến cái sau liên tục rút lui sắc mặt tái nhợt tiếp tục cuồng ta nhìn ngươi có thể cuồng đến khi nào tư mã khôi đáy lòng âm thầm chửi mắng thu tầm mắt lại vương lâm nhìn qua bồng bềnh mà tới lão giả chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau tử điện chân nhân còn nhớ ta không ân nghe vậy tử điện chân nhân cảm thấy kinh ngạc lập tức quan sát tỉ mỉ cảnh giới tu vi bất quá biểu hiện là trúc nguyên cảnh đỉnh phong thiếu niên, mãnh thần sắc kịch biến, là ngươi, Vương Lâm. Vương Lâm, cái tên này tại lập tức đông hoang, có thể nói như sấm bên tai. Trên thực tế, tại đối phương mới vừa vào tu tiên giới thời điểm, hắn liền tại thăng tiên đại hội gặp được, về sau càng là âm thầm ảo não hỏa lôi ngạo cướp đi người mang trọng bảo nam đồng. Nhưng ngắn ngủi mấy năm trôi qua, phần hỏa tông diệt, tứ đại đỉnh tiêm tông môn tuyên bố treo thưởng thậm chí trước đó lăng tiêu di tích đông hoang tông môn toàn thể kinh ngạc sớm đã khiến cho hắn từ bỏ tới gần sắc khí trùng thiên vương lâm quả nhiên là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ vương lâm nhếch miệng lên băng lãnh độ cong đã ngươi tới trương thiên bằng hẳn là ở vào phụ cận đi tử vân tông trưởng lão ở đây chắc hẳn tông chủ trương thiên bằng sẽ không khoảng cách quá xa ta tử vân tông cũng không đắc tội ngươi vì sao dồn ép không tha tử điện chân nhân không dám phớt lờ hắn sớm đã nghe qua thiếu niên có một môn đặc thù liễm khí thuật tu vi không đủ thâm hậu quả quyết không thể nhận ra cảm giác chân thực cảnh giới phần hỏa tông chính là như thế đưa tại thiếu niên trong tay nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm vương lâm lười nhác nói nhảm từ trong bao lấy ra lôi viêm kiếm hăng hái giết ra từ điện chân nhân như lâm đại địch bấm niệm pháp quyết lúc xung quanh hiển hiện đặc thù lôi vân ngươi tu tiên mấy năm cũng dám ở trước mặt ta xính cái dũng của thất phu ầm ầm đậm đặc như mực mây đen cấp tốc khuếch tán, bỗng nhiên đánh rớt tử sắc lôi đình, uy thế cường mãnh. Gặp này, Vương Lâm kích hoạt Thiên Huyền Hộ Mệnh Thạch, màu nga sữa vòng bảo hộ hiển hiện, ngăn cản lôi đình oanh kích, tự thân tại lưu tinh lửa ra trì hạ, cấp tốc tới gần. Cản. Từ điện chân nhân ánh mắt ngưng lại, lấy ra tấm thuẫn hoành đặt mình vào trước phòng ngự. Bang, kiếm thuẫn chạm vào nhau, cuồn cuộn khí lãng gào thét mà ra. Còn tưởng rằng thực lực ngươi kinh thế hãi tục đâu, nguyên lai không gì hơn cái này phát hiện tấm thuẫn không có chống đỡ không được vết tích từ điện chân nhân trong lòng bối rối cảm giác tán đi mở miệng đủ cợt lão già hư danh hữu danh vô thực bạn chuẩn bị xem xuyên qua có hệ thống đính hôn chuyển thế nữ đế tập 80. vương lâm không nói phát động song nguyên cánh tay kỳ lân bồng đầm nước cùng hỏa diễm đều chiếm nửa bên khiến cho vương lâm cường độ công kích tăng vọt một mảng lớn ép tới tấm thuẫn mãnh liệt rung động toát ra vết sạn từ điện chân nhân trào phúng im bặt mà dừng sắc mặt tối sầm toàn lực hướng tấm thuẫn chuyển vận linh khí, đồng thời hạ xuống lôi đỉnh. Kết quả căn bản không làm gì được có thiên huyền hộ mệnh thạch chống cự vương lâm, cái sau vẻn vẹn chỉ là cảm thấy dòng điện xuyên thấu vòng bảo hộ, mang đến một trận tê dại. Cốt cốt, ngũ tạng lục phủ huyết mạch phát ra tiếng oanh minh, vương lâm kích hoạt nhịp đập, thực lực lại lần nữa tăng trưởng, xua tan tê liệt hiệu quả, thực lực lại trướng. Oanh, vòng vòng gợn sóng trải quyển, vương lâm trong tay lôi viêm kiếm đánh xuống, tử điện chân nhân sắc mặt xám ngoét trong miệng ngai ngái, cả người như diều đứt dây, bị hung hăng nhập vào đáy hồ, tóe lên trùng điệp sóng cả. Về sau, thiếu niên lãnh mâu quét về phía ngây người như phỏng tư mã khôi. Kinh khủng uy áp cùng sát ý đập vào mặt, tư mã khôi câm như hến, khủng hoảng bất an. Vương tiên nhân, hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm. suy Một giây sau, vương lâm chém ra tấm lụa kiếm khí, đem tư mã khôi nhục thân một phân thành hai, khiến cho đột tử. Hiểu lầm giải trừ. Vương lâm cười lạnh, đã có tử điện chân nhân dẫn đường tư mã khôi liền không phát huy được tác dụng nên nỗ lực trợ trụ vi ngược đại giới hưu tử điện chân nhân từ đáy hồ nhảy ra bạo khởi sóng lớn hóa thành tử sắc lưu quang ngự kiếm trực tiếp xông ra gặp này vương lâm cấp tốc đuổi theo lại không vội ở cầm xuống đối phương tào mẹ nó quay đầu nhìn xem sát tinh vẫn như cũ theo đuổi không bỏ tử điện chân nhân vong hồn đại mạo khống chế không nổi cảm xúc tuôn ra hồi lâu không cần tam tự kinh mình dù sao cũng là uy tín lâu năm luyện hồn cảnh trung kỳ cường giả, vậy mà kém chút liền bị một kiếm chém giết. Khó trách ngoại giới đều đang đồn, Vương Lâm đã thành tiểu ma đầu. Tư mã phủ để bên ngoài. Giấu ở chỗ tối nhìn trộm Nam cung phàm cùng Nam cung Vi trợn mắt hốc mồm, nội tâm nổi lên kinh đào hải lãng, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Hắn thật đơn thương độc mã xông đi vào, đem tư mã khôi xử lý. Nam cung Vi nhìn thấy trong phủ đệ trên dưới hốt hoảng thất thố bộ dáng, không biết nên nói cái gì ngưỡng mộ núi cao. Tiên nhân chi uy, cái thế tuyệt luân, phàm nhân căn bản làm tức giận không được. Đâu chỉ? Nam cung Phàm lắc đầu, vừa mới hai đạo nhanh chóng hiện lên quang mang, hẳn là tiên nhân đang đuổi giết khiến Tư Mã gia tộc tại triều đình phía trên một tay che trời kẻ cầm đầu. Nói như vậy, hoàng thất chúng ta được cứu. Nam cung Vi kinh hỉ. Có lẽ vậy. Nam cung Phàm ánh mắt phức tạp, suy nghĩ ngàn vạn, chỉ cần hắn đem Tư Mã gia tộc phía sau tiên gia thế lực nhổ tận gốc, Nguy cơ liền coi như là tiêu tan hơn phân nửa. Tiên nhân kia cũng không phải là hữu tâm tương trợ, chủ yếu song phương trùng hợp đối phó mục tiêu có trùng hợp chỗ. Dạng này được cứu vớt phương thức, hắn chỉ có thể âm thầm may mắn, Nam cung gia tộc phúc duyên thâm hậu. Dù sao tiên nhân mục tiêu chủ yếu cũng không phải là Tư Mã gia tộc. Hưu, hưu. Hai người một trước một sau, nhanh như lưu quang, phi tốc lướt qua thành Trường An, hướng phía ngoài thành bay đi. Ước chừng hơn 10 phút sau, từ điện chân nhân sông vào ngọn núi phía dưới ẩn tàng động quật thân xác chật vật lại như chút được gánh nặng hung ác tiếng nói tiểu xúc sinh có gan liền tiến đến ta không đánh chết ngươi tuy nói bị đuổi giết quá trình nguy cơ trùng trùng nhưng may mà lưu đến tính mệnh tiểu hữu bên trong có mấy cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh phong lăng trần nhắc nhở tuyệt đối không nên chủ quan ân vương lâm gật đầu tiến vào u ám động quật hắn nghe được nồng đậm gây mũi mùi máu tươi ánh vào tầm mắt chính là khắp nơi trên đất xương khô không khỏi đằng đằng sát khí hắn dù không dám nói mình là cái gì một lòng hướng thiện thánh nhân nhưng như thế tàn sát dân chúng vô tội hành vi vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn không hề nghi ngờ tu luyện huyết yêu thuật tu sĩ đều là đáng chết người tiến vào động quật vương lâm lập tức đụng phải hai vị người mặc tử sắc chế thức phục sức tu sĩ sắc mặt trắng bệch như là tử thi nhưng toàn thân tản mát ra nhàn nhạt, nhạt xương đỏ tu luyện huyết yêu thuật đến loại tình trạng này lại không đường rút lui. Phong Lăng Trần không đành lòng nhìn thẳng, đưa bọn hắn đoạn đường đi. Hai vị kia thủ vệ động quật tu sĩ cùng nhau bấm niệm pháp quyết, dám am hiểu tử vân tông cấm địa, đáng chết. Ngao, ngao. Hai đầu đỏ như máu tươi quán chú mà thành huyết lang từ bọn hắn phía sau đập ra, hung tợn thẳng hướng vương lâm. Xuy suy suy Như là chém dưa thái rau, vương lâm mặt không đổi sắc, một kiếm miểu sát máu me đầy đầu sói. Cất bước xâm nhập động quật, cùng hai vị kia kinh hãi muốn tuyệt tu sĩ gặp thoáng qua, hai viên đầu người rơi xuống đất. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngài thành công đánh giết Ngô An, chúc nguyên cảnh đỉnh phong, tu luyện điểm 25 vạn. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngài thành công đánh giết Tần Thọ Sinh, chúc nguyên cảnh đỉnh phong, tu luyện điểm 25 vạn. Giải quyết hết hai con chó giữ nhà, Vương Lâm cầm kiếm cất bước đi vào. Ngươi không phải Tử Vân Tông tu sĩ, vì sao ở đây? Để ngươi nhìn một cái huyết yêu thuật lợi hại hóa thành tế hiến chất dinh dưỡng đi. Những nơi đi qua, thay ngã khắp nơi trên đất. Bình thường tử vân tông tu sĩ, như thế nào lại là hắn một hiệp chi địch. Bất quá ngắn ngủi ba, bốn phút, vương lâm giết ra một đường máu, thẳng vào động quật chỗ sâu nhất. Có thể thấy được một chỗ nồng hắc huyết dịch bao trùm tế đàn, trong tế đàn trận pháp phun trào nhàn nhạt hắc vụ, hồng quang rạng rỡ, lộ ra phá lệ yêu dã. Giờ phút này, tại trên trận pháp phương đứng đấy đại lượng tu sĩ, trận địa sẵn sàng, người cầm đầu là một vị dâu quai nón đại hán người khoác pháp bào màu xanh lục mi tâm mọc ra kỳ dị mắt dọc cả người lộ ra uy phong lẫm liệt cảm giác áp bách mười phần tại trương thiên bằng tả hữu theo thứ tự là thân thể cồng kềnh mặt mũi tràn đầy dữ tợn chu thanh hồng cùng hình dáng tướng mạo gầy gò tử điện chân nhân quả nhiên là vương lâm chu thanh hồng tức giận nói tại thạch cây cỏ nguyên giết trần sách văn ra hỏa cũng là hắn trần sách văn vương lâm hơi híp mắt lại lần này xem ra lẫn nhau đều tìm đúng người. Kia Trần Sách Văn tu luyện huyết yêu thuật, vì không cho hắn thoát đi mà triển khai Tử Vân Khốn yêu trận, chết có ý nghĩa, lập tức hắn cũng không có phủ nhận mình hành vi tất yếu. Vương Lâm, ngươi vì sao nhằm vào ta Tử Vân Tông? Trương Thiên bằng ngữ khí trầm thấp. Vương Lâm chưa mở miệng, cổ long giới lấp lóe thanh quang, phong lăng trần tàn hồn phiêu nhiên mà ra, một mặt cực kỳ bi ai chi sắc, bởi vì ngươi khi sư diệt tổ. Nhìn thấy phong lăng trần, Trương Thiên bằng con ngươi đột nhiên co lại sư phụ những cái kia tử vân tông tu sĩ hai mặt nhìn nhau thái thượng trưởng lão thế mà đứng tại mặt đối lập ngày xưa ngươi vốn là bên đường tên ăn mày cơ hàn nghèo túng ta xem tư chất ngươi không kém thu ngươi làm đồ thậm chí đem tử vân tông giao cho tay ngươi chưa từng bạc đãi qua ngươi phong lăng trần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ta tự nhận không xử bạc với ngươi ngươi vì sao phản bội vi sư vì sao ngắn ngủi kinh hoàng về sau Trương Thiên Bằng phát giác được Phong Lăng Trần ngay sau đó trạng thái, nhẹ nhàng thở ra, cười lạnh nói. Cầu tiên tri đạo người, tự nhiên đoạn tình tuyệt nghĩa, truy cầu trường sinh bất tử, lão nhân ra người thọ nguyên sắp hết, không bằng mau mau đem tài nguyên tặng ta, bớt làm không cần thiết lãng phí. Hắn kiên kỵ nhất vẫn là Phong Lăng Trần như cũ có phi thiên cảnh cường giả thực lực. Đã còn sót lại tàn hồn, phế vật mà thôi. Xúc sinh. Phong Lăng Trần tức sùi bọt mép. Hắn chưa hề nghĩ tới, mình sẽ từ đối phương trong miệng đạt được dạng này đáp án. Đệ tử tu luyện có thành tựu, cũng coi như không cô phụ ngươi tài bồi, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Trương Thiên Bằng không có chút nào liêm sỉ chi tâm, chậm rãi mà nói, chính là bởi vì ta đạo tâm kiên định, bây giờ bất quá 30 có thừa, liền đã thành một tông chi chủ. Tu vi càng là đạt tới luyện hồn cảnh đỉnh phong, nửa bước phi thiên, cái này gọi thời gian không phụ người hữu tâm. Ngươi, ngươi. Phong Lăng Trần đưa tay chỉ vào hắn, tức giận đến nói không ra lời, phảng phất triệt để nản lòng thoái chí ánh mắt vượt qua trương thiên bằng nhìn về phía phía sau hắn tử vân tông đệ tử khuyên nhủ huyết yêu thuật táng tận thiên lương các ngươi nếu có lương chi quay đầu là bờ à lão già chết còn đang ngân ngân sủa loạn chu thanh hồng khinh thường nói tử vân tông tại trương tông chủ dẫn đầu hạ ngươi biết cảnh giới tăng lên cỡ nào tấn mãnh sao ngươi khi còn sống chính là phi thiên cảnh cường giả phong quang vô hạn lại không thể để tử vân tông trở thành đông hoang đỉnh tiêm tông môn cũng là bởi vì ngươi không quả quyết, tự cho là quang minh lỗi lạc. Bây giờ thế đạo này cũng không phải là giữ khuôn phép người có thể sống sót, lão già vẫn là sớm một chút đi chết đi. Một đám tử vân tông tu sĩ nói chuyện vô cùng tranh chua, làm càn chế nhạo trào phúng. Nghe vậy, phong lăng trần nước mắt tuôn đầy mặt. Mình một tay sáng lập tông môn, cuối cùng lại không đứng tại phía bên mình. Hắn nhìn về phía bên người vương lâm, run rẩy bờ môi miễn cưỡng cười một tiếng. Tiểu hữu, tiền bối, nhưng có quyết đoán áo trắng bay phất phới thiếu niên sát ý nghiêm nghị còn xin tiểu hữu giúp ta thanh lý môn hộ